Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 2041, cái thế giới này quá điên cuồng. Diệp Oản oản cúi đầu xuống, nhìn về phía Đường Đường, cưng chiều nói, "Trừ mẹ ra, còn có ai có thể làm mẹ của Đường Đường bảo bối nhà ta, có đúng hay không?" "Vâng ạ." À, đường Đường dùng một ánh mắt kiên định gật đầu một cái. "Mẹ nói cái gì cũng đúng." "Con bà nó, lão tử không phải là đang nằm mơ chứ?" nhiếp vô danh nhìn video trên màn hình máy chiếu, sau đó lại hướng về Diệp Oản Oản quan sát, sao không chịu nói sớm. Em lại có thể là em gái ruột của anh, cái thế giới này quá điên cuồng. Giờ phút này, nhiếp linh lung hung ác trợn mắt lườm, nhiếp vô ưu. Cái con ngu này, lại có thể tự tiện chủ trương bắt chói Diệp Oản Oản, thậm chí còn bị Diệp Oản Oản ghi lại video. Tức nhất là, cái đứa thiểu năng này, từ đầu đến cuối chưa từng nói chuyện này với cô. Nếu như cô sớm biết, sự tình làm sao có thể diễn biến đến bộ dáng như bây giờ. Ngươi là kẻ giả mạo. Ánh mắt lạnh như băng của nhiếp chủ mẫu, rơi vào trên người, nhiếp vô yêu. Mãi đến giờ phút này, trên mặt nhiếp vô yêu mới hiện ra vẻ bối rối. Không thể nào, trong địa lao có thiết bị dò xét kim loại, sẽ không có khả năng có máy ghi âm hay thiết bị theo dõi. Nhiếp vô yêu, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Đúng vậy, nhưng những thứ này, cũng không phải là do ta quay, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng. Là ta quay. Nhất Chi Hoa nhìn về phía, nhiếp vô ưu thờ ơ không đếm xỉa tới, nói, lúc vào địa lao, ta đã tắt toàn bộ các thiết bị giám sát, nên đương nhiên là không dò ra. Đợi sau khi ta rời khỏi phạm vi kiểm soát, mới mở lại các thiết bị kia lên. Người thấy sao, cái đầu ngu này. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản liếc xéo Nhất Chi Hoa một cái. Người khác nói, nhiếp vô ưu là đồ ngu xuẩn, vậy thì coi như xong đi. Về phần nhất chi hoa, hắn rốt cuộc có tư cách gì để đi nói người khác là ngu xuẩn? Audio điện tử võ tấn bền Ngược lại, không phải là nhiếp vô ưu ngu xuẩn, chẳng qua là do cô ta bị sự tự tin của mình làm cho mù quáng, mà phong huyền diệt lại quá thông minh. Trong địa lao, có trang bị thiết bị phát hiện máy ghi âm và ghi hình, cho nên nhiếp vô ưu mới có thể không chút sợ hãi. Nhưng cô ta lại không nghĩ tới, Nhất chi hoa lại sẽ bị kêu gọi đầu hàng. Đây là nguyên nhân thất bại của à ta, cũng là nguyên nhân chí mạng nhất. Cha, mẹ. Lúc này, nhiếp phụ yêu có chút bối rối nhìn về phía nhiếp chủ mẫu và nhiếp gia chủ. Ngươi, cái thứ hàng giả này lừa chúng ta lâu như vậy, ngươi còn dám gọi ta là cha? Nhiếp gia chủ lạnh giọng quát lên. Ngươi còn miệng nó, lại dám đánh cháu ta. Chỉ vậy thôi thì coi như xong đi. Thời gian dài như vậy dùng nhiều tiền của nhiếp ra chúng ta như vậy, người muốn chết. Nhiếp vô danh quát to một tiếng, chợt tung một quyền đánh thẳng lên trên mặt của nhiếp vô yêu. Chỉ nghe một tiếng, bốp thật lớn vang lên, cả người, nhiếp vô yêu, như diều đứt dây bay ngang ra ngoài, chợt nặng nề ngã quịch trên mặt đất. Chỉ thấy, sau khi, nhiếp vô yêu, rơi xuống đất, thân thể co giật chốc lát, liền hoàn toàn không còn bất kỳ cử động nào. Sẽ không chết đấy chứ, Chân mày Diệp Oản Oản nhíu lại, theo bản năng che kín cặp mắt của đường đường. Rất nhanh, Diệp Oản Oản đi tới bên cạnh hàng giả, kiểm tra một phen, nhưng lại phát hiện. Cái ông anh nhiếp vô danh này, con miệng nó, thật sự chỉ một quyền đã đánh chết tươi à ta. Chỉ vậy liền tắt thở. Chỉ như vậy, làm sao sẽ có thể là em gái vô yêu của ta, Phi? Nhiếp vô danh nói. Diệp Oản Oản, cái tên óc heo này. Một bên khóe miệng nhiếp linh lung không khỏi khẽ nhếch lên. Nhiếp vô danh, thật đúng là quá sức ngu xuẩn rồi. Bất quá, hắn lại giúp cô một tay, nếu như hàng giả này không chết, chỉ sợ thân phận của cô cũng sẽ bị điều tra ra, nhưng bây giờ cũng không có chứng cứ. Thấy hàng giả bị nhiếp vô danh tung một quyền đấm chết, mọi người tại đây không khỏi thán phục. Lại còn có loại chuyển biến như thế này. Con bà nó, phong tỷ, tỷ là người của nhiếp gia, tỷ lại là nhiếp vô ưu đầu óc của đệ không đủ dùng rồi, không tốt, não của đệ sắp nổ mất, bắt đầu mặt đầy rung động nhìn về phía Diệp Oản Oản. chương 2042, khoảng cách thân phận quá lớn. Tất cả các thuộc hạ không sợ Minh đi theo Diệp Oản Oản cùng đến, giờ phút này đều đã sợ ngây người. Minh chủ nhà bọn họ lại là thiên kim đại tiểu thư của thế gia đứng đầu tứ đại gia tộc, nhiếp gia. Khoảng cách thân phận này có phải là quá lớn một chút rồi hay không? không một ai ngờ đến, đại điển kế nhiệm nhiếp ra ngày hôm nay sẽ trở thành cái bộ dáng này. Nhiếp vô ưu kia lại là một con hàng giả. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người ở đây, đồng loạt rơi vào trên người của Diệp Oản Oản. Không thể nào, không sợ minh chủ, lại là nhiếp vô ưu chuyện này làm sao có thể. Đúng vậy, tại độc lập châu, không sợ minh tiếng xấu vang dội nhiều năm như vậy, không sợ minh chủ bạch phong, làm sao sẽ có thể là vô ưu tiểu thư của nhiếp gia lúc này một vị cao tầng thế lực khác nhìn về phía nhiếp chủ mẫu và nhiếp gia chủ ôm quyền nói gia chủ chủ mẫu chuyện này có phải là cạm bẫy hay không nghe tiếng nhiếp chủ mẫu lường người vừa nói một cái lãnh đạm đáp có bẫy hay không chúng tôi tự biết phán đoán các người không cần nhiều lời vậy được rồi nếu nhiếp chủ mẫu đều đã nói như vậy nếu như còn tiếp tục nghi ngờ sẽ là không biết điều đến lúc đó đồng thời đắc tội nhiếp gia và không sợ minh đây cũng không phải là chuyện hay ho gì. Giờ phút này, đại trưởng lão như có điều suy nghĩ nhìn về phía Diệp Oản Oản. Cuối cùng ông cũng hiểu ra được, đoạn thời gian trước vì sao Minh Chủ lại không ngừng yêu cầu mình giám định thân nhân. Mẫu thử để giám định này, chắc là đến từ nhiếp gia. Con bà nó, phong tỷ, tỷ lại là nhiếp vô yêu, nhị tiểu thư nhiếp gia, huấn luyện viên ma quỷ của học viện xích diếm. Bắt đầu mặt đầy mộng bức nhìn Diệp Oản Oản thế giới này cũng quá điên cuồng rồi đi em lại là em gái ruột của anh nhiếp vô danh cũng đồng dạng là một gương mặt mộng bức nhìn diệp oản oản em gái nuôi lại biến thành em gái ruột rồi hả diệp oản oản mẹ đường đường nhìn diệp oản oản chằm chằm bàn tay nhỏ nhắn ấm áp ôm lấy diệp oản oản không muốn buông ra lập tức diệp oản oản một tay đem đường đường ôm vào trong ngực gia chủ chủ mẫu đại hội kế nhiệm ngày hôm nay không bằng trước hết cứ hủy bỏ về nhà bàn lại, như thế nào? Phong huyền diệt nhẹ giọng đề xuất. Giờ phút này, nhiếp gia chủ và nhiếp chủ mẫu hai người, ngơ ngẩn ngắm nhìn Diệp oản oản, có chút xuất thần. Mãi đến khi Phong huyền diệt lặp lại một lần nữa, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, tuyên bố hủy bỏ đại hội kế nhiệm này. Đợi sau khi mọi người rời đi, phản ứng đầu tiên của nhiếp gia chủ là nhìn về phía nhiếp linh lung. Còn không đợi nhiếp gia chủ mẫu lên tiếng, nhiếp linh lung đã lập tức chủ động tiến lên, mặt đầy áy náy xin lỗi không nghĩ tới con cũng bị hàng giả đó che mắt mẹ vô ưu tỉ tỉ đều tại con không tốt diệp oàn oản lạnh nhạt liếc nhìn nhiếp linh lung một cái kỹ năng diễn của cô ta quả thực là không tồi một bộ dáng áy náy ủy khuất kia thiếu chút nữa ngay cả nàng cũng đều tin tưởng chỉ bất quá bây giờ không phải là thời điểm đối phó nhiếp linh lung hơn nữa căn bản là bọn họ không có bất kỳ chứng cứ nào Tuy rằng Nhiếp Linh Lung tìm hàng giả đưa về, nhưng một câu chính mình cũng là bị lừa gạt, lại khiến cho người ta không thể bắt bẻ vào đâu được. Nữ nhân này, khó trách lại có thể ẩn núp lâu như vậy tại Nhiếp gia. Nhiếp phu nhân và Nhiếp gia chủ nghe vậy, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng quả nhiên cũng không thể nói gì. Giờ phút này, tất cả sự chú ý của hai người đều ở trên người Diệp Oản Oản. "Con gái, con, con thực sự là là vô ưu." Nhiếp phu nhân nắm tay Diệp Oản Oản, khẽ run. Lúc này, Phong Huyền Diệp tiến lên một bước, lên tiếng giải thích, phu nhân, gia chủ, thật xin lỗi vì đã không báo trước chân tướng cho các người. Khi đó, vị tiểu thư giả kia đã thông qua nhiếp linh lung thu được sự tín nhiệm của hai vị. Hơn nữa, hiển nhiên khi đó nhiếp ra có nội ứng của cô ta, nếu không kết quả giám định thân nhân của cô ta đã không thể nào thuận lợi thông qua như vậy. chương 2043, Chính quyền địa phương ói hỏng bét. Cho nên, vì muốn cho hai vị biết được chân tướng, tôi mới cùng Vô Ưu tiểu thư bày ra bố cục này, khiến cho ả à ta tự nói ra ngọn nguồn, công bố đoạn ghi hình thu lại được, vạch trần bộ mặt thật của thứ hàng giả kia. Một bên, Nhiếp gia chủ nghe nói như vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng, người nào có thể ngay dưới mí mắt của Nhiếp gia ta làm ra loại thủ đoạn này. Ánh mắt Nhiếp Linh Lung khẽ biến, cha, mẹ đều tại con không đủ cẩn thận, khiến cho kẻ khác có thể thừa dịp chuyện này con nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này ta sẽ tự tra rõ nhiếp gia chủ nói hiện tại bất kỳ một ai ông cũng không tin ông muốn tự mình đi thăm dò huyền diệc làm sao cậu tìm được vô ưu nhiếp phu nhân hỏi bẩm phu nhân là tôi phát hiện ra vô ưu tiểu thư tại hoa quốc khi đó cô ấy lưu lạc đến đế đô của hoa quốc hơn nữa dường như đã mất đi ký ức cho nên tôi mãi vẫn không thể tiến lên nhận nhau cũng mất một thời gian rất lâu mới xác định được thân phận của vô ưu tiểu thư nhất chi hoa thần sắc đầy áy náy tiếp lời khi đó tôi vẫn một lòng cho rằng cái vị trong nhà này mới là vô ưu tiểu thư thật liền đem chuyện phong huyền diệt trong lúc mơ mơ hồ hồ tìm được một vị vô ưu tiểu thư khác nói cho con hàng giả đó hàng giả kia lừa gạt tôi rằng vô ưu tiểu thư là giả mạo là người của dòng chính vì vậy từng nhiều lần phái người ám sát vô ưu tiểu thư nhất chi hoa đem chuyện phát sinh sau đó lần lượt khai báo từng chuyện một. Nhiếp phu nhân và nhiếp gia chủ nghe mà chấn động trong lòng. Nhiếp phu nhân kéo lấy tay của Diệp Oản Oản, vành mắt đỏ ửng, mặt đầy xót xa. Khó trách, khó lần đầu tiên nhìn thấy con bé liền cảm thấy đặc biệt thân thiết, có cảm giác thân cận vô hình. Vạn vạn không ngờ tới, bà đã dẫn sói vào nhà, suýt chút nữa đã hại chết con gái ruột của chính mình. Nhiếp phu nhân khóc thút thít, ôm Diệp Oản Oản vào trong ngực, vô ưu. Mẹ có lỗi với con khiến cho con phải chịu khổ. Đối với sự thân thiết của nhiếp phu nhân, Diệp Oản Oản hơi có chút không quen lắm, mẹ không cần tự trách, là do những người đó quá mức giảo hoạt. Nhiếp linh lung nhìn cảnh người một nhà ôm nhau khóc lóc, còn mình lẻ loi đứng ở một bên, giống như một người ngoài, nơi đáy mắt vốn bình tĩnh chấn định bỗng lóe lên một tia âm lãnh. Bàn tay cô ta siết chặt, móng tay vô thức đâm vào trong lòng bàn tay lúc nào không hay. Cô ta vốn biết, chỉ cần nhiếp vô ưu chân chính trở về, vậy thì cái nhiếp ra này, e rằng sẽ không còn chỗ đứng cho cô ta. Cái vị trí nhị tiểu thư nhiếp ra này, thậm chí là vị trí nhiếp gia chủ, vốn chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa đã chính là của cô rồi. Ngờ đâu vào lúc này, con tiện nhân kia lại có thể quay trở lại. Phong huyền diệt, người do lăng ra phái tới. Cô lại sơ suốt bỏ sót người này. Con gái, mấy năm nay con có khỏe không? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, làm sao con lại mất đi ký ức? Khó trách, khó trách nhiều năm như vậy con cũng chưa hề về nhà. Nhiếp phu nhân hỏi. Diệp oản oản che giấu chuyện tư giả hàn bao trùm trí nhớ của nàng, con cũng không rõ nữa, có thể là bị thương không nhẹ, tổn thương đến đầu. Mãi đến gần đây con mới khôi phục lại một phần trí nhớ, còn rất nhiều chuyện vẫn chưa. Nhiếp phu nhân lườm nhiếp vô danh một cái, mở miệng nói, cái gã anh trai không đáng tin cậy của con, mẹ cũng không biết nên nói nó không có đầu óc tốt, hay là nên nói nó có vận khí tốt tùy tiện tìm người giả mạo mẹ của đường đường, lại tìm ra được con. Nhiếp gia chủ hừ lạnh một tiếng, tìm nhiều năm như vậy, em gái ruột ở ngay bên cạnh cũng không phát hiện, em thấy não của nó tốt hay sao? Diệp oản oản, chính quyền địa phương ói hỏng bét, đúng là chí mạng mà. Nhiếp vô danh lầu bầu, cha à, cha còn không thấy ngại mà đi nói con sao, chính cha cũng có nhận ra được đâu. Trường 2044 sẽ không để cho đường đường không có cha. Ngươi, nhiếp gia chủ suýt chút nữa bị tức chết, nhiếp vô danh vội vàng trốn sang một bên trước khi bị đánh cho một trận. Nhiếp phu nhân và nhiếp gia chủ giờ phút này đều áy náy không thôi. Ngay cả con gái ruột mà cũng không nhận ra được, suýt chút nữa đã khiến con bé bị một kẻ giả mạo hại chết. Bọn họ thật sự không xứng làm cha mẹ, lại để cho con của mình chịu nhiều khổ đau như vậy. Vô yêu tỷ tỷ, cũng còn may là tỷ đã trở về rồi, nếu không thì muội dù có chết thì cũng không bù nổi tội lỗi của mình. Nhiếp Linh Lung cũng không ngừng nói xin lỗi, ngay sau đó chuyển đề tài, giả là nói, chẳng qua là, thật không ngờ Vô Ưu tỷ tỷ lại sẽ là không sợ Minh chủ, cũng khó trách mọi người tìm kiểu nào cũng không tìm ra được. Ánh mắt Diệp Oản oản đầy lạnh lùng nhìn Nhiếp Linh Lung một cái. Lời nói của con ả này, thoạt nghe thì như không có vấn đề gì, nhưng rõ ràng là đang dùng một thủ đoạn mềm dẻo, cố ý xoáy mạnh vào chuyện nàng là Minh chủ không sợ Minh, muốn ly gián quan hệ giữa nàng và cha mẹ. Cha, mẹ chuyện con là không sợ minh chủ, có gây ảnh hưởng gì đến nhiếp gia hay không? Diệp Oản Oản trần chờ hỏi. Nhiếp gia chủ nghe vậy liền lập tức đáp lời, có thể có ảnh hưởng gì chứ? Con gái của nhiếp hoài lễ này, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ai dám nói này nói kia? Diệp Oản Oản, cha của nàng nói ra ba chữ, nhiếp hoài lễ, thật là rất thuận mồm à nha. Nếu như không phải là nàng đã từ chỗ phong huyền diệp biết được chuyện cha đến nhiếp gia ở rể, còn đổi họ, lăng của mình thành Nhiếp, thật đúng là nàng nhìn không ra. Bất quá, từ chuyện này cũng có thể thấy, cha thực sự rất yêu mẹ. Nhiếp phu nhân cũng lập tức phụ họa theo, khi đó cha mẹ cũng đã nói, tùy ý con muốn làm cái gì cũng đều được. Con muốn làm cái gì, thích cái gì, thích người nào, chỉ cần con vui vẻ là được, không cần để ý đến ánh mắt của người ngoài. Hiện tại con đã trở về rồi, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đều có cha mẹ ở đây. Diệp Oản Oản. Bình thường, thấy thái độ đối đãi với nhiếp vô danh của bọn họ rất nghiêm khắc, nàng còn tưởng rằng mình sẽ bị mắng cơ đấy, thật không ngờ. Nhiếp Linh Lung thấy hai người hoàn toàn không quan tâm tới, mưu hèn kế bẩn của mình, khóe miệng hơi có chút cứng đờ, hồi lâu sau mới khôi phục lại nụ cười mỉm giả tạo, cha mẹ nói đúng lắm. Một bên, nhiếp vô danh nghe thấy cha mẹ nói những lời này, quả thật là chố mắt nghẹn học, cha, mẹ, hai người đối với con cũng chưa bao giờ nói những lời như vậy đấy. Đối xử thế này cũng quá là thiên vị rồi đi, hai người nói thật cho con biết đi, thật ra thì con được hai người nhặt từ ngoài đường về, có đúng hay không? Tiểu tử thúi, người muốn chết có phải không? Nhiếp phu nhân và nhiếp gia chủ vẫn đang luôn vây quanh Diệp Oản Oản ân cần hỏi han, Diệp Oản Oản tốt khoe xấu che, chỉ đơn giản kể cho bọn họ nghe những chuyện sinh hoạt thường ngày ở Hoa Quốc mấy năm gần đây. Lúc này, ở một bên, đường đường bảo bối nhìn bà ngoại ở bên trái của mẹ, lại nhìn sang ông ngoại đứng bên phải của mẹ, rồi lại nhìn đến chỗ ông cậu đang đứng trước mặt mẹ mình, rốt cuộc không chịu nổi, mẹ. Có thể trả lại mẹ cho nhóc được hay không? Lúc này Diệp Oản Oản mới phát hiện ra mình đã chót quên mất đường đường bảo bối, vội vàng một tay ôm lấy cậu bé, bảo bối ngoan, mau tới đây mẹ ôm một cái. Đường đường bảo bối lúc này mới ủy ủy khuất khuất đẩy nhiếp vô danh ra, nhào vào trong ngực của mẹ. Một bên, nhiếp phu nhân nhìn con gái và cháu ngoại, mặt đầy vẻ yêu thương, hiền từ, vui vẻ và yên tâm, khó trách. Khó trách đường đường lại thích con như thế, thân cận với con như thế. Dù sao cũng là huyết mạch tương liên. Nhiếp gia chủ thở dài, chỉ tiếc, tu nhiễm mất tích, nếu không một nhà ba người cũng có thể đoàn tụ. Diệp Oản Oản đang vui vẻ ôm lấy đường đường, nghe đến đó, nhất thời ngây ngẩn, hả? Nhiếp gia chủ vội lên tiếng an ủi, vội yêu, con đừng lo lắng, cha nhất định sẽ tìm được tu nhiễm, tuyệt đối sẽ không để cho đường đường không có cha. chương 2045, không phải là kỳ tu nhiễm. Phụt, khục khục khục, Diệp Oản Oản suýt chút nữa đã tự sặc nước miếng của chính mình, không phải. Cha, mẹ, các người hiểu lầm rồi. Nhiếp gia chủ và nhiếp phu nhân chố mắt nhìn nhau, hiểu lầm rồi sao? Có ý gì? Diệp Oản Oản xoa xoa cái đầu nhỏ của đường đường, thần sắc bất đắc dĩ mở miệng nói, cha, mẹ, ai nói cho hai người biết cha của đường đường là kỳ hoàng. Nhiếp phu nhân, chẳng lẽ lại không phải? Diệp oản oản ho nhẹ một tiếng đáp, đúng thật là không phải. Lần này, nhiếp phu nhân và nhiếp gia chủ đều trợn tròn mắt. Hai người hiểu rất rõ ban đầu con gái mình thích kỳ tu nhiễm đến giường nào, cộng thêm kỳ tu nhiễm vẫn luôn đối xử với đường đường rất tốt, tình cảm giữa hai người rất thân thiết. Mặc dù kỳ tu nhiễm chưa từng nói qua, nhưng bọn họ đều đã thầm chấp nhận đường đường nhất định là do con gái và kỳ tu nhiễm sinh ai ngờ đâu lại có thể là không phải hả cha của đường đường không phải là kỳ tu nhiễm nhiếp vô danh cũng tỏ vẻ đầy kinh ngạc vậy thì đường đường là do em và ai sinh diệp oản oản nàng suy tính một chút nếu như tự mình nói là tu la chủ cha mẹ và cả nhiếp vô danh sẽ có phản ứng gì nếu đã vậy hay là cứ tạm thời hoãn lại trước đã Diệp Oản Oản ngắm gương mặt nhỏ nhắn cực kỳ giống với người nào đó của đường đường bảo bối, mở miệng đáp, tóm lại không phải là kỳ tu nhiễm, mọi người chớ hiểu lầm. Đợi có thời gian, con sẽ dẫn cha của đường đường tới gặp mọi người. Nhiếp phu nhân cân nhắc chọn lời một chút, kéo lấy tay của Diệp Oản Oản, ngữ điệu có chút trầm trọng, vô yêu à, mặc dù con và tu nhiễm không thể ở chung một chỗ, nhưng mà, con cũng tuyệt đối không thể tự ngược đãi mình, tùy tùy tiện tiện tìm đại một gã đàn ông để chung sống cùng, biết không? không sai, con gái của nhiếp hoài lễ này, chẳng lẽ còn lo không tìm được đàn ông tốt. Tiểu tử kỳ ra kia coi thường con, đó là do mắt nó bị mù. Diệp oản oản giờ khóc giờ cười đáp, cha, mẹ, hai người yên tâm đi, con làm sao có thể tùy tiện tìm một gã đàn ông được chứ. Hai người xem, đường đường có tổ hợp gen hoàn mỹ như vậy, cũng có thể thấy được cha của nhóc rất yêu tú nha, hơn nữa còn đặc biệt đẹp trai. Quan trọng nhất là, hai bên tâm đầu ý hợp, yêu nhau thật lòng cho nên hai người hãy yên tâm đi. Nghe nói như vậy, hai người cuối cùng mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, trái tim Diệp Oản Oản lại chợt nảy lên. Xong rồi, hiện tại tất cả mọi người đều biết nàng là nhiếp vô ưu rồi, vậy thì khẳng định là tư giả hàn cũng biết. Biết nàng là nhiếp vô ưu, biết nhiếp vô ưu có hôn ước với kỳ tu nhiễm, biết nàng còn có một đứa con trai, nghe đồn là một đứa con riêng sinh cùng kỳ tu nhiễm. Cùng lúc đó, ở trong một ôn tuyển sơn trang nào đó tại Độc Lập Châu. Tư giả Hàn, Giang Ly Hận, Tạ Thiên Xuyên đang ngồi dưới tàng cây bên cạnh một chiếc bàn đá đàm luận, đột nhiên có một loạt tiếng bước chân rồn dập truyền tới. Lâm Khuyết thở hồng hộc vào tới trước mặt của Tư giả Hàn, cửu ca. Xảy, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Tư giả Hàn hơi nhíu mày, chuyện gì? Giang Ly Hận và Tạ Thiên Xuyên cũng theo bản năng nhìn về phía Lâm Khuyết. Giang Ly hận mặt đầy ghét bỏ nhìn tướng mạo tầm thường của Lâm Khuyết sau khi dịch dung, chật chật, tôi nói này Lâm Nhị, tính tình hấp tấp nôn nóng này của cậu, lúc nào có thể thay đổi. Lần này thật sự là chuyện trời sập đấy, có được không? Lâm Khuyết không thèm phản ứng lại Giang Ly hận, thở hồng hộc, nhanh chóng mở miệng nói, cửu ca, hiện tại tất cả mọi người tại Độc Lập Châu đều đang đồn, đồn rằng không sợ minh chủ Bạch Phong mới thật sự là nhị tiểu thư nhiếp ra, nhiếp vô yêu hôm nay trong đại lễ kế nhiệm nhiếp gia chủ, nhà đầu kia trực tiếp đi đến tận cửa gây rối, nghe nói còn mở ra một đoạn thu hình làm bằng chứng. Cái người ở nhiếp gia kia là giả, cô ấy mới là thật. Kẻ giả mạo kia đã bị nhiếp vô danh đánh chết tại chỗ rồi. chương 2046, đầu cậu cỏ mọc xanh biếc. Sau khi Lâm Khuyết nói một hơi, bầu không khí liền rơi vào trong một mảnh tĩnh mịch yên lặng. Diệp oản oản, không sợ minh chủ bạch phong, là nhị tiểu thư nhiếp gia, nhiếp vô ưu. Tin tức này, vô luận đối với người nào mà nói, đều coi như là một quả bom tấn. Giang Ly hận là người đầu tiên nhảy cỡn lên, ôi chao, lần này thật đúng là chuyện lớn mà. A à dạ, vợ của cậu lại là thiên kim nhiếp gia. Một bên, tạ thiên xuyên chỉ hơi trầm ngâm, ngay sau đó trần chờ lên tiếng, vậy chẳng phải là nói. Nhiếp vô ưu và kỳ tu nhiếm có hồn ước sao? Giang Ly hận lập tức đổ thêm dầu vào lửa, đâu chỉ vậy, nào chỉ là vị hôn phu, còn có một đứa con trai, lớn tận 4, 5 tuổi rồi, vẫn đều đang được nuôi dưỡng ở nhiếp ra đấy. Tạ Thiên Xuyên nói, nghe đồn đứa nhỏ này là do nhiếp vô ưu và kỳ tu nhiễm sinh. Giang Ly hận chật chật chắt lưỡi, tiến tới trước mặt tư giả hàn, vỗ vai anh, nói cho nên, để cho tôi tổng kết một câu, a à giả. Đầu cậu cỏ mọc xanh biếc. Tư giả hàn. Nhiếp ra. Gia nhiếp phu nhân và nhiếp gia chủ cứ mãi quấn lấy Diệp Oản Oản trò chuyện, lại bảo phòng bếp chuẩn bị một bàn đầy thức ăn. Trong bữa tiệc, gã quản gia trẻ tuổi trước đó đã hạn chế sự tự do của đường đường, hơn nữa còn ngăn Diệp Oản Oản để cho nàng dẫn cậu bé ra khỏi cửa. Giờ phút này thái độ đối đãi với Diệp Oản Oản đã hoàn toàn quay ngoắt 180 độ. Gã quản gia trẻ tuổi này, hiển nhiên là người của nhiếp linh lung. Gia chủ, phu nhân, vội ưu tiểu thư có thể bình an trở về, một nhà đoàn viên, thật là đáng mừng. Quản gia trẻ tuổi nửa nụ cười nịnh ngọt, giờ phút này ngược lại không hề có dáng vẻ giống như đã từng lên tiếng bảo vệ nhiếp vô ưu giả trước đây. Quản gia trẻ tuổi mặc dù có chút kiêng kỵ đối với việc Diệp Oản Oản khôi phục lại thân phận, bất quá, hắn ỉ mình có chỗ dựa là nhiếp linh lung, cho nên cũng không lo lắng Diệp Oản Oản sẽ tìm hắn để gây sự. Đều tại tôi, bị thứ hàng giả kia lừa gạt, có mắt không thấy núi Thái Sơn, trước đó vậy mà lại không thể nào nhận ra cô. Bất quá, thật sự là bởi vì khi đó thân phận của cô quá đặc thù, quả thực tôi không cách nào hình dung ra được sự liên quan giữa cô và Vô Ưu tiểu thư. Quản gia tỏ vẻ áy náy đầy giả tạo. Nhiếp phu nhân và nhiếp gia chủ giờ phút này tâm tình rất tốt, cứ mãi miết không ngừng gắp thức ăn cho Diệp Oản Oản. Nghe vậy, nhiếp gia chủ mở miệng nói, "Được rồi, hôm nay là ngày vui, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa." Nhận nhầm con gái ruột của mình, một người cha như ông mới là kẻ thất bại nhất dạ 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 quản gia trẻ tuổi luôn miệng phụ họa ngay sau đó mở miệng nói phu nhân vậy thì tôi xin phép đi chuẩn bị cho vô yêu tiểu thư một căn phòng khác đường đường nghe vậy nhướng mày một cái lập tức cất tiếng nói không cần đâu mẹ và ta ngủ chung một chỗ quản gia trẻ tuổi lập tức cười đáp tiểu thiếu gia việc này không hợp quy củ tôi thấy là nên chuẩn bị cho vô yêu tiểu thư một căn phòng khác thì hay hơn đường đường nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời càng lạnh hơn một bên, Diệp Oản Oản nhìn bộ dáng gã quản gia nọ tự mình làm chủ, coi thường con trai mình, khóe miệng bỗng nở một nụ cười lạnh. Nàng vuốt ve cái đầu nhỏ của đường đường bảo bối, ngay sau đó mở miệng nói, nếu ngay cả tiểu thiếu ra cũng không sai khiến được ngươi, vậy thì đổi một người khác biết nghe lời hơn đi. Quản gia trẻ tuổi nghe câu này, nhất thời sừng sốt, biểu cảm hơi có chút cứng đờ, vô ưu tiểu thư. Cô, cô nói vậy là có ý gì? Diệp Oản Oản, sao? Ta nói vậy mà không hiểu sao, ta muốn đổi quản gia, nghe rõ không?" Nơi đáy mắt gã quản gia nọ xẹt qua một tia âm độc, nhất thời hướng về bàn cơm đối diện, nhìn Nhiếp Linh Lung, "Linh Lung tiểu thư, tôi không biết tôi đã làm sai điều gì, vì sao vội Ưu tiểu thư lại muốn đuổi tôi đi?" Nhiếp Linh Lung nhìn bộ dáng không nói đạo lý của Diệp Oản Oản, âm thầm khinh thường trong lòng. Chương 2047: Chiếm được cảm tình Quả nhiên là quậy phá bên ngoài đã lâu, không hiểu quy củ chút nào. Coi như là quay trở về, sợ rằng cũng không chiếm được cảm tình của nhiếp phu nhân và gia chủ. Nhiếp Linh Lung tỏ ra phóng khoáng khéo léo đỡ lời, vội yêu tỷ tỷ, quản gia cũng là vì muốn tốt cho Đường Đường, cũng không làm gì sai. Nếu khiến cho Vô yêu tỷ tỷ không vui, thì cứ trừng phạt một chút cũng được, quả thực không cần phải tức giận như vậy." Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười, nhìn Nhiếp Linh Lung một cái ai nói ta là vì vậy mới muốn đuổi hắn đi. Nhiếp linh lung, chuyện này. Diệp oản oản cười nói, bởi vì chị đây không thích. Nhiếp linh lung nhất thời sướng sờ, sắc mặt có chút tức giận, nhưng rất nhanh liền che giấu tâm tình trên mặt, tỏ vẻ khó xử nhìn về phía nhiếp gia chủ và phu nhân, cha, mẹ. Lý quản gia từ khi vào nhiếp gia tới nay vẫn luôn cẩn thận, chưa từng phạm sai lầm. Nếu cứ như vậy đuổi cậu ta đi, sợ rằng không quá thỏa đáng. Nhiếp gia chủ vừa gấp thức ăn cho Diệp Oản Oản, vừa tùy tiện nói, nếu vô ưu không thích, vậy thì đổi đi, cũng không phải là chuyện gì to tát. Nhiếp phu nhân ngay sau đó nói với gã quản gia trẻ tuổi kia, đi tìm kế toán kết toán lương đi. Quản gia trẻ tuổi kia thấy mình lại có thể bị đuổi đi như một con chó, chỉ vì một câu chị đây không thích. Của Diệp Oản Oản liền bị đuổi, quả thật là không cách nào tin nổi, mặt đầy vẻ cầu khẩn nhìn về phía Nhiếp Linh Lung. Con người của Nhiếp Linh Lung thoáng co rút nhanh lại, thời điểm trước đó khi Nhiếp phu nhân và gia chủ đối đãi với kẻ giả mạo kia, mặc dù là dung túng, nhưng vẫn có chừng mực. Ai ngờ đâu khi đối mặt với Nhiếp Vô Ưu, thậm chí ngay cả một chút nguyên tắc cũng không có, quả thực là nói gì nghe nấy. Dưới tình huống này, nếu cô tiếp tục ra mặt, sợ là căn bản liền vô dụng, còn có thể dẫn đến sự bất mãn của Nhiếp gia chủ và phu nhân. Khúc nhạc dạo ngắn này rất nhanh đã kết thúc, Nhiếp Linh Lung không cách nào cầu tình quản gia trẻ tuổi trực tiếp bị đuổi đi. Nhiếp phu nhân trực tiếp nói với Diệp Oản Oản, vô yêu à, đừng nóng giận, nếu con không thích, ngày khác mẹ sẽ bảo người cho tuyển một nhóm khác tới, con tự mình chọn người nào con ưng ý là được. Diệp Oản Oản mỉm cười, ôm lấy cánh tay của nhiếp phu nhân, vui vẻ nói, cảm ơn mẹ. Mặc dù hành động của Diệp Oản Oản có chèn một chút kỹ thuật diễn xuất vào, nhưng, đối với mẹ ruột của mình, phần tình cảm thân thiết này là thật nàng ngay cả tư giả hàn đều vuốt lông tốt, chẳng lẽ còn không thể chiếm được cảm tình của cha mẹ ruột mình sao? Hôm nay là lần đầu tiên Diệp hoàn hoàn gọi bà là mẹ, Huống Chi lại còn thân mật như vậy, nhiếp phu nhân quả thật là tâm hoa nở rộ, mặt đầy ý cười, đứa nhỏ ngốc đối với mẹ mà còn phải nói cái gì mà cảm ơn sao? Sau này còn có mong muốn gì, cứ việc nói với mẹ nha. Diệp hoàn hoàn, vâng, mẹ yêu, con biết rồi à? Bên cạnh nhiếp gia chủ đang sổ mặt cũng không nhịn được, vội nói, nếu như ở bên ngoài bị kẻ khác khi dễ, thì quay về nói với cha, cha sẽ làm chỗ dựa cho con. Một bên, bị bỏ rơi trong một góc bàn, trước mặt chỉ có một dĩa cải xanh, nhiếp vô danh, con ăn no rồi, bái bai. Cơm này còn có thể ăn nữa hay không? Còn có thể ăn nữa không vậy hả? Nhiếp gia chủ, người ngồi xuống cho ta, em gái người thật vất vả mới trở lại được, người còn muốn đi nơi nào quậy phá nhiếp vô danh. Đây là bạo hành gia đình, bạo hành gia đình trắng trợn. Bởi vì cha mẹ ruột quá nhiệt tình, Diệp Oản Oản không thể có một phút rảnh rỗi nào, buổi tối còn phải bồi tiếp đường đường bảo bối. Mãi đến sáng hôm sau, Diệp Oản Oản mới vội vã chạy tới Atula. Kết quả, không gặp được tư giả hàn, ngược lại nhìn thấy Khương Viêm, cái gã vừa gặp phải nàng liền xù lông lên. Đại khái là tư giả hàn biết nàng và Khương Viêm không hợp nhau, Gần đây phần lớn thời gian đều để cho Lâm Khuyết theo bên người. Khương Viêm thì lại bị bỏ rơi, cho đóng giữ trụ sở chính. Chương 2048, phu nhân bảo bối của chủ thượng nhà ngươi. Vừa thấy được nàng, Khương Viêm liền tiến vào trạng thái chiến đấu bảo vệ trinh tiết của ông chủ, "Yêu nữ, ngươi lại tới làm gì?" "Diệp Oản Oản, thật đúng là vạn năm không đổi lời thoại mà. Thông báo giúp ta một chút, ta có chuyện muốn bàn cùng với chủ thượng của các ngươi." Diệp Oản Oản vốn là muốn đợi đến tối len lén đột nhập vào, nhưng thật sự là nàng không đợi được. Chuyện này nhất định phải ngay lập tức nói rõ ràng mới được. Chủ thượng chúng ta không có mặt, người đã sớm có hôn phu, thậm chí ngay cả con trai đều đã có, lại vẫn dây dưa không ngớt đối với chủ thượng. Quả thật là không biết xấu hổ, ta khuyên người vẫn là nên sớm bỏ ý nghĩ này đi. Khương Viêm mặt đầy tức giận, cứ như thể người bị đội nón xanh là hắn vậy sắc mặt Diệp Oản Oản tối sầm lại. Làm bậy rồi, quả nhiên đã truyền đi khắp nơi, mọi người đều biết cả rồi. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, người quản ta. Chủ thượng nhà ngươi chính là thích ta không biết xấu hổ như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Khương Viêm, yêu nữ, ngươi, ngươi, ngươi. So sánh với lưu ảnh, vốn từ ngữ của Khương Viêm ít đến đáng thương, ngay cả mắng chửi người cũng không biết, cứ đứng đó, ngươi, ngươi. Cả nửa ngày cũng không nói tiếp được. Không thể nhịn được nữa, lúc này hắn mới trực tiếp lao thẳng tới Diệp Oản Oản, tấn công. "Yêu nữ, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi." Diệp Oản Oản lắc mình tránh một cái, khẽ nhíu mày nói, "Ôi chao, tiểu tử ngươi rất có dũng khí à nha. Ngươi có biết bây giờ ngươi đang đánh ai chăng? Ngươi đang đánh phu nhân bảo bối của chủ thương nhà ngươi đấy." "Yêu nữ, nhận lấy cái chết." Khương Viêm bị tức đến nghẹn họng, ngay cả chiêu thức đều rối loạn diệp oản oản đang quần thảo với khương viêm lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên là thất tinh bên kia gọi tới thất tinh phong tỉ lão viện trưởng đã trở về rồi nhất thời sắc mặt diệp oản oản đầy vui mừng cái gì quá tốt rồi cậu đem chiếc nhẫn và cả cục cưng của tôi chuẩn bị cho cho tốt tôi sẽ lập tức đi đến học viện xích diễm thất tinh cục cưng diệp oản oản giáo bia giáo bia đó thất tinh vâng Nghe nói lão viện trưởng đã trở về rồi, Diệp Oản Oản nhất thời không thèm chơi đùa cùng với Khương Viêm nữa, tính toán một chút, nếu như chủ thượng nhà ngươi không có mặt, ta liền không chơi với ngươi nữa, bái bai. Đợi lần tới khi ta quay trở lại, ngươi tuyệt đối phải ngoan ngoãn kêu ta một tiếng tu la phu nhân. Khương Viêm, ngươi. Diệp Oản Oản nói xong, liền chạy biến đi không còn thấy bóng. Nàng vội vã chạy tới không sợ minh, hóa trang một phen, sau đó mang theo nhẫn của Kỳ Hoàng và giáo bia xích diễm, lập tức hướng về học viện lính đánh thuê xích diễm mà chạy nhanh tới. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, hiện tại nàng có đi tìm Tư Dạ Hàn, sợ rằng vẫn sẽ rất khó nói rõ. Bây giờ tốt nhất chính là khôi phục lại ký ức, chứng minh ban đầu tình cảm của mình đối với anh là thật tâm, sau đó sẽ dẫn theo kết tinh tình yêu của bọn họ, đường đường cùng đi tìm anh, nói cho rõ ràng. Rất tốt, Hoàn Mỹ. chấm 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 Diệp Oản Oản lấy thời gian nhanh nhất chạy tới học viện lính đánh thuê xích diễm, sau đó trả toàn bộ hai nhiệm vụ đã làm. Thời điểm Diệp Oản Oản giao chiếc nhẫn thiếp thân của Kỳ Hoàng, các học viên vây xem mặt đã đầy kinh ngạc. Đợi đến khi nàng vén tấm lụa đỏ lên, vậy mà lại có thể đoạt giáo bia của học viện lính đánh thuê xích diễm trở về rồi, tất cả mọi người đều đã trợn tròn mắt. Lần này, không có một ai dám âm dương quái khí nói ra lời châm chọc. Từ trong tay Giang Ly hận đoạt lại giáo bia của học viện xích diễm, đây là khái niệm gì? Đây chính là chuyện toàn bộ độc lập châu đều không một ai có thể làm được. Huống chi giáo bia đại biểu cho học viện lính đánh thuê xích diễm. Diệp Oản Oản thông qua nhiệm vụ này, lấy được không chỉ là điểm cống hiến vinh dự, mà còn là vinh dự, hàng thật giá thật. Nghĩa nó, quả thật là quá đỉnh. Giang Ly hận vì muốn làm nhục viện trưởng, trông coi khối giáo bia này cực kỳ cẩn mật, rốt cuộc là làm sao cô ấy làm được. Lần này coi như là tôi phục thật rồi nữ nhân này, quả thực là ma quỷ. chương 2049, lần thứ ba thôi miên. Diệp Oản Oản không đếm xỉa tới sự bàn tán của những người chung quanh, như một làn khó nhận lấy điểm cống hiến mới ra lò, chạy thẳng đi tìm lão viện trưởng. Cạch, một tiếng, Diệp Oản Oản đẩy cửa đi vào. Lão viện trưởng tựa hồ là đã sớm biết nàng sẽ đến tìm mình, đã chờ đợi sẵn ở nơi đó. Diệp Oản Oản đặt mông ngồi xuống trên ghế trước bàn đọc sách, viện trưởng đại nhân điểm cống hiến tôi đã góp đủ rồi không tệ không tệ quả nhiên là hậu sinh khảo ý tâm tình lão viện trưởng dường như không tồi mặt đầy hưng phấn diệp oản oản cười hi hi viện trưởng đại nhân ngài xem lần này tôi đã đem giáo bia của học viện xích diễm đoạt lại rồi công lao lớn như vậy có phải là ngài nên cho tôi thêm một lần thôi miên miễn phí tiểu hồ ly này khẩu khí thật không nhỏ đáp ứng giúp người thôi miên đã là phá lệ một lần 50.000 điểm cống hiến, một điểm cũng không thể thiếu. Công lao của ngươi, cứ xem như là báo đáp lại sự yêu ái của ta dành cho ngươi đi. Lão viện trưởng sờ tròm dâu đáp. Diệp oản oản cắn chặt răng, quả thật là hết ý kiến. Lão hồ ly này, lại có thể còn không biết xấu hổ hơn cả nàng. Biết nàng nôn nóng muốn khôi phục ký ức, nên mới chèn ép, khiến nàng hoàn thành nhiều nhiệm vụ cho học viện. Lão viện trưởng, nếu đã chuẩn bị xong, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu đi. Diệp Oản Oản không chấp nhặt nhiều như vậy, gấp không kịp đợi liền nằm trên ghế dài, bắt đầu đi. Lão viện trưởng như thường lệ, tiến hành thôi miên sâu đối với nàng. Diệp Oản Oản nhắm mắt lại, thế giới dần dần trở thành một vùng tăm tối. Nàng cảm giác chính mình giống như xuyên qua một đường hầm thời gian rất dài, không biết qua bao lâu, tầm mắt phía trước đột nhiên rộng rãi tươi sáng, vô số ánh sáng hiện lên chiếu rọi. Trong khung cảnh xuất hiện một đám người cùng ngồi ăn chung với nhau diệp oản oản nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đều là người của không sợ minh minh chủ mời cô xem đây là cháu trai của tôi phó minh hy tiểu tử này cái khác không được nhưng tướng mạo lại rất không tệ tính tình cũng rất là nhu thuận nghe lời có lẽ sẽ có thể vừa mắt của minh chủ người nói chuyện từ tướng mạo mà xem là nhị trưởng lão cháu trai của ông đúng đúng đúng, đúng. minh chủ cô thấy thế nào diệp oản oản tiện tay nhận lấy tấm ảnh nhìn một cái thần sắc hơi ngẩn ra. Tướng Mạo Anh chàng Phó Minh Hy này quả thật coi như là thượng thừa, nhưng mấy năm nay nàng vào Nam ra Bắc, dạng Mỹ Nam nào mà chưa từng thấy. Khiến cho nàng lưu ý chính là, phần lông mi của Phó Minh Hy lại có chút tương tự so với người nào đó. Dù chỉ là điểm tương đồng vô cùng nhỏ bé, lại khiến cho nàng nhất thời thất thần. Nhị trưởng lão nhìn thấy có triển vọng, vội vàng hùa vào, nếu như cô không ghét bỏ, đợi nó học xong, tốt nghiệp, liền để cho nó đi theo minh chủ. Dù sao biết gốc biết gác, tính tình nước hạnh cô hoàn toàn có thể yên tâm. Được đấy, nhị trưởng lão nhất thời vui mừng quá đỗi, quá tốt rồi. Vậy thì minh chủ à, cửa hôn sự này liền quyết định vậy đi. Hồi ức kéo dài tới đây. Diệp Oản Oản đang được thôi miên, không hiểu lại có loại cảm giác kích động muốn trào máu họng. Vì sao thật vất vả mới đạt được cơ hội thôi miên lần thứ ba, thứ đầu tiên nhớ lại, lại là lịch sử đen tối của nàng ban đầu câu chuyện của phó minh hy kia lại có thể thật sự là do chính miệng nàng đáp ứng mặc dù là dưới tình huống say khướt mà nói ra khỏi miệng nhưng đúng là nàng đã chính miệng đáp ứng không sai thật là làm bậy rồi đoạn ký ức này vẫn là nên để cho nàng quên quách đi cho xong nàng cũng không muốn nhớ lại cùng lúc đó nàng chú ý tới thời khắc khi mình nhập tâm đó lúc nói chuyện với nhị trưởng lão tâm tình cả người đều trống rỗng, tựa hồ không có chút tinh thần đối với bất kỳ thứ gì. Nàng phán đoán, rất có thể là khi đó nàng mới vừa bị kỳ tu nhiễm cự tuyệt không lâu, hơn nữa rõ ràng nhất thời trong lòng còn chưa buông bỏ được, cho nên mới bởi vì Phó Minh Hy và kỳ tu nhiễm có chút tương tự mà bối rối. chương 2050, nhìn thoáng qua. Không đợi Diệp Oản Oản nghĩ sâu, khung cảnh lại chuyển một cái, trước mắt chính là một tòa đại điện hùng vĩ trang nghiêm. Vô Ưu, con dẫn theo người của không sợ minh con, đi cùng đi. Nhưng mà, ông ngoại. Sao vậy, hiện tại ngay cả lời của ông ngoại mà con cũng không nghe rồi hả? Vô Ưu không dám. Sau đoạn đối thoại giữa nàng và ông ngoại, hình ảnh lại lần nữa hoán đổi. Diệp Oản Oản phát hiện, chỗ này nàng rất là quen thuộc, đúng là trụ sở chính Atula. Bọn họ thật giống như đang dẫn theo một đám người tấn công Atula, bốn phía xốc xách một mảnh, âm thanh huyên náo. Diệp Oản Oản kết hợp đoạn đối thoại với ông ngoại trước đó và chuyện này lại. Cho nên nói, khi đó là bởi vì mệnh lệnh của ông ngoại, nên nàng mới giúp Võ Đạo Liên Minh công hội cùng tấn công tội ngục. Mà chính nàng dường như cũng không muốn tham gia lần tấn công này do Võ Đạo Liên Minh tổ chức, chẳng qua là vì ngại mệnh lệnh của ông ngoại, mới không thể không nghe theo. Nàng còn nhớ, 4 năm trước, không sợ Minh gia nhập đội ngũ Trinh phạt tội ngục, Nàng lấy thân phận không sợ Minh Chủ Bạch Phong xuất lĩnh một đám bộ hạ đi đánh trận đầu, khởi xướng công kích đối với Atula đầu tiên. Bởi vì việc tấn công tiến triển chậm chạp, vì vậy, nàng một thân một mình lẻn vào trụ sở chính Atula, muốn lấy trộm kế hoạch tác chiến của bọn họ. Nhớ tới đây, Diệp Oản Oản không khỏi có chút kích động. Atula, trong trí nhớ của nàng, rốt cuộc thứ có liên quan tới A Cửu cũng xuất hiện rồi không biết nàng và a cửu rốt cuộc là quen nhau như thế nào đây chẳng lẽ là không đánh nhau thì không quen biết còn có một chuyện đáng lưu ý chính là nhớ lại hai lần thôi miên trước ký ức đều là nặng nề đè nén mông muội tối tăm mà lần này lại bất đồng khung cảnh xuất hiện trước mắt nàng chính là những hình ảnh vô cùng sinh động sáng ngời làm trái tim nàng như muốn đánh rơi một nhịp như là chân bảo quý giá được giấu kín dưới đáy của chiếc dương thủy tinh bị nàng nhẹ nhàng mở ra chỉ thấy nàng nhảy lên mái hiên, thoát ẩn thoát hiện, bất chi bất giác mò tới một cái sân bỏ hoang phía sau trụ sở chính. Nơi này tựa hồ là cấm địa của Atula, đặc biệt nhốt những phạm nhân vì xúc phạm điều luật của Atula mà bị phạt. Diệp Oản Oản càng thêm kích động, đây không phải là nơi thời điểm lần trước giải độc, tư giả hàn đã ám nàng đến hay sao? Khi đó nàng còn cảm thấy kỳ quái, không hiểu vì sao chỗ đó lại có chút quen thuộc. Nàng suy đoán, 80% đây chính là nơi mà nàng và tư giả hàn đã gặp nhau lần đầu tiên. Diệp Oản Oản đang đầy thích thú mà tiếp tục nhớ lại, kết quả, một giây kế tiếp liền thấy được bi kịch. Xoẹt xoẹt, một tiếng, nàng rơi vào trong bẫy dập của Atula. Trong phút chốc, cơ quan cảm bẫy bị khởi động, vô số lưỡi dao sắc bén bắn thẳng về phía nàng. Bắp đùi của nàng, và cả bụng, toàn bộ đều bị thương. Mặc dù nàng đang ở trong trạng thái bị thôi miên, hồi tưởng lại kỷ niệm, không cảm giác được đau đớn nhưng cũng có thể tưởng tượng ra sự nguy hiểm khi đó mình suýt chút nữa bị đâm thành con nhím diệp oàn oản quả thật là muốn khiếu nại về dịch vụ của lão viện trưởng tại sao thứ nàng nhớ lại lại là những đồ vật ngược tâm đến vậy chỉ thấy diệp oàn oản lách bên trái né bên phải thật vất vả rốt cuộc mới trốn thoát khỏi bẫy dập nhưng vết thương lại càng thêm trồng chất sắc trời tối tăm diệp oàn oản trong cơn hoảng loạn xông vào trong một tiểu viện Diệp Oản Oản nhảy vào trong sân, trong sân không một bóng người. Lúc này tiết trời đang là mùa đông, đêm nay, những cơn gió nhẹ mang theo trận tuyết đầu mùa của độc lập châu bay trong màn đêm, đỉnh đầu ánh trăng sáng chiếu rọi. Trong chiếc sân tĩnh mịch vắng lặng, sau khi tuyết trắng phủ lấp, đêm đông nơi này lại càng thêm đẹp đến mê người. Mà giờ khắc này, Diệp Oản Oản lại nhìn thấy một chàng trai đang khoác một chiếc áo khoác đơn bạc đứng ở ven hồ. Bởi vì nghe được tiếng bước chân của Diệp Oản Oản, chàng trai chậm rãi xoay người, hướng về nàng nhìn lại. Chỉ một ánh nhìn, Diệp Oản Oản liền ngây người, ngay cả những đau đớn trên người đều quên sạch trơn. Vào giờ phút này, chính giữa ánh trăng đông dịu dịu và những bông hoa tuyết trắng bay lất phất. Anh chính là loại cảnh đẹp thứ ba. chương 2051, tôi liền, lấy thân báo đáp. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của nàng và Tư Dạ Hàn. Đang trong cơn thôi miên, Diệp Oản Oản nhớ tới đây, quả thật là vô cùng đau đớn. Vô luận như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng nổi, hồi ức kinh diễm như vậy, nàng lại có thể cứ thế mà quên đi, đã quên đi thật rồi. Càng khiến cho nàng đau lòng chính là, tại sao lần đầu tiên gặp mặt cùng Tư Giả Hàn, nàng không phải là phong hoa tuyệt đại xuất hiện ở trước mặt của anh, khiến cho anh đại loại như, vừa thấy đã yêu, gì gì đó, mà lại là một thân toàn máu là máu như vậy. Quá thảm rồi. Sau khi chàng trai phát hiện ra có người xâm phạm vào địa bàn của mình, khí chất nguyên bản vô hại bỗng trở nên âm lãnh hơn. Khí chàng âm lãnh kia ùn ùn tràn về phía nàng, Diệp Oản Oản vốn đã mất máu quá nhiều, còn đứng ở trong tuyết, vào lúc này nhất thời lại cảm thấy càng lạnh hơn. Dù trai đẹp cũng đẹp đấy, nhưng mà thế này cũng quá dọa người rồi đi. Uy áp chàng trai mạnh mẽ kinh người đến quá đáng, khiến cho Diệp Oản Oản không sợ trời không sợ đất nhưng lần đầu tiên đã cảm nhận được khái niệm sợ hãi. Cô là ai? Đợi đến lúc Diệp Oản Oản phản ứng lại, tử thần đã tới trước gót chân của nàng. Thể lực của Diệp Oản Oản đã không chống đỡ nổi nữa, ôm lấy vết thương ngồi trồm hổm trên mặt đất. Đầu óc của nàng nhanh chóng chuyển sang trạng thái mơ mơ màng màng. Nơi này nếu như là cấm địa của Atula, là chỗ nhốt phạm nhân, chẳng lẽ người này cũng là một phạm nhân bị nhốt ở chỗ này? Nếu như là phạm tội bị phạt, có lẽ nàng còn có thể kêu gọi đầu hàng xem sao. Đúng lúc này, chàng trai từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt rơi vào một hàng chữ được thiêu cực nổi trên bộ đồ của nàng, ngữ khí lạnh như băng hỏi, không sợ minh. Diệp oản oản nhất thời thoáng hồi hộp một chút, thầm than một tiếng, xong đời, vội vàng che lấy hai chữ, không sợ, trên ngực áo. Đều do nàng, tuổi trẻ khinh cuồng, quá kiêu ngạo. Lèn vào đại bản doanh người ta, ngay cả một bộ đồ khác cũng không thèm thay ra, vì vậy bị người ta nhận ra. Diệp Oản Oản cơ hồ là ôm lấy tâm trạng, chết chắc, cắn răng một cái, nhắm mắt lại, nhất thời một hàng lệ hoen nghi rơi xuống. Ngay sau đó, thân thể Diệp Oản Oản run rẩy, giống như đóa hoa nhỏ trong gió sương, thê thê thảm thảm mở miệng đáp, vâng. Tôi là người của không sợ minh, nhưng mà, nhưng mà tôi bị người ta ép buộc. Nữ ma đầu không sợ minh đó, tóc húi cua ca bạch phong, thấy thân thủ của tôi khá, liền dùng người nhà của tôi uy hiếp, buộc tôi nhập bọn, quả thực là gian ác. Tôi không có cách nào, chỉ đành bán mạng vì cô ta. Dung mạo diệp oản oản tại cái tuổi đó rất là nhu thuận mũm mím, vô cùng đáng yêu, chỉ cần là khi không đùa bỡn hoành hành, vẻ ngoài đích xác rất có tính ngụy trang và lừa dối, thoạt nhìn rất là thuần lương. Huống chi, bây giờ nàng còn đang ôm một thân trọng thương, nhìn qua lại càng đáng thương vô hại rồi. Câu chuyện này của Diệp Oản Oản không có sơ hở gì, nhưng nếu như dùng để đối phó đám người A-tu-la đó, thật ra là có phần hơi ngu ngốc rồi. Bởi vì người của Atula cũng sẽ không quản liệu có phải là nàng bị ép nhập bọn hay không. Huống chi, anh chàng trước mắt này thoạt nhìn đáng sợ như thế, nhìn một cái liền biết không có khả năng sẽ tin tưởng nàng, cũng không sẽ đồng cảm với nàng. Như thế xem ra, cũng chỉ có cách dùng ích lợi để trao đổi vậy. Diệp oản oản len lén ngẩng đầu liếc một cái, chỉ thấy chàng trai mặt không cảm xúc lẳng lặng nhìn lấy nàng, quả nhiên bộ dáng không hề giống như có chút mềm lòng nào. Cũng còn may, trên người nàng còn có một vật đáng tiền. Diệp Oản Oản không có cách nào, nhịn đau sờ soạng trong lồng ngực mình cả nửa ngày, vị huynh đài này, nếu như hôm nay anh có thể cứu tôi một mạng, tôi liền rất tốt, móc ra được rồi. Diệp Oản Oản vèo, một cái, từ trong lồng ngực móc ra một cái. Bánh nướng. Trời má, bánh nướng, tại sao lại là bánh nướng? bảo vật ngày hôm trước nàng mới đoạt được từ tay thẩm ra đâu rồi. Rõ ràng là luôn mang theo bên người mà. Làm bậy rồi, hình như là bởi vì sợ đói, đã đổi thành bánh nướng rồi. Lời trong miệng Diệp oản oản quẹo đi, cuối cùng nháy con mắt, gắng gượng biến thành, tôi liền. Lấy thân báo đáp. chương 2052, đây là báo đáp. Bị thôi miên, Diệp oản oản nhớ tới đây, quả thật là muốn tự sát. Khi đó, Bộ dáng nàng mặc một thân đồ xám, trong tay đang cầm một chiếc bánh nướng nát, nói với tư giả Hàn muốn, lấy thân báo đáp quả thực là siêu mốc nghếch. Tại sao, mới vừa tự khen hồi ức tốt đẹp cơ đấy, vì sao sẽ biến thành như vậy? Ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản muốn đập đầu tự tử, hồi ức vẫn còn đang tiếp diễn. Ánh mắt trong vắt của tư giả Hàn lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó, đưa một ngón tay thon dài ra, nhận lấy chiếc bánh nướng trong tay nàng. Đây là cái gì? Tư giả hàn hỏi. Diệp oản oản sững sờ, kinh ngạc trả lời, bánh nướng đấy. Ăn rất ngon, tôi đánh lão chủ quán một trận, cướp. À, không phải, tôi xếp hàng đợi cả mười mấy tiếng mới mua được. Trên mặt của chàng trai dường như xẹt qua vẻ hồ nghi, giống như từ trước tới nay chưa từng thấy qua chiếc bánh nướng nào vậy. Sau đó, anh cầm bánh nướng lên, cắn một cái. Diệp oản oản nhìn đến ngẩn người, làm sao ngay cả ăn bánh nướng cũng đều đẹp trai như vậy chứ. Quả thực là thần tiên. Sau khi chàng trai ăn bánh nướng xong, cúi đầu mở miệng nói với nàng, "Đi theo tôi." "Ơ, ờ, vâng." Diệp Oản Oản sướng sờ bò dậy, mặc dù không biết rốt cuộc anh ta có ý gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Chàng trai cứ như vậy dẫn nàng tới trong một gian phòng, sau đó ném cho nàng một chút thuốc trị thương, tự mình bôi đi. Diệp Oản Oản nhất thời vừa mừng vừa sợ, "Này, anh, anh, tại sao anh phải giúp tôi?" Chàng trai mặt không cảm xúc đáp, bánh nướng không tệ, đây là báo đáp. Diệp oản Hoàn, ạc, à, nàng lại có thể dùng một cái bánh nướng đổi lấy một mạng. Phương thức xuất bài không dựa theo lẽ thường này, quả nhiên đúng là tư giả hàn rồi. Sau khi Diệp Hoàn oản than thở xong, phản ứng thứ hai là trời má. Nàng lấy thân báo đáp lại còn kém hơn một cái bánh nướng nát sao. Có còn thiên lý hay không? Lần đầu tiên gặp gỡ, nát bấy, này quả thật là không có chút lãng mạn nào. Sau khi ném cho nàng một chút thuốc bôi, Tư Dạ Hàn liền rời đi. Diệp Oản Oản chật vật bôi thuốc khắp người, sau đó đi dạo quanh một vòng. Bầy trí chỗ này khá đơn giản, bốn phía đều hoang phế, quả nhiên là nơi giam cầm phạm nhân. Chàng trai thấy nàng đi ra, lạnh giọng nói, "Bôi thuốc xong rồi thì đi đi." Giờ phút này, Diệp Oản Oản đối với chàng trai trước mặt đã không còn cảm thấy sợ hãi như trước nữa mở miệng tiếp lời, anh phạm lỗi gì mà bị nhốt ở chỗ này? Tôi nghe nói tu la chủ của các người đặc biệt tàn nhẫn biến thái, động một chút là moi tim móc phổi, còn ăn thịt người. Tôi thấy sớm muộn gì anh cũng sẽ gặp nạn, nếu không, anh đi chung với tôi thì hơn. Tư giả hàn, tu la chủ, tàn nhẫn biến thái. Diệp oản oản, đúng vậy, anh xem, anh đẹp trai như vậy, lại thiện lương như vậy, hắn ta còn nhốt anh ở tại địa phương quỷ quái này, không phải là biến thái thì là cái gì. Tư giả dạ hàn dường như trầm mặc rất lâu, ngay sau đó nói, nơi này rất nguy hiểm, không phải là chỗ cô nên tới. Diệp oản oản than thở, hích, tôi cũng có muốn đâu, nhưng đây là nhiệm vụ minh chủ giao cho tôi. Kế hoạch tác chiến của A Tu la quá nghiêm mật, chúng tôi gần đây thương vong thảm trọng, cho nên minh chủ phái tôi tới nơi này điều tra tình báo. Minh chủ của chúng tôi rất đáng sợ, nếu như tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ đánh tôi. Diệp oản oản ỉu xìu, kể lể đầy đáng thương giờ phút này, toàn thân nàng đều bị thương, bộ dáng khẽ rủ đầu xuống, quả thật chính là một cô bé nhỏ nhắn đáng thương bị người ta ăn hiếp. Bị thôi miên, Diệp Oản Oản nhớ tới đây, không khỏi suýt xoa. Xem ra kỹ thuật diễn xuất này của nàng là trời sinh, chính nàng cũng tự vỗ tay khen ngợi kỹ thuật diễn xuất và độ mặt dày không biết xấu hổ này của mình. Tư giả hàn nghe vậy, nhìn nàng một cái, ngày mai, bảo minh chủ của các người không nên đi đường thủy. Nghe thấy đối phương đột nhiên lên tiếng, Diệp Oản Oản sửng sốt một chút, hả? Đường Thủy có A Tu La Mai Phục, Tư Dạ Hàn tiếp tục nói. chương 2053, không bằng một cái bánh nướng. Tư Dạ Hàn đột nhiên tiết lộ tin tình báo trọng yếu, làm cho Diệp Oản Oản đang diễn bài, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực, bỗng thoáng cái ngây ngẩn. Diệp Oản Oản, vì, vì sao lại giúp tôi vậy? Tư Dạ Hàn, báo đáp. Diệp Oản Oản đều đã mộng bức rồi. Cái bánh nướng nát này, quý giá như vậy sao? Không chỉ đổi cái mạng nhỏ của nàng, còn đổi một tin tình báo quan trọng đến như vậy. Không, nàng không tin. Tư giả hàn nhất định là đối với nàng vừa thấy đã yêu. Nếu không coi như là lão đại Atula, làm sao sẽ bán đứng tin tình báo nhà mình cho nàng? Giờ phút này, Diệp Oản Oản ở trong quá trình thôi miên nhớ tới đây, tâm tình vô cùng phức tạp. Lần đầu tiên nàng và tư giả hàn hai người gặp mặt, lại có thể từ đầu đến cuối đều không biết được thân phận của đối phương rõ ràng là lão đại của hai phe lại lầm tưởng người kia là tiểu lâu la của phe đối phương cảnh tượng này thật đúng là quá hài hước rồi trong ký ức diệp oản oản thấy chàng trai đang vì mình mà cung cấp tin tình báo vừa kinh ngạc vừa sáng rỡ hai mắt làm sao anh biết tin này có thể tin được không đối diện chàng trai mặt không đổi sắc đáp trước khi tôi chịu phạt bị giam vào nơi này phương án mai phục đó là do tôi phụ trách. Lúc này Diệp Oản Oản mới chợt hiểu ra, thì ra tư dạ hàn là tiểu đầu mục của chi nhánh phía Bắc. Diệp Oản Oản đang bị thôi miên, nhìn tư dạ hàn trong ký ức mình, yên lặng không nói gì. Vạn vạn không ngờ tới, kỹ thuật diễn xuất này của tư dạ hàn lại không phân cao thấp so với nàng. Diệp Oản Oản, hích, đây cũng là chuyện cơ mật, anh cứ như vậy tiết lộ cho tôi biết. Tư giả hàn, tôi không thích thiếu nợ nhân tình của người khác, Cô quay về bàn giao đi. Diệp oản oản. Nhân tình, suốt cuộc nhân tình là cái con miệng gì? Một cái bánh nướng nát đó nha. Mạch tư duy này của tư giả hàn quả thật là khiến cho nàng sợ ngây người. Theo lý thuyết, nàng bị thương, anh không chỉ cứu nàng, còn nói cho nàng bí mật trọng yếu. Nói kiểu nào, chắc cũng là nàng thiếu nợ nhân tình của anh mới đúng chứ. Làm sao đến miệng của anh nói ra liền hoàn toàn trái ngược. Diệp Oản Oản quả thực bị loại logic này làm cho sợ ngây người, lầm bầm bật thốt lên, không chỉ đã cứu tôi, còn nói cho tôi biết tin tình báo trọng yếu, tại sao không cho tôi lấy thân báo đáp. Dung mạo của tôi rất xấu sao. Tư giả hàn nghe vậy, thần sắc hơi khựng lại, ngay sau đó đáp tôi cũng không cần cô lấy thân báo đáp. Nhưng anh lại cần một cái bánh nướng, hứ. Diệp Oản Oản. Được rồi, nàng đã có kết luận rồi, nàng còn không bằng một cái bánh nướng khung cảnh hồi ức lần đầu gặp gỡ rất nhanh đã kết thúc, ở giữa có một ít màu ký ức vụn. Mơ hồ là không sợ Minh dựa theo sự nhắc nhở của tư dạ hàn, thành công tránh thoát mai phục. Kế tiếp, trong khoảng thời gian này, Diệp Oản Oản thường thường chạy tới trụ sở chính của Atula dò hỏi tình báo, thuận tiện gặp mặt tư dạ hàn. Lần thứ hai, trong ngực nàng bọc theo một cái bánh bao thịt lớn. Lần thứ ba giấu một cái bánh nếp, lần thứ tư mang theo kẹo que. Cơ hồ mỗi lần, mặc kệ nàng mang theo cái gì, coi như là bánh kẹo các kiểu, tư giả hàn đều sẽ cấp cho nàng, báo đáp, vượt mức. Hoặc là cho ít tin tình báo, hoặc sẽ giúp nàng hoàn thành bài tập. Ông ngoại mỗi ngày đều sẽ bố trí bài tập cho nàng, để cho nàng phá giải một số chiêu thức võ công. Mặc dù nàng có thiên phú dị bẩm, nhưng đề mục ông ngoại ra càng ngày càng khó, nàng cũng càng ngày càng lực bất tòng tâm. Nếu như không làm được, cơ bản đều sẽ bị phạt. Kết quả, Chẳng qua chỉ là có lần nàng thuận miệng nói ra một câu, tư dạ hàn lại có thể dễ dàng trực tiếp giúp nàng tìm hiểu. Diệp oản oản phát sát ra, chàng trai này đoán chừng bởi vì bị nhốt một khoảng thời gian quá lâu, quả thực là không dính chút khói bụi trần gian nào mà. Anh ấy có biết những vật mình cho anh, khiến anh, báo đáp, đáng giá bao nhiêu tiền không? Nàng không biết xấu hổ như vậy, mà cũng đều không đành lòng lừa anh thêm nữa rồi. Trường 2054 sẽ nhớ em. Người đàn ông này quả thật chính là tiểu long nữ trong cổ mộ phiên bản nam, thậm chí ngay cả rất nhiều đồ vật mang tính chất thưởng thức cũng đều không biết. Ví dụ như ngay cả mạt trược, bài poker, anh cũng không biết là cái gì. Cứ như thể anh không phải là phàm nhân trốn hồng trần này, có khi nào sẽ biến thành thiên thần bay mất, bỏ rơi nàng trăng. Diệp Oản Oản cảm thấy rất áy náy, cho nên mỗi lần đi đến thăm anh đều nghĩ cách cầm theo một chút đồ ăn thú vị mang qua. Càng tiếp xúc nhiều, nàng càng lúc càng không ưa nổi loại cảm giác bất cứ lúc nào anh cũng có thể tan biến mất như bong bóng xà phòng vậy loại cảm giác khác thường này khiến cho diệp oản oản có chút sợ hãi hơn nữa theo tình hình chiến đấu giữa võ đạo liên minh và tội ngục càng ngày càng kịch liệt nàng cứ như vậy thường xuyên ra vào atula thật sự là quá nguy hiểm hôm nay là một lần cuối cùng nàng sẽ không thể tới nữa rồi sau này hẳn là tôi sẽ không trở lại diệp oản oản nói mỗi lần chẳng qua nàng chỉ ghé thăm anh một chút, mang một ít đồ ăn ngon cho anh, nhưng mỗi lần anh đều tặng lại cho nàng hồi báo lớn như vậy, thật sự là khiến cho nàng cảm thấy chính mình đang chiếm tiện nghi của anh. Người hiền lành đơn thuần như vậy, nàng không muốn lợi dụng anh. Ngón tay cầm quân bài poker của chàng trai khựng lại một chút, lạnh nhạt đáp ưm. Diệp oản oản thấy anh không hề có phản ứng gì, không khỏi có chút tức giận, này, tôi sẽ không trở lại, anh cũng không có gì muốn nói sao coi như anh không nhớ tôi, chẳng lẽ lại không nhớ nhung những chiếc bánh nướng, bánh tiêu, bánh bao, màn thầu, kẹo que tôi mang tới hay sao? Tư giả hàn, sẽ nhớ. Diệp oản oản nghe vậy quả thật là muốn lệ rơi, hốc mắt đều đỏ ửng. quả nhiên là anh chỉ có thể nhớ bánh nướng, bánh tiêu, bánh bao, màn thầu, kẹo que. Tư giả hàn hơi nhíu mày, sau đó nói nhiều hơn một chữ, sẽ nhớ em. Ánh mắt Diệp oản oản hơi sáng lên, hư, hẳn là nhớ đến tôi cũng là tiện đường mà thôi diệp oản oản không nói được cảm giác dối bời trong lòng kia là cái gì phủi mông một cái đứng lên tôi đi đây chúng ta bèo nước tương phùng có duyên lại gặp tư dạ hàn ừm diệp oản oản xoay đầu đi rồi từ đầu tới cuối cũng không biết được sau khi nàng rời đi chàng trai đứng lặng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của nàng rất lâu rất lâu cuối cùng âm thanh trong trẻo lạnh lùng của chàng trai vang lên một câu nỉ non sẽ gặp đại khái là chàng trai ngụy trang quá tốt, cho nên, mãi tới lúc này, Diệp Oản Oản đang được thôi miên mới phát hiện ra sự thật đầy bi thảm. Ban đầu nàng cho rằng, chẳng qua chỉ là nàng một bên tình nguyện. Cũng không lâu sau, chiến lược Atula đột nhiên bùng nổ mạnh, võ đạo liên minh gặp phải trùng kích mạnh mẽ xưa nay chưa từng có. Diệp Oản Oản trong giờ phút nguy cấp nhận lệnh của ông ngoại, bị phái đi trụ sở chính Atula hỏi dò tình báo. Vốn thường ngày, Xe nhẹ chạy đường quen, một đường đi tới, nhưng vạn vạn không ngờ tới, lần này lại xảy ra chuyện rồi. Nàng lại không cẩn thận rơi vào trong bẫy dập của Atula. Bẫy dập lần này là một cái hố đen lớn, mặc dù nàng đã phá giải cơ quan, không hề bị thương, nhưng bốn phía của hố đen đều là tường đồng vách sắt, trơn láng, căn bản là không lên nổi. Làm bậy rồi. Nếu như trước ngày mai không thể đi ra ngoài, bị phát hiện, chỉ có một con đường duy nhất bị Atula bắt sống. Diệp Oản Oản đang gấp đến xoay mòng mòng, tìm tòi khắp nơi, nghĩ biện pháp đi ra ngoài, lúc này, nơi đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Diệp Oản Oản nhất thời ánh mắt khẽ co giật, thôi, xong, chẳng lẽ là người của Atula? Ai ở phía dưới? Sau khi nghe được âm thanh quen thuộc của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản quả thật là như nghe âm thanh của thần tiên, vội vàng hô vang, là tôi, là tôi. Diệp Oản Oản vừa dứt lời, tiếp đó là tiếng gió vút lên, Người ở phía trên trực tiếp nhảy xuống. Diệp Oản Oản sợ hết hồn, trong ánh sáng mờ tối, nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm Tư Giả Hàn vừa nhảy xuống, đệt. Làm sao anh lại nhảy xuống vậy hả hả hả? Nơi này là bẫy dập đấy. Tư Giả Hàn, ở cùng em, sợ em sợ hãi. Chương 2055, chắc chắn yêu thích nàng. Trong nháy mắt khi chàng trai dứt tiếng, trong đầu của Diệp Oản Oản chợt chấn động một cái. Này này, anh có cần phải dùng âm thanh lạnh lùng như thế nói ra những lời dọa người như vậy không hết lần này tới lần khác đối phương vẫn bày ra vẻ mặt không chút cảm xúc nào bi thảm rồi nàng thật vất vả mới quyết định được chủ ý sẽ không quay trở lại tìm anh nàng đã phát hiện cảm giác của mình đối với anh ta không được bình thường mà người trước mặt này thật sự là quá đơn thuần quá tốt đẹp nàng không muốn lại lừa anh càng sợ chính mình sẽ không nhịn được thú tính bùng nổ làm ra chuyện gì đó đối với anh người như nàng làm sao có thể xứng nhận được điều tốt đẹp đến như vậy trong hồi ức diệp oản oản đã bị sự tự trách và ái náy trong nội tâm nhấn chìm mà giờ khắc này diệp oản oản đang nằm ở trên ghế bị thôi miên đứng ở góc nhìn người thứ ba quả thật là mặt đầy mộng bức ơ ờ, hay tư giả hàn chính là tu la chủ làm sao anh ấy có thể không biết cơ quan cạm bẫy nhà mình mở ra như thế nào chứ ngờ đâu anh ấy lại có thể cố ý không mở cơ quan cứ như vậy cùng nàng ở lì bên dưới. Lúc nàng bị thôi miên, là đứng ở góc nhìn người thứ ba xem lại đoạn hồi ức này. Cuối cùng, nếu không phải là hồi ức chiếu đến đoạn này, đều suýt chút nữa đã bị anh lừa. Tư giả hàn, chắc, chắn, yêu, thích, nàng. Vạn vạn không ngờ tới, cái gã đàn ông im lìm này, khi đó cũng đã một lòng ngầm có ý nghĩ muốn chiếm được tình cảm của nàng rồi. Hơn nữa, thời điểm đó, tư giả hàn lại có thể biết nói chuyện hơn nhiều so với hiện tại. Nhìn câu nói kia mà xem, chỉ thuận miệng một câu thôi đã đủ để khiến nàng nai và ngơ ngác, tâm tình thiếu nữ trào dâng. Từ đoạn hồi ức này mà xem, Diệp Oản Oản và tư giả hàn cùng nhau bị chiếc bẫy này, vây khốn, ước chừng khoảng 3 ngày, thật may Diệp Oản Oản có thói quen luôn mang theo thức ăn bên mình mới không bị chết đói. Mãi tới ngày thứ ba, bởi vì Diệp Oản Oản, không cẩn thận, đụng phải chốt mở, hai người mới có thể rời đi. Diệp Oản Oản ở trên ghế thôi miên suýt chút nữa bởi vì quá kích động mà nhảy dựng lên. Trời má, chính mình năm đó quả thật là chính là con nai con ngốc nghếch, lại còn đần độn cho là tư giả hàn đơn thuần ngây thơ không dành thế sự, cuối cùng chính mình hoàn toàn bị anh ta ăn đến xít sao. Cái tên này, thật là xấu bụng quá đi mất, lại có thể lừa đảo nàng như vậy. Diệp Oản Oản quả thật là không có lòng nào muốn tiếp tục xem hồi ức nữa rồi. Nhưng mà, hồi ức lần này lại dài dị thường và tương đối hoàn chỉnh. Hồi ức vẫn còn đang tiếp tục. Diệp Oản Oản trơ mắt thưởng thức hai vị đại lão lòng dạ đen tối rốt cuộc là làm thế nào biểu diễn kỹ thuật diễn xuất cho nhau xem, từng người so với từng người đều là ta lừa ngươi gạt. Hồi ức sau đó, khiến cho Diệp Oản Oản đột nhiên có loại dự cảm chẳng lành. Bởi vì trong ký ức, nàng đột nhiên nhận được một tin tức, nói bên người của kỳ tu nhiễm gần đây có nhiều hơn một người phụ nữ, hai người mỗi ngày đều kè kè cặp cặp, thật ra thì, nàng là một người chỉ cần đã quyết định chủ ý buông bỏ liền sẽ không lại tiếp tục dây dưa. Nhưng mà, dù sao cũng đã yêu thích lâu quá lâu, khổ sở trong lòng, không phải có thể dễ dàng quên ngay được như vậy. Tin tức này, khiến cho Diệp Oản Oản trẻ tuổi năm đó chịu đả kích. Diệp Oản Oản trốn vào trong một quán rượu, một mình uống say túy lúy. Diệp Oản Oản đang thôi miên theo góc nhìn thứ ba lần trước nhìn thấy, tư giả hàn không biết từ lúc nào đã đi vào quầy rượu này, ngồi cách chỗ nàng không xa tiếp đó diệp oản oản sau khi uống say liền hoàn toàn thả mình tự bay họ kỳ kia tôi khó coi sao tôi không đáng yêu sao tại sao anh không thích tôi tôi thích anh như thế tại sao anh lại không thích tôi em gái mưa cái quần què ai thèm làm em gái của anh tôi đây tôi đây sẽ không thích người khác cũng sẽ không tìm được người nào khác để yêu thương cũng sẽ không vừa ý những thứ kia hoa hoa cỏ cỏ kia trừ anh, ai cũng chỉ là cảnh đẹp ven đường. Những lời này của Diệp Oản Oản, hiển nhiên đều bị tư giả hàn nghe được toàn bộ rồi. chương 2056, thích không? Làm bậy rồi. Giờ phút này, Diệp Oản Oản đang bị thôi miên cuối cùng cũng biết được. Tại sao Trung Quy Tư Giả Hàn lại không tin mình thật lòng thật dạ yêu anh ấy rồi? Đại Khái Anh vẫn luôn cảm thấy ở trong lòng nàng còn có một bóng hình không thể nào quên, còn biết người kia họ kỳ cho nên mới đặc biệt để ý đến kỳ tu nhiễm sao nhớ lại đến đây hết thảy đều có câu trả lời diệp oản oản rất muốn đánh chết chính bản thân nàng cái người đang uống rượu kia nàng không bao giờ muốn uống rượu nữa rồi chỉ thấy tư giả hàn lặng lặng ngồi ở nơi đó ngắm nhìn diệp oản oản uống đến say khướt sau khi chậm rãi uống cạn một ly rượu trong tay tư giả hàn đứng dậy tiến tới đỡ lấy diệp oản oản suýt chút nữa đã ngã sắp xuống mặt như phủ băng, nói em sẽ yêu thích người khác. Ánh mắt Diệp oản oản mơ hồ, đã không nhận ra được người trước mặt, nghe vậy nhất thời giận dữ mà chừng anh, sẽ không đâu. Tư giả hàn, thật sao? Diệp oản oản kiên định gật đầu, anh đây là, đây là đang vỗ nhục tôi, tôi đây sẽ không yêu thích người khác. Hai con người của chàng trai hơi hơi nheo lại, sau đó, ngón tay thon dài đỡ lấy cầm nàng, bỗng nhiên xít lại gần, hôn lên nhẹ lên khóe môi của nàng, thích không? hơi thở đầy mê người của chàng trai gần trong gang tấc gương mặt nghiêng nước nghiêng thành điên đảo chúng sinh kia bỗng nhiên xít lại gần diệp oản oản cảm thấy ba hồn bảy phách của mình đều đã hòa theo men say bay đi cùng lúc đó cả người nàng bỗng thanh tỉnh lại một chút cũng nhận ra được người trước mắt mình là ai xứng sở đáp thích theo lý thuyết khi đó diệp oản oản uống say đối với đoạn hồi ức này chắc hẳn sẽ không quá rõ ràng bất quá thuật thôi miên của lão viện trưởng xác thực là lợi hại hoàn hoàn chỉnh chỉnh giúp cho nàng nhớ lại tất cả mọi chuyện phát sinh khi đó. Tiếp đó, nàng được tư giả hàn mang về Atula. Tư giả hàn ngược lại là hoàn toàn không có ý tứ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cũng không biết có phải là bởi vì hôm nay trên người Diệp Oản Oản không có mang bánh nướng, không có sức hấp dẫn gì hay không. Sau khi thu xếp ổn thỏa xong cho nàng, Tư Giả Hàn liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đơn thuần là tự Diệp Oản Oản muốn đâm đầu vào lưới vị mỹ nhân này, kỹ thuật coi quẻ của tôi không tệ, không bằng, tôi coi cho anh một quẻ. Diệp Oản Oản xài một bước dài chạy tới, ngăn cản đường đi của tư dạ hàn. Nói xong, nàng không nói hai lời, liền nắm lấy tay của chàng trai, sờ sờ soạng soạng, kiểm tra tỉ mỉ, ồ. Mỹ nhân, quẻ bói này của anh, trong quẻ bói này nói, cuộc đời anh cần có tôi. Thủ đoạn tán trai của Diệp Oản Oản thật sự có chút thô tục vụng về, nhưng trong phút vội vã nàng cũng không để ý nhiều như vậy nàng đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác bất an đặc biệt mãnh liệt mặc kệ là thức ăn yêu thích hay là đồ vật yêu thích nhất định phải nhanh chóng ăn sạch mới được nếu không nàng sẽ đánh mất chúng mặc dù nàng vẫn luôn cố gắng khắc chế chính mình để cho mình làm một người đàng hoàng không nên làm ra chuyện thương thiên hại lý như thế nhưng mà nàng thật sự thật sự yêu thích anh mặc dù uống say, nhưng lại càng thêm tỉnh táo. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng có cảm giác như thế. Vốn nàng từng cho rằng, chính mình cũng sẽ không bao giờ động lòng. Tư giả hàn. Diệp oản oản không ngừng cố gắng, hơn nữa, anh biết không, dung mạo anh đặc biệt giống với một người thân của tôi. Tư giả hàn, thật sao? Diệp oản oản, ừm, dung mạo của anh đặc biệt giống với con rể của mẹ tôi trên gương mặt chưa từng bao giờ lộ ra vẻ gì khác của chàng trai, giờ phút này, lại nở ra một nụ cười đầy châm biếm, cô, đối với mỗi hoa hoa cỏ cỏ ven đường, đều nói như thế sao? Diệp oản oản nghĩa chính ngôn từ, nói bậy, không phải đâu. Anh không phải là hoa hoa cỏ cỏ ven đường. Ánh mắt đầy thâm thúy của chàng trai nhìn nàng chằm chằm, phải không? chương 2057, thể nghiệm xưa nay chưa từng có anh dĩ nhiên không phải hoa hoa cỏ cỏ anh là sao trời biển khơi là trăng sáng em yêu anh diệp oản oản ngước đầu khóe mắt trong vắt sáng ngời nghiêm túc dị thường đầy ngọt ngào ôn nhu nhìn anh chăm chú em tư giả hàn tựa hồ hoàn toàn không ngờ được cô gái sẽ nói ra những lời này khi nghe được ba chữ cuối cùng kia khiến anh sững cả người nhưng cũng không biết nghĩ đến cái gì lại nhanh chóng ảm đạm đi không có ai thích anh tư giả hàn mở miệng Diệp Oản Oản, ô, thật là trùng hợp nha, thật ra thì tên của em là không cô ai. Tư giả Hàn, anh là ai? Diệp Oản Oản trả lời rành giọt, đại Mỹ Nam cực kỳ thiện lương, cực kỳ đơn thuần, cực kỳ tốt đẹp, tốt đẹp nhất trên đời, bị đại ma đầu tản nhẫn biến thái giam cầm. Không khí yên lặng, tư giả Hàn đón lấy ánh mắt nàng, không hề trước mắt, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, em có biết, những lời em nói này, có ý vị thế nào không? Diệp Oản Oản, ý gì? Tư giả hàn, có nghĩa là, anh sẽ không thả em đi nữa. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, mặt đầy mơ hồ, tại sao phải thả em đi? Diệp Oản Oản nói xong, cũng bạch 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 chạy tới, rụi rụi, đầy đáng thương nhỏ yếu lại bất lực ngước đầu lên nhìn anh, em mang cho anh nhiều bánh nướng như thế, nhiều bánh bao như vậy, nhiều bánh màn thầu như thế, nhiều kẹo que như thế. Vậy mà ngay cả anh cũng muốn đuổi em đi sao? Trong nháy mắt ngay khi Diệp Oản Oản dứt tiếng, thân thể đã đột nhiên bị đặt nằm xuống chiếc giường mềm mại. một giây kế tiếp, một nụ hôn sâu sen lẫn vị mặn của máu được đặt lên môi của cô nàng, tựa hồ muốn nuốt sạch nàng, dung nhập nàng vào bên trong thân thể. a, à, đại não diệp oản oản thiếu oxy, nhất thời chóng mặt quay cuồng. anh không phải là chính nhân quân tử, hơi thở hỗn loạn của chàng trai kề sát vào gương mặt ửng đỏ của cô gái, một thân ảnh bao trùm lên cơ thể nàng giống như một con dã thú đột nhiên xé toang lớp vỏ bọc vô hại bên ngoài, lộ ra cặp răng nanh. Một khí tức u ám đáng sợ ngợp trời bao phủ lấy cả căn phòng. Ánh mắt trong veo như nước của Diệp Oản Oản phát sáng, nhất thời cao hứng đáp, quá tốt rồi, em cũng không phải. Lên lén nói cho anh biết, thật ra thì em là tướng cướp. Bọn họ cũng gọi em là nữ ma đầu, chúng ta nhất định là tuyệt phối. Tư giả hàn, thiếu nữ uống say giống như biến thành một người khác, càng thêm nóng bỏng, cũng càng thêm sáng ngời, khiến cho ánh mắt anh càng không thể nào rời sang chỗ khác được. Diệp Oản Oản còn thề son thề sắt bảo đảm, anh yên tâm, em sẽ hối cải để làm lại cuộc đời, làm một người thật tốt, nhất định sẽ một lòng một dạ đối với anh, đối xử thật tốt với anh. Thấy đối phương không đáp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Oản Oản nhíu chặt, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là bởi vì hôm nay em không mang theo bánh nướng sao? Bất quá, bất quá em có mang theo một thứ khác nha. Diệp oản oản mò mò, sờ soáng khắp người cả nửa ngày, rốt cuộc mò ra được một túi. Popping candy kẹo nổ cho trẻ em. Em nói anh nghe, thứ này ăn rất ngon, chắc chắn anh chưa từng ăn, sẽ đem lại cho anh thể nghiệm xưa nay chưa từng có. Diệp oản oản chém gió thổi phồng y như đám thần côn chuyên dụ dỗ con nít vậy. Nói xong lập tức xé lớp vỏ ra, chuyển đến trước mặt tư dạ hàn. Bị thôi miên, Diệp oản oản nhớ tới đây, quả thật là muốn đập đầu tự tử một cái. Tại sao ở trước mặt tư Dạ hàn, nàng sẽ ngốc nghếch đến vậy? Một túi popping candy, liền muốn ngủ với người ta, nghĩ sao vậy? Nằm mơ đi. Chẳng lẽ không phải là nàng đang bị thôi miên, mà là đang nằm mơ? Diệp Oản Oản đang nghĩ là sẽ bị từ chối, một giây kế tiếp, liền nghe được tư giả hàn trong ký ức dùng thanh âm khàn khàn trầm thấp như dây đàn sen lô đáp được. Tư giả hàn nói xong, đầy nghiêm túc cẩn thận đón lấy túi kẹo xanh xanh đỏ đỏ trong tay cô gái. Sau đó, một nụ hôn triền miên không dứt rơi xuống. Diệp Oản Oản, năm đó, nàng lại dùng một túi popping candy dụ được Tư Giả dạ, Hàn ngủ cùng. Nàng không tin. Chương 2058, mắc phải sai lầm lớn. Sáng ngày hôm sau, thời điểm Diệp Oản Oản tỉnh lại, thấy mình nằm ở trên giường, lại nhìn thấy người đàn ông ở bên cạnh, nàng đã sợ đến ngây người. Y phục của hai người ném đầy đất, bờ ngực chàng trai trần trụi, mà nàng. Đầy bá đạo ôm chặt cứng cánh tay anh ở trong ngực mình, chân còn đang gác ở trên người anh. Tại sao có thể như vậy? Diệp oản oản giống như xét đánh ngang tay, quả thật là sợ đến ngơ ngơ ngác ngác. Sau khi ngửi được mùi rượu trên người mình, Diệp oản oản lại càng thêm luống cuống. Xong rồi, nàng cuối cùng cũng mắc phải sai lầm lớn rồi. Diệp Oản Oản nhanh chóng lộn một vòng, lăn sang một bên, sau đó lồng cồm bò dậy, ôm lấy chăn, tóc tai rối bời, mặt đầy mộng bức mà ngồi nghệch ở chỗ đó. Chàng trai bên cạnh tựa hồ bị hành động của nàng đánh thức, gương mặt điển trai khẽ nhíu một cái, ngay sau đó mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản bị đôi con ngươi trong vắt thuần khiết vô hại kia nhìn chằm chằm, quả thật là không đất dung thân, muốn tìm một cái lỗ để chui vào, em, 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 chuyện kia, bình thường miệng mồm lanh lợi, nhưng giờ phút này ngay cả một câu nói Diệp Oản Oản cũng đều không nói được. Tư giả hàn khẽ xoa xoa cánh tay bị ôm đến tê cứng của mình, ngay sau đó ngồi dậy, tỉnh rồi thì đi đi. Diệp Oản Oản nghe nói như vậy, nhất thời chợt cảm thấy chạnh lòng, anh có ý gì? Mặc dù, mặc dù ngày hôm qua là chuyện ện ngoài ý muốn, nhưng kỳ thật em đã sớm có mưu đồ đã lâu, à nhầm. Không phải, ý của em là em nghiêm túc. Em cũng không biết mình có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, khoảng thời gian sống chung tới nay, thật sự em càng lúc càng yêu thích cảm giác được ở bên anh. Mặc dù rất nhiều lần đều nói là một lần cuối cùng. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, đi gặp anh, em yêu anh. Diệp Oản Oản lại một lần nữa nói ra ba chữ, em yêu anh, lại còn là nói trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Ánh mắt tư giả hàn chấp một cái, nhìn chăm chăm vào cô bé trước mặt, tựa hồ sợ bỏ sót mỗi một chữ của nàng. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, tư giả hàn mặt không cảm xúc đáp lại, chúng ta không thích hợp. Nghe đến đó, Diệp oản oản trong cơn thôi miên quả thật là giận đến không thôi. Đệt, nàng khẩn trương đợi cả nửa ngày, kết quả câu trả lời của tư giả hàn lại là không thích hợp. Cái gã đàn ông này, thật xấu xa. Nàng càng tức giận chính bản thân mình, làm sao lại ngu như vậy, lại có thể không nắm rõ chuyện gì đang xảy ra đó là vì đại Mỹ Nam không nhiễm khói bụi trần gian trong mắt nàng đang dùng chiêu dục cầm cố túng đối với nàng mà thôi. Thích, uổng cho nàng vẫn cứ cho là chỉ số nhạy cảm IQ của tư giả hàn thấp. Chỉ số nhạy cảm IQ thấp, không sai, nhưng không thể phủ định được rằng chỉ số thông minh IQ của người ta cao. Chỉ riêng chỉ số thông minh là đã đủ quay nàng xoay mòng mòng rồi. Bất quá, bên cạnh sự tức giận, cùng lúc đó, nơi đáy lòng Diệp Oản Oản lại càng có nhiều hơn là đắc ý. Thì ra, thì ra từ đầu đến cuối, bên động tâm, không chỉ có mỗi mình nàng đơn phương. Nghĩ tới đây, cảm nhận nội tâm của Diệp Oản Oản liền nhanh chóng chuyển từ cái gã đàn ông này thật xấu xa. Biến thành, bảo bảo nhà nàng làm sao lại đáng yêu như vậy chứ. Ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản đang dạo rực lòng xuân vì những kỷ niệm đẹp, chính bản thân nàng trong ký ức ngay khi nghe rứt câu không thích hợp. Của tự dạ hàn, lại bật thốt lên một câu, nói bậy, chúng ta hợp 100%. Diệp Oản Oản. Được rồi, đây thật đúng là phong cách nói chuyện của nàng. Một lát sau, hai người mặc quần áo tử tế ngồi ở phòng khách. Bầu không khí nhất thời lâm vào trong sượng sùng, tư giả hàn nhấp một ngụm trà, như lơ như đãng mở miệng hỏi, em yêu anh chỗ nào? Diệp Oản Oản ngẩng cầm lên, cặp mắt sáng lấp lánh mà nhìn chầm chầm chàng trai dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, ngồi uống trà thôi mà cũng đẹp trai như thiên thần, khiến cho nàng thần hồn điên đảo, bật thốt lên đáp, anh chờ xem nha. chương 2059, khát khao muốn sống mãnh liệt. Tư giả dạ hàn đặt ly trà xuống, ngước mắt nhìn nàng một cái, cõi đời này có rất nhiều trai đẹp. Diệp oản oản không chút do dự đáp, nói bậy, không một ai có thể đẹp trai hơn anh. Trong nháy mắt ngay khi Diệp oản oản dứt tiếng, cánh cửa lại đột nhiên có một âm thanh truyền tới, tiểu nha đầu, cô nói lời này. Có phải là quá khiên cưỡng rồi hay không? Nhớ tới đây, Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc, thật không ngờ nàng lại thấy được Giang Ly Hận xuất hiện trong hồi ức. Vẻ đẹp của tư giả Hàn là loại hư vô mờ mịt, có một tầng ngăn cách, hơn nữa vô cùng có cảm giác phát tục. Mà Giang Ly Hận lại khác, hắn chính là một loại hoa lạ đắt tiền ở trong tiệp, chính là loại mà ai nhìn cũng muốn tiếp cận đùa vui một phen. Là thành viên danh dự của Hội Những Người Thích Ngắm Trai Đẹp, Diệp Oản Oản quả thực bị chấn động một chút. Cùng lúc đó, Diệp Oản Oản bén nhạy cảm giác được. Trong không khí dường như có thêm một luồng lạnh ý lướt qua, khiến cho nàng không hiểu vì sao lại dùng mình một cái. Diệp Oản Oản lập tức thu hồi lại ánh mắt, nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mở miệng hỏi, "Bảo Bảo, hắn là ai vậy? Bạn của anh sao? Làm sao anh lại có một người bạn xấu trai đến như vậy?" Thời điểm nghe được Diệp Oản Oản gọi Tư Dạ Hàn là "Bảo Bảo", Giang Ly Hận lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống. Nghe được một câu cuối cùng, chính là suýt chút nữa đã sặc nước bọt mà chết mặt không cách nào tin nổi, khục khục sao ho khan. Cô, cô, cô nói cái gì, cô lặp lại một lần nữa cho tôi xem. Diệp oản oản bạch 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 chạy đến rụi rụi tư giả hàn ở bên cạnh, đầy nhu thuận nghe lời lại đáng yêu nhìn anh, không có chuyện gì đâu bảo bảo, mặc dù em mê trai đẹp, chẳng qua nếu như hắn là bạn của anh mà nói, vậy em liền miễn cưỡng chào hỏi cùng hắn vậy. Nói bóng gió, dù em mê trai, nhưng em chỉ mê trai đẹp là anh mà thôi. Đang bị thôi miên, diệp oản oản bị khát khao muốn sống mãnh liệt tột độ của mình làm kinh động quả thật là thiếu chút nữa không nhịn được ngồi bật dậy tự vỗ tay khen mình nàng quá trâu bò có được không thì ra năm đó nàng cũng đã trâu bò như vậy tư giả dạ hàn liếc nhìn người thiếu nữ đang ôm cứng cánh tay của mình ánh mắt anh toát ra một vẻ ôn nhu mà chính mình cũng không phát hiện em gọi anh là cái gì diệp oản oản ngước đầu nhỏ díu ra díu rít nói bảo bảo anh thích cách xương hô này sao từ khi bọn họ quen biết đến bây giờ cũng không biết được tên họ của đối phương, lại cũng chưa từng hỏi nhau. Bởi vì dù gì cũng là người của phe đối thủ, thân phận đối lập. Bọn họ đối với chuyện này đều ngầm hiểu cho nhau. Diệp Oản Oản tiếp tục cọ cọ rụi rụi, bộ dáng thận trọng kia giống như là một chú thú cưng đáng yêu đang rụt rè tiếp cận, vậy. Sau này em có thể gọi anh như vậy không? Đón lấy con người rực rỡ sáng ngời của thiếu nữ, tư giả hàn ngơ ngẩn cả người. Một lát sau, anh dùng một gương mặt không cảm xúc đáp lời, bất quá chỉ là một cách xưng hô mà thôi, tùy em. Diệp Oản Oản nhất thời mặt đầy cao hứng, quá tốt rồi. Vậy sau này em sẽ gọi anh là Bảo Bảo, anh có thể gọi em. Ừ, liền gọi em là cục cưng nhỏ đi. Diệp Oản Oản không hề có chút cảm giác mình vừa bị cự tuyệt, đầy vui vui sướng sướng tự mình quyết định. Tôi nhổ vào, mắt chó của tôi, Giang Ly hận quả thật là không thể tin được những gì mình vừa chứng kiến tư giả hàn hướng về phía giang ly hận mặt không cách nào tin nhìn một cái ý nơi này không hôn nghênh lộ rõ trong ánh mắt cậu có chuyện giang ly hận hích tôi sợ cậu buồn chán tới thăm cậu một chút mà thôi bây giờ nhìn lại sợ là không cần tư giả hàn không cần thiết giang ly hận đối với sự vô tình của ông bạn mình giang ly hận che lấy ngực như bị trọng thương ngay sau đó khách cười nhìn về phía diệp oản oản nói tiểu nha đầu ánh mắt của cô rất đặc biệt à nha lại có thể thích cái tên này. Diệp Oản Oản đối với cách nói của Giang Ly hận rất là bất mãn, ánh mắt của tôi thế nào? Bảo bảo nhà tôi ôn nhu lại tươi đẹp, hiền lành lại đơn thuần, hơn nữa ở gần bùn mà không nhiễm hôi tanh, như một đóa sen đáng yêu. Là người tốt nhất trên đời. chương 2060, chúng ta bỏ trốn đi. Giang Ly hận sửng sốt thấy rõ, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại, ánh mắt cực kỳ quỷ dị nhìn về phía tư dạ hàn, cậu ta, Ôn nhu, tốt đẹp, hiền lành, đơn, đơn thuần, là một, người tốt. Diệp oản oản chừng mắt lườm hắn một cái, đúng vậy. Sao hả, này, rốt cuộc anh là ai vậy? Sẽ không phải là người do tên biến thái tu la chủ kia phái tới hành hạ bảo bảo nhà tôi đấy chứ? Này, này, cô nói cái gì, tên biến thái tu la chủ kia? Giang ly hận như rơi vào trong mộng ảo, bật thốt lên, tôi nói này tiểu nha đầu, cô có biết hay không, cậu ta chính là... Giang Ly hận mới vừa nói tới chỗ này, liền cảm nhận được một luồng ánh sáng chết chóc đang bắn thẳng tắp về phía mình, trực tiếp bắn xuyên qua người hắn. Vì vậy, Giang Ly hận lập tức gắng ngượng bẻ cua gấp, vốn định nói cậu ta chính là tu la chủ biến thái trong miệng cô, lại biến thành. Không có gì, không sai, cậu ta chính là người vừa ôn nhu lại tươi đẹp, hiền lành lại đơn thuần như vậy. Tuyệt đối là một người tốt, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Giang Ly hận cảm thấy, đời này đại khái là chưa từng nói ra những lời trái với lương tâm mình như vậy mãi đến lúc giang ly hận nói xong luồng ánh sáng chết chóc kia mới được thu hồi lại giang ly hận ho nhẹ một tiếng mở miệng nói à tôi tự giới thiệu mình một chút thật ra là thế này tôi là họ hàng nhà dì hai của em trai thứ ba của đường chủ một phân đường của một chi nhánh nhỏ của thiên hận bang đang làm một chân chạy phạt của thiên hận tôi và bảo bảo nhà cô quen biết nhau đã nhiều năm quan hệ rất tốt Diệp Oản Oản gật đầu một cái, thì ra là như vậy, vậy tôi cũng tự giới thiệu mình một chút, tôi là thủ hạ của đồ đệ của phó đường chủ của chi nhánh phía bắc không sợ minh. Bất quá lúc đó tôi là bị nữ ma đầu đáng chém ngàn đao tóc húi cua ca của không sợ minh cưỡng bách gia nhập. Giờ phút này, trong cơn thôi miên, Diệp Oản Oản đã cảm thấy cạn lời nghiêm trọng. Hạn hán lời, xa mạc lời, không có gì để nói cả thật đúng là nên tặng cho mỗi người một bức tượng Oscar tí hon bằng vàng cho tài diễn xuất của mình. Hồi ức sau đó, trên căn bản đều là nàng dùng đủ loại chiêu trò hoa dạng để câu dẫn trai đẹp, mà tư giả hàn thì lại dùng đủ các loại chiêu dục cầm cố túng, mỹ nhân kế, khổ nhục kế thay nhau ra trận. Tình yêu kiểu này mà nói, quả thực khiến cho Diệp Oản Oản nhức trứng. Trong quá trình sống chung, Diệp Oản Oản từng chút một làm mềm hóa thái độ của tư Dạ hàn. Dĩ nhiên, từ góc độ Diệp Oản Oản đang bị thôi miên để mà xem, cũng là tư giả hàn đang từng chút một làm cho nàng không thể tự kiềm chế. Cùng lúc đó, tội ngục và võ đạo liên minh bởi vì tranh đấu lâu dài bất phân thắng bại, tạm thời tiến vào trạng thái đình chiến. Diệp Oản Oản thấy thời cơ chín mùi, rốt cuộc lộ ra răng nanh hung ác, bắt đầu dụ dỗ đào người rồi. Diệp Oản Oản, bảo bảo, chẳng lẽ anh định cả đời bị xa lầy tại Atula sao? Rời khỏi nơi này đi. Tư Giả Hàn, trừ nơi này, anh không có nơi nào để đi. Diệp Oản Oản nhất thời đáp, em có chỗ để đi không được sao, anh đi chung với em đi. Người nhà em bên kia đã giải quyết xong, em cũng chuẩn bị rời khỏi Không Sợ Minh rồi. Vừa vặn chúng ta có thể cùng đi. Tư Giả Hàn hơi khựng lại một chút, che giấu một vệt ánh sáng nhạt nơi đáy mắt, nhìn về phía nàng cùng đi. Đúng vậy, Diệp Oản Oản có chút lo lắng sợ anh nghe không hiểu, vì vậy ho nhẹ một tiếng giải thích có phải là cách nói của em còn chưa đủ rõ ràng hay không? Vậy để em đổi cách giải thích vậy, ý của em chính là Chúng ta, bỏ trốn đi, bỏ trốn Ánh mắt tư giả hàn trong nháy mắt dường như rung động kịch liệt một cái Nếu như là em bởi vì lần ngoài ý muốn hôm đó mới làm những việc này với anh, thật ra thì không cần Diệp Oản Oản tỏ vẻ đầy chính nghĩa, xin nhờ, làm sao lại có thể bởi vì chuyện đó cơ chứ Em là loại chỉ tham luyến mơ ước chiếm được thân thể của anh thôi sao em là người rất yêu anh đấy. Tư giả hàn, không mơ ước. Diệp oản oản, ơ, vẫn là, vẫn là có mơ ước. Audio điện tử võ tấn bền. chương 2061, suy nghĩ kỹ càng. Diệp oản oản nói xong, ho nhẹ một tiếng nói, em nhớ thương người đàn ông của mình cũng không có chỗ nào không đúng chứ. Lại nói, cũng không phải là em chỉ nhớ thương một lần kia, em là nhớ thương anh cả đời cả đời. Đây đại khái là hai từ tốt đẹp nhất trên thế giới này. Em không ngại anh là người của Atula, tư giả hàn yên lặng nhìn ngắm nàng, hỏi. Diệp oản oản nhất thời tỏ vẻ đầy xem thường, chuyện này có gì hay ho để mà quan tâm. Anh chẳng qua chỉ là một tiểu đầu mục chi nhánh mà thôi, cũng không phải là tên biến thái tu la chủ kia. Tư giả hàn, tóm lại, hai ta đều là tiểu nhân vật không quan trọng, đánh nhau có thắng hay thua cũng chẳng có gì liên quan đến chúng ta. Diệp Oản Oản mặt không đỏ tim không nhảy mà nói bậy nói bạ. Đúng là không có gì liên quan, năng lực nói bậy của một người nào đó gọi là Tu La Chủ, hiển nhiên cũng không hề kém hơn so với Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản nghe thấy có chút triển vọng, ánh mắt nhất thời sáng lên, đúng không, đúng không? Cuống chị em đều theo đuổi anh lâu như vậy rồi, chẳng lẽ anh còn chưa tin em sao? Nói thật, chỉ là phần công sức em dành ra để theo đuổi anh, đều đã đủ để em đi thành lập chục cái không sợ minh rồi đấy. Đương nhiên, coi như là có phải hao tốn tinh lực để thành lập chục cái Atula, em cũng nguyện ý. Nhìn ánh sáng nóng bỏng trong con ngươi trong vắt của người thiếu nữ, cơ hồ đôi mắt của chàng trai không rời sang chỗ khác được. Nghe được câu chục cái Atula của cô gái, nơi đáy mắt tư giả Hàn chớp lên một vẻ khinh thường không dễ gì phát giác. Coi như chục cái Atula, sau so ra cũng kém một chút mê ly nơi đáy mắt nàng anh có thể xem xét. Cuối cùng tư giả hàn mở miệng. Đầu của Diệp oản oản nhất thời tiêu nghỉu xuống, vậy phải xem xét mất bao lâu? Lỡ như phải xem xét mất 8 đến 10 năm, há chẳng phải là nàng phải chờ đến ngay cả hoa cũng hóa đá rồi sao? Diệp oản oản, không phải là anh thích ăn bánh nướng nhất sao? Gần đây em có tìm một vị sư phụ làm bánh nướng đặc biệt, học được tay nghề tốt, sau này có thể ngày ngày ở nhà làm bánh cho anh ăn đấy. Tư giả hàn, được anh hiểu rất rõ, nếu như để cho nàng hoàn toàn chiếm được mình, chỉ sợ cũng sẽ không còn quan tâm như trước nữa. Nhưng cuối cùng, trước ánh mắt đầy chờ mong kia, anh cũng không cách nào nói ra nổi một câu phủ định lại câu, cùng đi, và cả đời, của nàng. Diệp Oản Oản Diệp Oản Oản thật lâu mới phản ứng lại được tư giả hàn vừa nói gì, cái cái gì. Anh mới vừa nói cái gì, nói cái gì, anh đồng ý. Cũng bởi vì, nàng đã học được cách làm bánh nướng rồi hả? Sớm biết vậy, nàng còn theo đuổi khổ cực như vậy làm gì chứ, trực tiếp mỗi ngày đưa cho anh một xe bánh nướng quách cho xong. Nếu làm như vậy, nói không chừng đã sớm cưa đổ được trai đẹp vào tay rồi. Diệp oản oản, hích, không, không phải là anh nói phải xem xét sao. Tư giả hàn, ừm, xem xét rồi. Diệp oản oản, xác định không phải là vì bánh nướng sao. Hai người tìm một nơi bí mật phong cảnh rất đẹp ở lại, ngăn cách hết thảy phiền nhiễu bên ngoài diệp oản oản và tư dạ hàn ẩn cư sinh hoạt cứ như vậy mà bắt đầu nàng cứ như vậy trải qua những tháng ngày vui vẻ bên nhau bất quá niềm hạnh phúc của nàng lại tồn tại nỗi lo lắng ngầm rất lớn nàng vẫn luôn lừa gạt anh về thân phận chân thật của mình nàng quả thật là khó có thể tưởng tượng được một chàng trai thiện lương như vậy đơn thuần như vậy nếu như biết nàng là không sợ minh chủ sẽ có hậu quả gì trong sự lo âu thậm chí Diệp Oản Oản còn triệu tập một đám cao tầng, tổ chức một buổi hội nghị khẩn cấp. Ngay tại thời điểm mọi người đã báo cáo công tác xong, chờ đợi Diệp Oản Oản tổng kết, Diệp Oản Oản mở miệng nói, sau khi trải qua một hồi suy nghĩ kỹ càng. Tôi quyết định quyên góp cho Hiệp hội Từ Thiện của Độc Lập Châu 100 triệu, trong vòng một năm xây dựng 100 trường học võ thuật miễn phí, tặng 10 xe nguyên vật liệu ủng hộ người dân gặp khó khăn ở 34 khu, chương 2062, kích thích và kinh hiểm. Cuối cùng, Diệp Oản Oản chốt lại một câu, bổn minh chủ quyết định rồi. Bắt đầu từ hôm nay, bổn minh chủ phải làm một người tốt. Sau khi một loạt phát biểu của Diệp Oản Oản kết thúc, tất cả mọi người tại đây đều trợn mắt há mồm, tĩnh mịch một mảnh. Đại trưởng lão, minh chủ, hôm nay cô, uống rượu. Nhị trưởng lão, có vẻ như là uống không ít đâu. Tam trưởng lão, bắt đầu thất tinh, không phải là đã bảo các ngươi trông chừng minh chủ, đừng để cho cô ấy uống rượu sao. Bắt đầu, tôi có canh mà, toàn bộ rượu của Phong tỷ tôi đều vứt sạch cả rồi. Ông đừng có mà tùy tiện vu khống người khác. Tam trưởng lão, vậy thì hiện tại minh chủ là có chuyện gì xảy ra vậy? Người làm việc tác trách mà còn ngụy biện. Bắt đầu, suy, cái lão bất tử này, chỉ biết suốt ngày vu khống này nọ, sao chính ông không tự đi mà ngăn. Toàn bộ phòng họp hỗn loạn hết cả lên, diệp oản oản ngồi ở trên ghế chủ tọa yên lặng chống tay nâng chán đối với bài phát biểu kia của mình chính nàng cũng cảm thấy thật sự là quá hư cấu rồi nàng vẫn là nên đi đâu đó uống chút rượu để yên tĩnh lại đầu óc đi cuối cùng diệp oản oản cũng đành quyết định bỏ qua những ý tưởng đáng sợ kia coi như hiện tại nàng bắt đầu làm việc tốt cũng không thay đổi được sự thật nàng là một tên tướng cướp vừa nghĩ tới cảnh bảo bảo nhà nàng hoảng sợ và chán ghét nàng chỉ thoáng nghĩ một chút thôi mà nàng cũng đã không cách nào nhịn được. Không được, lớp ngụy trang này nàng phải che đậy thật cẩn thận, không thể hù anh ấy sợ được. Không sai, vì bảo bảo nhà nàng, nàng sẽ chính là một đóa tiểu bạch hoa thuần khiết tốt đẹp. Ở trong hồi ức của Diệp Oản Oản, đoạn hành trình yêu đương này cũng tương đối kích thích và kinh hiểm. Ví dụ như, trong hồi ức, một lần nào đó hai người cùng ăn cơm ở bên ngoài. Ngờ đâu lại bất ngờ gặp phải tụi Du côn. Hai người cơm nước xong xuôi, chuẩn bị trở về. Vốn đường đi thông thoáng, nhưng cuối cùng lại có một đám người khí thế đầy hung hăng từ trước mặt đi tới. Những người này uống say khướt, chiếm hết cả con đường, lão đa lảo đảo đi thẳng tới, tự mình đụng vào nàng ngã xuống, vậy mà lại còn làm ầm lên ăn vạ với bọn họ. Nghĩa nó, ngay cả lão tử cũng dám đụng, tìm chết sao? Gã đàn ông lực lưỡng xăm mình bị đụng ngã lớn tiếng giống giận. Bên cạnh bọn thủ hạ khác cũng chen nhau hùa vào miệng nó hai người các ngươi tới đây cho ta mau nhanh xin lỗi đại ca chúng ta không muốn sống nữa đúng không diệp oản oản thoáng nhìn một cái phát hiện đám người này cũng không phải là tiểu lâu la bình thường là thành viên thế lực địa phương thuộc hắc hổ bang cái gã bị đụng ngã kia lại còn là phân đường chủ sức mạnh cơ bắp của đám người này vậy mà đều không thấp nhất là cái gã phân đường chủ hắc hổ bang kia thành tựu về mặt võ học cũng có vài phần danh tiếng. Mặc dù coi là như vậy, nàng cũng vẫn như thường có thể một mình đánh chục người. Nhưng mà, bây giờ không được à nha. Hiện tại bảo bảo nhà nàng đang ở chỗ này. Tại trước mặt của bảo bảo, người ta là liệu yếu đào tơ, đó nha. Coi như là một chai nước ngọt chưa mở nắp, nàng cũng vặn không nổi nữa là. Nhìn thấy bộ dáng mấy người này hùng hùng hổ hổ không nói lý, ánh mắt tư dạ hàn hơi hơi phát lạnh mẹ nó tiểu tử thúi ngươi lại còn dám chừng ta diệp oản oản vừa nhìn thấy hắc hổ bang nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút xong đời rồi mấy gã được dựa này đều từng được nàng cho ăn đấm toàn bộ đều biết nàng bất quá cũng còn may vì không muốn thân phận mình bị bại lộ mỗi lần ra ngoài diệp oản oản đều sẽ ăn mặc theo phong cách thiếu nữ vô cùng đàng hoàng hơn nữa còn đeo kính dâm thật là dày lại thêm vào đám người này đều uống nhiều cho nên thật giống như nhất thời đều không thể nhận ra được Diệp Oản Oản. Thấy những người này hình như là không hề nhận ra mình, lúc này Diệp Oản Oản mới thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy, Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, che lấy cổ họng, nũng nịu nói, thật có lỗi, thật có lỗi. Các vị đại ca ca, chúng tôi thật sự là không cẩn thận, các người đại nhân không chấp tiểu nhân. Lần sau nhất định không dám nữa. Trường 2063, các người chết chắc diệp oản oản không hề chú ý tới nghe được từ đại ca ca kia của nàng ánh mắt tư giả dạ hàn ở một bên giống như hàn băng bắc cực trong đám một tên thủ hạ thấy diệp oản oản ôn nhu đáng yêu thái độ nhất thời thay đổi không ít a à, đại ca hay là coi như xong đi cần gì so đo cùng với một tiểu cô nương phần đường chủ kia quặng mặt lại vẫn còn có chút tức giận diệp oản oản lại nói vị đại ca kia dáng vẻ đường hoàng vừa nhìn liền biết là người vừa đẹp trai lại độ lượng chắc chắn sẽ không so đo với chúng tôi. Sắc mặt gã phân đường chủ kia hơi tỉnh lại, rõ ràng đối với sự nịnh bợ của Diệp Oản Oản rất là hài lòng. Hừ, coi như người vận khí tốt, lần này không so đo với người nữa. Bất quá, phân đường chủ nói xong, hướng về phía mấy gã thủ hạ ở bên cạnh nhìn một cái. Thủ hạ tiếp nhận được ám chỉ, nhất thời hiểu được, trên dưới quan sát Diệp Oản Oản và tư dạ hàn một vòng, ngay sau đó mở miệng nói. Hôm nay có thể không cần mảng chó của các ngươi, bất quá, đụng phải đại ca của chúng ta chẳng lẽ lại định cứ tính như vậy sao? Thế này không khỏi cũng quá thiếu thành ý đi. Diệp oản oản nghe một cái liền biết bọn họ là có ý gì, trong lòng rất là coi thường đối với việc này. Mặc dù danh tiếng ngoài đường của không sợ minh bọn họ cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng mà không sợ minh bọn họ chưa bao giờ làm khó kẻ yếu, không làm những thứ tiểu thủ đoạn rượt tiền đánh cướp, chiếm tiện nghi nhỏ này. Nếu đã cướp phải cướp cho thật nhiều tiền, đã chơi thì phải chơi một vố thật lớn. Đây cũng là lý do vì sao danh tiếng không sợ minh lại vang dội như vậy, cũng không ai dám trêu chọc, các đại môn phái cấp cao cũng kiêng kỵ ba phần. Tóm lại, những người này, nàng thật sự rất coi thường. Diệp Oản Oản rất lo lắng tư dạ hàn ở bên cạnh sẽ không nhịn được, vội vàng thấp giọng nói, đừng manh động, nếu không làm lớn chuyện lên, thân phận của chúng ta bại lộ liền không xong dù sao hai người bọn họ đều là đào binh từ trong tổ chức trốn ra ngoài nhất là diệp oản oản những người này đều nhận biết nàng nếu như ồn ào lớp ngụy trang nhất định liền rất mất chúng ta đem tất cả vật đáng tiền trên người đều đưa cả cho bọn họ đi diệp oản oản vội vàng nói cũng còn may là tư giả hàn không hề phản đối thái độ ngược lại rất là bình tĩnh được trên người tư giả hàn không mang theo thứ gì đáng tiền cho nên chỉ có Diệp Oản Oản đem túi tiền trên người và một miếng ngọc bội đeo ngang hông đưa cho những người đó. Diệp Oản Oản, các vị đại ca, đây là một chút tâm ý của chúng tôi, xin hãy nhận lấy. Mấy người kia không khách khí chút nào liền cất tiền đi, nhưng lại vẫn còn có chút không thỏa mãn, nhìn chằm chằm tư giả dạ hàn nói, tiểu tử này thì sao? Các người nhìn thấy anh ấy ăn mặc phổ thông như vậy cũng biết, trên người anh ấy không có tiền, cũng không có thứ gì đáng tiền. Diệp Oản Oản mềm mỏng giải thích rõ ràng thủ hạ kia cười lạnh, chuyện đó chưa chắc đã nói được, phải lục soát mới biết. Ánh mắt Diệp Oản Oản nhất thời lạnh lại, hóa nó. Cấp cho thể diện rồi mà không cần, bảo bảo nhà ta, các người có thể đụng sao. Những người đó nói xong, cũng đã phái hai người lục soát người tư giả hàn rồi. Diệp Oản Oản làm sao có thể để cho đám người này dùng móng vuốt bẩn thỉu chạm vào tư giả hàn, dây thần kinh lý trí trong đầu như sắp đứt đoạn mất, nhất thời đã sắp mất khống chế. Đệt, bất kể lấp ngụy trang lộ cũng được nhưng mà muốn đụng vào bảo bảo nhà nàng tuyệt đối không được nhưng mà ngay vào lúc này tư dạ hàn lại đột nhiên đè tay của nàng xuống ôn hòa nhìn nàng không có việc gì để cho bọn họ lục soát diệp oản oản thấy vậy quả thật là cảm động muốn chết bảo bảo nhà nàng thật sự là một người quá tốt rồi quá ôn nhu rồi có được hay không cuối cùng những người đó thô lỗ xông về phía tư dạ hàn sau đó liền sờ soạng soát người Tư Giả Hàn không nhúc nhích, mặc cho bọn họ lục soát, không thèm để ý chút nào. Chỉ có Diệp Oản Oản, vốn nàng cũng không thèm để ý chút chuyện nhỏ này, nhưng mà, thấy những người đó đụng chạm Tư Giả Hàn, cơn báo thịnh nổ đã càng lúc càng bốc lên cao. Trời má, hắc hổ bang đúng không? Các ngươi, con, mẹ, nó, chết chắc rồi. Chương 2064: Làm việc khiêm tốn, lấy đức báo oán. Sao chương này có nội dung ảnh? nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc những người đó không lục ra được vật gì đáng tiền coi như gặp vận rủi lúc này mới thả bọn họ rời đi sau khi rời đi diệp oản oản vẫn như cuốc tức giận không thôi gào tức chết em rồi mấy thằng chó đó chẳng qua chỉ là một đám người ô hợp không nhất định phải so đo cùng bọn họ bọn họ muốn tiền cho bọn họ là được rồi an toàn là trên hết Tư giả hàn dùng một âm thanh đầy bình tĩnh nói chuyện, hơn nữa còn dặn dò nàng, bây giờ em đã thoát ly khỏi không sợ minh, sau này làm việc cũng phải khiêm tốn một chút, không nên tùy tiện để xảy ra va chạm cùng người khác. Diệp oản oản lầu bầu, bảo bảo, anh chính là quá dễ nói chuyện, tính tình quá tốt rồi. Nói tới chỗ này, vì duy trì hình tượng nhân vật của mình, Diệp oản oản nhất thời bổ sung thêm, bất quá, bảo bảo anh nói đúng, không cần phải so đo cùng bọn họ, lấy đức báo oán, như vậy mới có thể tích lũy phúc đức. Nếu không oan oan tương báo đến khi nào. Tư giả hàn, ừm. Đang bị thôi miên, Diệp oản oản nhớ đến đoạn đối thoại này của hai người, quả thật là không biết nên nói cái gì mới tốt. Một bên là tướng cướp, một bên là một trong số ba vị thủ lãnh của tội ngục. Làm việc khiêm tốn, lấy đức báo oán gì gì đó. Lương tâm của hai người thật sự không biết đau phải không. Nàng cũng không tin, ban đầu mình lại có thể cứ để mặc như vậy được. Quả nhiên, hồi ức tiếp tục. Buổi tối hôm đó, sau khi Diệp Oản Oản rời khỏi chỗ ẩn cư, liền lặng lẽ phục kích chặn đường đám người hắc hổ bang kia. Ha ha ha, mới vừa rồi vóc người con nhỏ đó thật không tệ, âm thanh cũng ngọt. Không sai, không sai, rất biết nói chuyện, âm thanh y như chim hoàng anh. Sớm biết vậy đã bắt nhỏ đó lại là được rồi. Chỉ là dáng vẻ tên tiểu tử thúi bên cạnh nhỏ đó y như hung thần ác sát, thoạt nhìn có vẻ không phải dạng vừa đâu tại địa bàn này, còn có người mà tam ca chúng ta không dám chọc. Cũng phải ha, ha 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 ha, đại ca, nếu như là anh thích, bọn em giúp anh canh đi bắt con nhỏ đó lại đây, liền như vậy. Giờ phút này, Diệp Oản Oản ngậm một nhánh cỏ đuôi chó trong miệng, đang đứng ở ven đường, vừa vặn nghe được âm thanh của đám người say khướt kia, dường như còn trùng hợp đang bàn tán về nàng. Diệp Oản Oản, phụt, một tiếng phun cọng cỏ đuôi chó trong miệng, chậm rãi đi ra từ phía sau bụi cỏ. Diệp Oản Oản, các vị, là đang tìm ta sao? Nhìn thấy Diệp Oản Oản, đám người hắc hổ bang kia có chút kinh ngạc, nhất thời lại hưng phấn phản ứng lại rồi, yo. Đây không phải là cô bé kia sao? Làm sao lại tự mình chủ động tìm tới cửa? Sợ không phải là đã vừa ý đại ca của chúng ta đấy chứ? Ha 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 ha. Mọi người nhất thời cười nghiêng cười ngả, mặt đầy vẻ mập mờ. Diệp Oản Oản khẽ xì một tiếng, bà cô đây tính nhẫn nại có hạn mới vừa rồi, tên nào không có mắt dám đụng chạm vào người đàn ông của ta. Hiện tại, tự mình đứng ra cho lão nương. Thái độ Diệp Oản Oản đột nhiên biến đổi lớn, khiến cho những người kia đổi sắc mặt, còn điếm thối. ngươi nói cái gì, muốn chết à? Diệp Oản Oản, muốn chết. Không sai, các người quả thật là rất đáng chết. Đệt, tiểu tiện nhân ta thấy là ngươi. Một người trong đó vừa nói vừa đầy hung hãn lao lên. Kết quả lời còn chưa dứt, một giây kế tiếp, Cùng với một tiếng, huynh, thật lớn vang lên, thân ảnh của người nọ giống như bao cát bị đạp bay ngang. Đệt, tiện nhân kia lại còn thật sự có tài, khó trách lại kiêu ngạo như vậy, tiến lên, cùng tiến lên cho ta. Diệp oản oản xoay xoay cổ tay một cái, thân ảnh tựa như tia chấp lắc mình đi qua. Đầu tiên là đem những người khác giải quyết, sau đó bắt lấy hai gã vừa rồi lục soát người tư dạ hàn, ngược cho một trận. Cuối cùng, Diệp oản oản mới từng bước từng bước, không nhanh không chậm đi về phía gã phân đường chủ Hắc Hổ bang kia. Phân đường chủ nhìn thấy đám thủ hạ bị ngược nằm lăn lộn trên mặt đất, giận tím mặt, "Tiểu tiện nhân, Người thật là to gan, thuộc bang phái nào, báo danh." Thậm chí ngay cả người của Hắc Hổ bang ta cũng dám chọc. Diệp Oản oản phủi phủi bụi trên người, khẽ nhíu mày, "Tên của ta." Chương 2065, cái thế giới này vẫn còn nhiều người tốt những thủ hạ này đều là cao thủ của hắc hổ bang, ngờ đâu lại có thể bị nữ nhân này đánh cứ y như đang thái thịt heo vậy, giải quyết sạch sẽ trong vòng 10 phút. Hơn nữa hắn rõ ràng nhìn thấy, chiêu thức hạ thủ của đối phương cực kỳ tàn nhẫn, khiến cho người ta giận cả tóc gáy. Khu vực này không có ai không biết đến hắc hổ bang bọn hắn, mà cô ta lại có thể liều mạng đến vậy, ngay cả bọn họ cũng dám chọc. Phần đường chủ nhất thời cả giận nói, người biết ta là ai không? ta chính là phân đường chủ hắc hổ bang phùng khôn, có gan người báo tên ra, lão tử nhất định diệt cả nhà ngươi. Diệp oản oản khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, được à nha, tùy thời hoan nghênh các vị đến cửa. Của chính nhà của ta, luôn luôn rộng mở đón chào các vị. Sau khi nói xong câu này, Diệp oản oản liền chậm rãi tháo cặp kính dâm trên mặt xuống. Cùng lúc đó, dây cột tóc màu hồng cũng bị nàng ném đi, kiểu tóc được thợ làm tóc xử lý hoàn mỹ cũng xóa tung ra. Nhất thời, một mái tóc dài đen nhánh rơi xuống, phối hợp với một đôi con ngươi lạnh tanh của người thiếu nữ. Ở dưới ánh trăng, quả thật là khiến người ta hồn phi phách tán. Dưới ánh trăng, thiếu nữ rất đẹp, nhưng cảnh tượng đó còn đáng sợ hơn so với nhìn thấy nữ quỷ la sát. Bạch, 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 Bạch Phong, sau khi nhận ra người trước mắt là ai, phân đường chủ liên tiếp lui về phía sau, phịch một tiếng đặt mông ngồi bạch trên mặt đất. Làm sao có thể? Tiểu cô nương nũng nịu này làm sao sẽ có thể là tóc húi cua ca bạch phong. Phùng khôn tuyệt đối không quên được gương mặt này. Ban đầu hắn từng bởi vì lỡ dại mà dính vào mâu thuẫn với không sợ minh mà bị ngược cho thê thảm, đối với gương mặt này của Bạch Phong đương nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ. Chỉ là lớp trang điểm trước đó của nàng khiến cho bọn họ hoàn toàn không nhận ra được. Phùng khôn cơ hồ ngay lập tức lăn một vòng nhào về phía Diệp Oản Oản, phịch một tiếng quỳ mọp ở trước người của nàng, bà nội. Bà nội của tôi ơi, tôi sai lầm rồi. Bạch lão đại, tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, hoàn toàn không nghĩ tới là ngài cải trang vi hành đi tới địa phương nhỏ bé rách nát này của tôi. Cầu xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, ngàn vạn lần không nên so đo tính toán với tôi. Giờ phút này, những thủ hạ khác cũng đều đã bị hù dọa trợn tròn cả mắt, dối giết nhào qua kêu trời trách đất, dập đầu quỳ lại. Bạch lão đại tha mạng. Tha mạng. Một đám không có mắt, còn không mau đem đồ trả lại cho bạch lão đại. Phùng Khôn Tung một cước đạp bọn đàn em. Cả đám bị dọa sợ đến ngu người, vội vàng đem đồ vật cung cung kính kính mà trả lại. Làm sao, không phải là muốn tới không sợ minh ta làm khách sao? Không không không, không dám ạ. À. Những người này nhìn thấy vị nữ ma đầu diệp oản oản này, nào còn dám cản rỡ, ở tại nơi này liền xuất hiện những tiếng kêu gào như quỷ khóc sói chu. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ lại sẽ có thể không có mắt đụng phải tóc húi cua ca đang mặc đồ nữ đi cua trai còn quấy dày người ta làm ăn thậm chí còn đụng vào con mồi của nàng đây không phải là đang tìm chết sao vài ngày sau diệp oản oản vốn chuẩn bị âm thầm động thủ cho bọn hắc hổ bang kia nhận một chút giáo huấn kết quả thật bất ngờ cũng không biết hắc hổ bang chọc phải người nào lại có thể bị tiêu diệt sạch sành xanh diệp oản oản bảo bảo, bảo anh biết không cái đám hắc hổ bang lần trước gây khó dễ cho chúng ta, lại có thể bị người khác tiêu diệt toàn bộ. Cũng không biết là tác phẩm của thế lực nào. Tư giả hàn mặt không đổi sắc, thật sao? Diệp oản oản gật đầu, còn không phải sao, em mới vừa nghe được tin tức ở bên ngoài. Bảo bảo, xem ra đúng là gieo nhân nào, gặt quả nấy nha. Chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác. Tư giả hàn, ừm, trên cái thế giới này vẫn còn nhiều người tốt. Diệp Oản Oản, không sai, không sai. Đang bị thôi miên, Diệp Oản Oản yên lặng thay hắc hổ bang mặc niệm một giây. Không cần hỏi nàng cũng biết, nhất định đây là tác phẩm của Tư Dạ Hàn. Số của đám hắc hổ bang này cũng đủ nhỏ, chỉ đi nhậu một hôm thôi, mà trong phút ngơ ngơ ngác ngác đi đắc tội đồng thời cả hai vị lão đại của không sợ minh và Atula. Trường 2066, anh đều sẽ nói, được. Hồi ức tiếp tục đến đây, Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn đã chung sống với nhau như cặp vợ chồng già cũng không sai biệt lắm. Hai người bình thường sẽ ẩn cư ở trong nhà, đánh đàn, đánh cờ, pha trà, còn trồng một hồ hoa súng và nuôi mấy con hạc. Thời gian này trôi qua quả thực là tương đối nhàn nhã tự tại. Vì muốn xứng với bảo bảo chỉnh chu tao nhã của mình, thậm chí nàng còn rất là nghiêm túc, cẩn thận học qua cầm kỳ thư họa, ngay cả cách nói chuyện bình thường cũng có chút văn vẻ vì vậy nên mấy tên không sợ minh kia ngày ngày đều cảm thấy kinh sợ không dám đến gần nàng cho là nàng lại say rượu rồi ngày nay diệp oản oản mang theo chút bất an thử hỏi do à bảo bảo em có câu hỏi muốn hỏi anh tư giả hàn cái gì diệp oản oản cẩn thận cân nhắc chọn lời một chút anh cảm thấy không sợ minh chủ tóc húi cua ca người này như thế nào tại sao lại hỏi như vậy Tư Dạ Hàn không thể hiểu tại sao đột nhiên nàng lại đề cập đến vấn đề này. Diệp Oản Oản thuận miệng nói, chỉ là tò mò, tùy tiện hỏi một chút thôi. Anh cảm thấy Bạch Phong là hạng người gì? Sắc mặt Tư Dạ Hàn hơi nghiêm lại, dặn dò, người này rất nguy hiểm, em cách xa cô ta một chút, không nên lại dính vào vòng tranh đấu của không sợ minh. Nghe được đánh giá của Tư Dạ Hàn, trái tim nhỏ của Diệp Oản Oản nhất thời rơi, tóm, vào đáy cốc, quả thật là lạnh quá, lạnh quá đi. Rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Hoa hoa hoa, thật ra thì nàng không hề nguy hiểm chút nào mà. Nàng rất ôn nhu đáng yêu. Chỉ một giây, tư giả hàn liền nhìn ra có chỗ không đúng. Diệp oản oản vội vàng phục hồi lại tinh thần, khục, yên tâm, yên tâm, đương nhiên là em biết rồi. Em cũng đã sớm phủi sạch quan hệ cùng không sợ minh, một đau hai đoạn. Tuyệt đối sẽ không qua lại, chắc chắn cũng sẽ không có cơ hội tiếp xúc với nữ ma đầu nào đấy. Tư giả hàn, ừm. Vậy, em còn có một câu hỏi. Thấy tư giả hàn không hề hoài nghi, lúc này Diệp Oản Oản mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hít sâu một hơi, giống như hạ quyết tâm thật lớn, tiếp tục mở miệng nói, bảo bảo, từ khi chúng ta bắt đầu quen nhau tới nay, thật giống như một mực đều là em đang miễn cưỡng anh. Có phải là anh, có phải là anh rất ghét em hay không? Thật ra thì, nếu như quả thật là anh không thích em mà nói, cũng không cần miễn cưỡng. Tư Giả Hàn nghe vậy, thần sắc hơi cứng lại, mắt sáng như đuốc nhìn về phía cô gái, chậm rãi mở miệng nói, "Em nhìn kiểu gì lại thành ra anh miễn cưỡng?" Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, xứng sờ đáp, "A, không phải là bởi vì bánh nướng mà anh mới chịu đi theo em sao?" Ban đầu cũng là bởi vì bánh nướng anh mới chịu cứu em một mạng. Sau đó, bởi vì em cho anh một túi popping candy. "Anh, anh, đêm hôm đó anh mới đồng ý nói, được." Diệp Oản Oản càng nói càng phiền muộn. Ai có thể nghĩ tới, tình địch của nàng lại sẽ có thể là bánh nướng chứ? Đúng rồi, còn có bánh bao, bánh màn thầu, bánh cao lương, kẹo nổ popping candy. Vẻ mặt của Tư Giả Hàn hơi có chút phức tạp nhìn lấy nàng, em cho là như vậy sao? Diệp Oản Oản chớp mắt một cái, đúng vậy, thật ra thì em còn muốn hỏi anh vì sao, vì sao anh lại thích bánh nướng và popping candy như vậy? Khi đó Thật ra thì em đã hoàn toàn uống say, thật chẳng hiểu sao lại dùng một túi popping candy trao đổi với anh. Mà anh lại chịu, lại chịu ngủ với em rồi. Anh tốt như vậy, lại quá không dành thế sự, cái gì cũng không biết. Em không muốn lừa dối anh, cũng không muốn lợi dụng anh. Hiện tại anh đã tự do, muốn ăn cái gì, làm cái gì cũng được. Nếu như anh thích, một ít thức ăn này, anh muốn mua chỗ nào cũng được. Cũng không phải là thứ đồ hiếm lạ gì ngón tay cầm quân cờ vây màu đen của tư giả hàn thoáng dừng một chút, muốn biết tại sao. Diệp oản oản dùng sức gật đầu một cái, vâng vâng vâng, muốn. Tư giả hàn đặt quân cờ trong tay xuống, ngay sau đó đáp, bởi vì, vô luận là em cho anh bất kỳ cái gì để trao đổi, anh cũng đều sẽ nói, được. Đại não của Diệp oản oản đứng hình, hề. Trường 2067, trạng thái cuồng hóa. Giờ phút này, trong cơn thôi miên, Diệp Oản Oản quả thật cảm thấy ngọt đến dạo rực lòng xuân. Thì ra phong cách nói lời tỏ tình của người nào đó, năm đó cũng đã lắt léo như đồi núi 18 đường cong như thế rồi. Hồi ức như đèn kéo quân hiện ra trong đầu, hơn nữa lần này, tất cả hồi ức đều vô cùng trôi chảy, cũng rất chi tiết. Thậm chí ngay cả một chút chi tiết nho nhỏ cũng cực kỳ cặn kẽ. Có thể thấy đoạn hồi ức này đối với nàng mà nói là vô cùng trọng yếu, được khắc sâu bên trong ký ức. Nói không chừng, lần này có thể khôi phục lại tất cả ký ức đấy nhưng mà ngay tại thời điểm diệp oản oản đang nghĩ như vậy khi nàng lần nữa bước vào võ đạo liên minh đối thoại với ông ngoại trong đầu nàng đột nhiên truyền tới một cơn đau đớn kịch liệt trong hình chỉ có bóng dáng mơ hồ của ông ngoại đung đưa ở trước mặt đoạn đối thoại giữa nàng và ông ngoại không cách nào nghe được nàng càng cố gắng nhớ lại sự đau đớn lập tức càng kịch liệt diệp oản oản mơ hồ biết đoạn ký ức này sợ là một bộ phận được chôn giấu sâu nhất cũng là thứ ban đầu khiến nàng đau đớn đến không muốn sống thậm chí muốn quên hết mọi chuyện trước đây so với hai lần trước thời gian lần thôi miên này kéo dài nhất lúc diệp oản oản tỉnh lại đã là buổi tối hồi ức dài như vậy thật ra thì bất quá cũng chỉ mất hơn nửa ngày a à, nỗi đau đớn như kim đâm trong óc khiến cho đầu diệp oản oản đầy mồ hôi tiếp đó từ trên ghế xoay người bật dậy tỉnh rồi lão viện trưởng sờ tròm dâu nhìn về phía diệp oản oản ở trên ghế vẻ mặt rất là hài lòng lần thôi miên này là lâu nhất nói rõ hiệu quả không tệ diệp oản oản lau mồ hôi vẻ mặt có chút hoảng hốt tựa hồ là vẫn chưa thể hồi phục lại tinh thần từ trong hồi ức một hồi lâu sau mới gật đầu một cái đồng thời cũng có chút tiếc nuối còn tưởng rằng lần này sẽ có thể nhớ lại tất cả chứ nàng còn chưa nhớ lại kỷ niệm về đường đường bảo bối và cả sự kiện khiến nàng để ý nhất kia. Lão viện trưởng chân thành khuyên, tiểu nha đầu, làm người không thể quá tham lam. Nếu như để cho ngươi một lần nhớ ra tất cả mọi chuyện, coi như là tinh thần của ngươi, cũng không chịu nổi. Diệp oản oản xoay mình ngồi dậy, suy nghĩ một chút, có thể nhớ lại quá trình cùng quen biết và yêu mến tư dạ hàn, đã là thu hoạch lớn nhất. Điểm cống hiến này, thật đáng giá. Viện trưởng đại nhân, đa tạ, lần sau tôi lại tới tìm ông. Diệp Oản Oản nói xong, cười hi hi mở miệng trả giá, viện trưởng đại nhân, ngài xem, tôi đều đã sử dụng, dịch vụ của ngài nhiều lần như vậy, có phải là ngài nên giảm giá sao cho tôi hay không? Lão viện trưởng quặng mặt lại, chừng nàng một cái, ta có thể đánh gãy sao chân ngươi thì có. Sao chơi chữ đồng âm khác nghĩa, ra cưa trơ, ra, ghè ché, giảm, một giá vạc ba tui, ra trơ, ba tui, đa rẻ, đánh gãy chân. Khục khục, quấy dày. Diệp Oản Oản thầm rủa một tiếng hẹp hòi, sau đó nhanh chân rời đi. Vận khí của nàng không tệ, lần thôi miên này tương đối thuận lợi. Tư giả dạ hàn bên kia cuối cùng cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, thời khắc này Diệp Oản Oản vẫn còn chưa biết, thế giới bên ngoài đã long trời lở đất. Bảo bảo yêu dấu trong trí nhớ khiến cho nàng dạo lực lòng xuân, như thiếu nữ mới yêu kia, đã hoàn toàn tiến vào trạng thái cuồng hóa. Sơn trang suối nước nóng, Vẻ mặt của tư giả Hàn trong nháy mắt có chút trống rỗng, nàng là Nhiếp Vô Ưu. Khục, vâng, đúng vậy, biểu cảm của cửu ca nhà mình ở đối diện làm cho Lâm Khuyết có chút run lẩy bẩy. Bởi vì trạng thái của tư giả Hàn thời khắc này quá mức đáng sợ, vì vậy cho nên Giang Ly Hận cũng không dám tiếp tục lắm mồm. Cuối cùng, bởi vì quả thực không chịu được khí áp rợn người này, hắn cười ha ha quăng lại một câu xong, bỏ chạy, thật ra thì bị gạt cũng không có gì. Dù có bị xanh biếc cũng không có gì lớn. Chút chuyện nhỏ này, đây chỉ là chút chuyện vặt thôi mà a. À. Này, a à dạ, cậu cũng đừng tự làm khó mình, Chân trời này nơi nào không cỏ thơm. Tạ Thiên Xuyên ho nhẹ một tiếng, thử thăm dò an ủi mấy câu, cũng nhanh chân rời đi. Chương 2068, Đại Ma Vương thức tỉnh. Thấy Giang Ly Hận và Tạ Thiên Xuyên lách người chuồn đi, Lâm Khuyết cũng quả quyết bỏ chạy, không muốn làm con chốt thí. Từ khi tư giả hàn bắt đầu biết được tin tức Diệp Oản Oản chính là nhiếp vô ưu vẫn ngồi yên tại chỗ, từ khi nước trà còn nóng cho tới lúc nguội ngắc nguội ngơ, từ khi ánh bình minh đầu tiên chiếu dọi cho tới tận lúc tà tà bóng ngả về Tây. Giang ly hận, tạ thiên xuyên và cả lâm khuyết ba người núp ở trong góc cách đó không xa, lén lén lút lút nói chuyện. Giang ly hận lắc đầu than thở, hít, thật là bậy quá đi. Không nghĩ tới A à, dạ lại cũng có thể có một ngày khốn khổ vì tình. Tạ Thiên Xuyên có chút lo âu, tôi thấy đả kích mà chuyện này đem lại cho cậu ta, thật giống như có chút lớn. Không biết cậu ta có thể gượng dậy nổi từ cú sốc này hay không. Giang Ly hận gật đầu liên tục, nói đầy chắc chắn, tôi thấy là nhất định sẽ không. Tôi chưa từng thấy a dạ để ý đối với bất kỳ một người phụ nữ nào như vậy cả. Tạ Thiên Xuyên, tôi cũng thấy cạn lời đối với cô nàng đó luôn, đây không phải là đùa bỡn tình cảm người khác sao? Giang Ly hận nhìn chầm chầm bóng lưng cô độc phía xa xa, chật chật chắt lưỡi, A à giả sẽ không phải là sau khi trải qua chuyện này, sẽ tự kỷ rồi đi. Một bên, Lâm Khuyết cũng lo lắng không thôi, lo lắng nói, các người chớ có ở đó mà làm nhảm nữa. Cửu ca thất tình, các người có giỏi thì đi lên an ủi một chút đi. Giang Ly hận, đúng là nên đến an ủi một chút. Cậu ta ngồi yên cả buổi không động đậy, thương tâm biết bao nhiêu ba người đang thương lượng định đi an ủi tâm hồn tổn thương của người nào đó, một chút, vừa lúc đó, tư giả hàn vốn ngồi yên không nhúc nhích cả một buổi chiều, bỗng đột nhiên chậm rãi đứng lên. Trong chớp mắt ngay khi tư giả hàn đứng lên, xoay người, gió đêm từ bên cạnh anh thổi qua. Lâm khuyết, giang ly hận, tạ thiên xuyên đồng thời không tự chủ được dùng mình một cái. Cửu, cửu ca, anh không sao chứ, anh muốn đi đâu, lâm khuyết có chút lắp bắp hỏi dò. Tư giả hàn đảo mắt, khẽ chỉnh lại một chút ống tay áo tây trang màu đen của mình, âm thanh khàn khàn lạnh lạnh, giống như giọt sương cuối mùa thu, nhiếp ra. Lâm khuyết ngẩn người, có chút không kịp phản ứng, đi. Đi nhiếp ra, đi nhiếp ra làm cái gì? Sau khi tư giả hàn chỉnh ống tay áo gọn gàng mới ngẩng đầu lên. Vẻ ôn hòa lãnh đạm vốn có nơi đáy mắt giờ phút này biến thành một màu đỏ ngầu, thật giống như một cơn thủy điều đỏ đang chậm rãi trào dâng, không nhanh không chậm chậm giọng đáp, thông báo Khương Viêm, trong vòng 15 phút đồng hồ, điều động tất cả nhân lực. Ngay cả Giang Ly Hận và Tạ Thiên Xuyên đều bị dọa sợ hết hồn. Lần này sau khi Tư Gia Hàn trở về, tính tình thu liếm lại rất nhiều, giống như biến thành một người khác. Nhưng mà giờ phút này, hắn giống như lại trong nháy mắt biến trở lại thành vị tu la chủ lạnh lẽo tàn khốc năm nào. Lâm Khuyết cũng bị dọa sợ đến choáng váng, đi nhiếp ra. "Điều, điều động tất cả nhân lực đi nhiếp ra." "Cửu ca, anh đây là muốn làm cái gì?" À, à, à trời má, hắn biết ngay chuyện của Diệp Oản Oản lần này sẽ khiến cửu ca giận dữ, nhưng vạn vạn không ngờ tới, sự tình sẽ phát triển tới mức này. Vô luận nhà đầu chết tiệt Diệp Oản Oản kia đáng ghét bao nhiêu, nhưng dầu gì thân phận của nàng bây giờ lại là nhị tiểu thư nhiếp ra, nhiếp vô ưu đấy. Nhiếp ra là dạng tồn tại gì? Đó là thế gia đứng đầu tứ đại gia tộc độc lập châu. Đi gây sự với nhiếp ra, đây tuyệt đối chẳng khác nào đưa mình vào trong thế chiến cả. Không chỉ riêng Lâm Khuyết, Giang Ly Hận và Tạ Thiên Xuyên cũng có chút ngoài ý muốn. Không phải chứ A à, giả, cậu muốn tấn công nhiếp ra. Giang Ly Hận trợn mắt há mồm. Tạ Thiên Xuyên khẽ nhíu mày, A à, giả, cậu tính tâm một chút, chuyện này cần phải thảo luận kỹ hơn. Nhưng mà, không đợi hai người nói xong, tư giả hàn đã cất bước, biến mất ở trong màn đêm. Tạ Thiên Xuyên và Giang Ly Hận hai người đứng đơ tại chỗ, chố mắt nhìn nhau. Đau khổ vì tình không ngừng dậy nổi gì gì, không tồn tại. Bọn họ lại có thể đều quên mất, bản chất của người này đáng sợ bao nhiêu. Chương 2069, người trong nhà đánh người trong nhà. Sau khi Diệp Oản Oản từ chỗ viện trưởng đi ra, liền lập tức chuẩn bị đi tìm Tư Dạ Hàn. Kết quả, thật không ngờ trên đoạn đường từ học viện đi ra, lại nghe được đoạn đối thoại của một đám người ven đường. Ôi chao, gần đây thật đúng là thời buổi rối ren độc lập châu này sợ là sắp thiên hạ đại loạn. Sao lại nói vậy? Các ngươi còn chưa biết, Atula và Nhiếp gia đánh nhau. Miệng nó, Atula và Nhiếp gia đánh nhau, bùng nổ như vậy sao? Thật hay giả vậy, có chuyện gì sao? Diệp Oản Oản vốn chỉ là người đi ngang qua đường, nghe đến đó, thắng gấp xe một cái, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Độc lập châu chính là loạn như thế hôm nay mấy cái thế lực nhìn không vừa mắt liền đánh nhau nhỏ, ngày mai nhìn không vừa mắt liền đánh nhau to. Ngày nào mà chẳng có chiến sự phát sinh, có gì mà phải bàn tán. Không phải chỉ là Atula và nhiếp ra đánh nhau thôi sao? À khoan, Atula, nhiếp ra, trời má, cái gì? Atula và nhiếp ra đánh nhau. Diệp oản oản tỉnh hồn lại, đứng ngẩn tại chỗ, mặt đầy mộng bức. Chuyện này, con miệng nó người đàn ông của mình làm sao lại đánh nhau cùng nhà mình đây không phải là lũ lụt dân ngập miếu long vương người trong nhà đánh người trong nhà sao hơn nữa đường đường con miệng nó còn đang ở nhà đấy chỉ thấy đám học viên lính đánh thuê kia đang quây quanh người bát quái vào giữa hắn tiếp tục mở miệng nói đương nhiên là sự thật đừng quên của sở trường của ta là làm cái gì đây chính là tin tình báo ta trực tiếp nghe được chính là chuyện ngày hôm nay hiện tại toàn bộ nhiếp ra đều đã bị người của Atula bao vây gắt gao. Nhân mã nhiếp ra bên kia, tất cả cũng đều đang trên đường chạy tới. Còn có đoàn lính đánh thuê của nhiếp vô danh, tất cả nhân lực đều đã đến đông đủ, tùy thời sẵn sàng cho một trận đại chiến. Người lính đánh thuê này tựa hồ là tương đối am hiểu dò hỏi tin tức. Thấy hắn nói có đầu có đuôi, tất cả mọi người chung quanh đều tin rồi. Bọn họ túm năm tụm ba chĩa miệng vào, bàn tán loạn cào cào hết cả lên. Con bà nó, đoàn đội thủ hạ của nhiếp vô danh chính là một lũ tên này so với tên khác còn biến thái hơn không sai chứ nhiếp gia cũng không phải là dễ trêu chọc như vậy đâu lại nói nhiếp gia và atula cho tới bây giờ đều là nước sông không phạm nước giếng hai nhà không hề có quen biết gì càng không có dính dáng về lợi ích chỉ cần không có dính dáng về lợi ích loại thế lực đỉnh cấp của độc lập châu giống như atula và nhiếp gia này tuyệt đối sẽ không thể đánh nhau đâu đúng vậy thế lực phổ thông đánh nhau là chuyện thường, nhưng Atula và nhiếp ra là tầng thứ gì? Nếu như bọn họ khai chiến, đó là rút dây động rừng. Độc lập châu sẽ có bao nhiêu thế lực lớn nhỏ bị dính vào? Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của người bên cạnh, học viên đang nói chuyện nhất thời nóng nảy, miệng nó, ta thề, nếu như ta lừa các ngươi, ta liền đập đầu tự tử. Các ngươi đút cứt ta ăn đều được, Atula thật sự đã vây quanh nhiếp ra, đứa nào lừa đảo đứa đó làm con chó, có được không? Nghe lời nói này, mọi người lúc này mới bỏ đi hoài nghi. Chuyện này, xem ra Atula và Nhiếp gia thật sự là đang căng thẳng rồi. Nhưng mà, nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Từ sau khi Atula kéo nhau trở lại, cũng quá kiêu ngạo rồi đi, ngay cả Nhiếp gia cũng dám động. Đây chính là gia độc đứng đầu tứ đại thế gia độc lập châu. Atula cũng không yếu đâu, ta thấy là Nhiếp gia lần này cũng sẽ không dễ dàng đối phó được đâu. Dù không yếu, cũng không thể trêu chọc vào nhiếp gia à nha. Không tính tới lăng gia, nhiếp thẩm kỳ ba nhà có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau. Nhất là nhiếp gia, quan hệ tại độc lập châu cực rắc rối phức tạp. Đừng nói Atula, coi như là võ đạo liên minh công hội, cũng không dám tùy tiện động vào nhiếp gia nữa là. Sự can đảm của Atula kia cũng có phần quá lớn rồi. Nhưng Atula cũng là một trong những thế lực hạch tâm của tội ngục. Đây đúng là long tranh hổ đấu mà chương 2070, não trúng gió gì? Đang êm đang đẹp, rốt cuộc làm sao lại đánh nhau? Diệp Oản Oản tỏ vẻ, nàng cũng rất muốn biết. Giờ phút này, Diệp Oản Oản khẽ nhíu mày, Atula và nhiếp ra khai chiến. Bởi vì sao? Cơ hồ ngay lập tức, trong đầu của Diệp Oản Oản hiện ra hình dáng của một người đàn ông. Nhiếp vô danh, không phải là ông anh ruột không đáng tin cậy cực độ này của mình, lại chạy ra ngoài gây rắc rối chứ. Lần này còn trêu chọc vào Atula. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản suy nghĩ cẩn thận, với cái tính tình bộc phát bốc đồng kia của ông anh nhiếp vô danh mà nói, nếu quả thật cùng tranh tài với Atula, chỉ sợ sẽ lập tức xông vào trụ sở chính Atula, đánh nhau với người của bọn họ. Thù gì oán gì, nhiếp vô danh cơ hồ cũng sẽ giải quyết tại chỗ, không có khả năng sẽ để chuyện kéo dài, còn liên lụy đến toàn bộ nhiếp ra. Lần này Atula quá thiếu lý trí rồi. Chọc vào ai không tốt, nhất định phải trêu chọc nhiếp ra Không sai, trong tứ đại thế gia, không thể trêu chọc vào nhất chính là thẩm gia tiếp đó là nhiếp ra Đặc biệt, nhiếp ra còn có một vị gọi là nhiếp vô danh Nhiếp vô danh năm đó, chính là nổi danh ngang hàng với cầu tạp trùng Tương truyền, toàn bộ độc lập châu, chỉ có đại công tử nhiếp gia mới có thể đánh một trận cùng cầu tạp trùng A Tu là tại sao phải trêu vào người như vậy? Đúng vậy đại công tử nhiếp gia đã từng được ca tụng là đánh khắp độc lập châu không địch thủ đó cũng là quá khứ mà thôi hiện tại đại công tử nhiếp gia cả ngày hết ăn lại uống tiếc tiền như mạng ta thấy là nhiếp gia sắp sửa bị tiêu diệt rồi hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ôm lấy một chút tiền tài của nhiếp gia bỏ chạy mà thôi diệp oàn oản nhìn về phía mọi người trong lúc nhất thời đầu to như cái đấu bọn họ có phải là có hiểu lầm đối với nhiếp vô danh rồi hay không bọn họ thật sự hiểu rõ nhiếp vô danh sao. Ông anh ruột của mình mạnh thì có mạnh, nhưng chỉ là não không tốt, ngu ngốc muốn chết, còn trông cậy vào nhiếp vô danh giúp chân uy cho nhiếp ra. Nếu vậy phỏng trừng nhiếp ra sớm hỏng mất. Rất nhanh, Diệp Oản Oản hướng về phía trước đi tới. Vị bạn học này, những gì anh mới vừa nói là sự thật. Thông tin chuẩn xác không? Diệp Oản Oản chợt mang theo gương mặt to, trang điểm xấu xí của mình lại gần, dọa cho anh chàng lính đánh thuê kia giật cả mình. Ngay sau đó, hắn liền nhận ra được người nổi tiếng của học viện lính đánh thuê xích diễm gần đây, Diệp Oản Oản. Là cô à, tin tức này đương nhiên là chuẩn xác, huống chi chuyện này huyên náo lớn như vậy, giấu cũng không giấu được. Rất nhanh khẳng định mọi người đều sẽ biết cả thôi. Nghe thấy lời của gã ta khẳng định chắc chắn như vậy, nhưng dù sao nàng cũng đều không thể tin tưởng rằng tư giả hàn lại sẽ đánh nhau với nhiếp gia. Diệp Oản Oản nghĩ tới nghĩ lui, cũng không hiểu, não tư giả hàn bị trúng gió gì. Này, còn chưa xuất giá đâu đấy, sao lại làm càn với, nhà chồng của mình như vậy hả? Lúc này, Diệp Oản Oản gọi điện thoại cho nhiếp vô danh. Dịch vụ làm nhiệm vụ thuê xin kính chào quý khách, thuê nhiệm vụ cao cấp, nhấn phím 1. Những nhiệm vụ khác, xin nhấn phím 2. Thuê nhiếp vô danh tự mình làm nhiệm vụ, tiền thuê gấp bội. Thuê tổ đội dưới cờ nhiếp vô danh, Tiền thuê cũng gấp bội. Không có tiền, xin mời cúp điện thoại, cảm ơn quý khách đã hợp tác. Diệp oản oản, cái này, đệt, chuông điện thoại kiểu miệng gì vậy? Đợi cả nửa ngày, nhiếp vô danh cũng không hề nghe điện thoại. Thật sự là chịu không nổi tiếng chuông quỷ này, diệp oản oản cũng đành phải thôi. Cùng lúc đó, nhiếp ra. Ngoài cửa tối om om, nhân thủ của Atula đã vây đầy, đang cùng hộ vệ nhiếp ra khẩn trương triển khai thế trận chàng trai đứng nhiếp ra ngoài cửa, phảng phất như dung hợp lại làm một cùng với bóng đêm. Dưới ánh mắt lạnh giá thấu xương kia, như ẩn chứa một bản năng dã thú không cách nào ức chế nổi. Tựa như mong muốn cắn nuốt hết thảy mọi thứ, bỏ vào trong bụng, nghiền nát thành mảnh vụn. Giờ phút này, các cường giả thường ngày canh giữ ở nhiếp ra dối rít âm thầm xuất hiện. Mười mấy vị lão giả dâu tóc bạc trắng không biết từ chỗ nào đi ra, đứng ở trước cửa nhiếp ra chương 2071, nàng chỉ có thể là của anh. Những lão giả này, nhìn như tuổi tác không nhỏ, nhưng tinh khí thần lại khiến cho kẻ khác kinh ngạc, khí tức vạn phần hữu lực. Tiểu bối, rời khỏi nơi này. Một vị lão giả trong số đó, ánh mắt lãnh đạm rơi vào trên người tư giả hàn. Thanh âm ông ta không lớn, nhưng lại khiến cho màng nhĩ người khác hơi có chút đau nhói. Cút! Một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị, đứng ở bên cạnh tư giả hàn, chậm rãi mở miệng quát. Đó là, một trong tứ đại tu la của A tu la thiên tu la. Trung quanh nhiếp ra, không ít thế lực nghe tin đã tìm đến. Thời điểm nhìn thấy người đàn ông trung niên vừa lên tiếng, sững sờ cả người. Mọi người đều biết, thế lực kỳ hoàng có bát đại thần, thế lực A tu có tứ đại tu la. Bát đại thần của thế lực kỳ hoàng đại biểu cho sức chiến đấu cao nhất. Mà tứ đại tu la của A tu cũng giống như thế, đại biểu cho chiến lược cao cấp nhất của Atula. Hơn nữa, tứ đại tu la thập phần thần bí, thường ngày rất ít hoạt động ở bên ngoài. Chỉ có những khi Atula phát động chiến sự đỉnh cấp chân chính, tứ đại tu la mới sẽ xuất hiện. Còn bà nó, tứ đại tu la của Atula xuất động. Con miệng nó, nào chỉ là tứ đại tu la của Atula? Mấy lão già kia, chính là nội các trưởng lão của nhiếp gia, chiến lược hàng đầu chân chính của họ ngay cả đại công tử nhiếp ra có sức chiến đấu cường đại biến thái như thế đều phải gọi bọn họ một tiếng lão sư rất nhanh càng ngày càng nhiều thế lực được điều động tứ đại thế gia có thêm hai chỗ khác đến là thẩm gia và kỷ gia thẩm gia đại công tử nhìn về phía trước lại nhìn chung quanh hướng về mấy vị trưởng lão trong nhà hỏi chuyện này có thể sử dụng tiền để giải quyết sao nghe tiếng một vị trưởng lão thẩm gia trong đó sau một hồi trầm tư lắc đầu nói, sợ rằng không thể. Nhiếp gia đã điều động đến nội các trưởng lão, Patula điều động tứ đại tu la, cũng tương đương với hai thế lực lớn này phát động chiến sự đỉnh cấp, quy mô cao nhất. Sợ rằng dùng tiền cũng không dễ giải quyết. Thẩm gia đại công tử sửng sốt một chút, mẹ kiếp, vậy chúng ta tới làm gì? Thẩm gia chúng ta, trừ tiền ra, thì không có gì cả. Mà phía kỷ gia, cũng tới phần lớn nhân mã, nhưng chỉ có thể quanh quẩn ở phía bên ngoài, trước mắt cũng không hề có dự định xuất động như là đang quan sát tình thế trong tứ đại gia tộc nhiếp gia và kỳ gia có quan hệ tốt nhất cơ hồ đạt tới trình độ tuy hai mà một nhiếp gia phát động chiến sự quy mô cao nhất kỷ gia đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến vào giờ phút này trên trán tư dạ hàn hiện ra một làn vân xanh mí mắt trũng xuống một vết hẳn sâu hóm anh dốc toàn lực tin tưởng nàng lại không nghĩ rằng cuối cùng thứ anh nhận được lại là như thế nàng rốt cục vẫn sẽ khôi phục lại ký ức, cũng trở về thân phận vốn có. Thậm chí, tìm lại được đứa con nàng sinh cùng với kỳ tu nhiễm. Chỉ còn lại mình anh, một mình anh nâng niu trân trọng những hồi ức quý báu kia, một mình anh bị vứt bỏ cô độc trong xó sinh. Anh từng nói, từng nói, chỉ có thể là nàng. Nàng chỉ có thể là của anh. Nàng xúc phạm tới ranh giới cuối cùng của anh, đem dòng suy nghĩ của anh ném vào vực sâu thăm thẳng, nghiền nát một tia lý trí cuối cùng của anh ziết thanh âm tư giả hàn khàn khàn trầm thấp phảng phất như dã thú nguyên thủy gào thét làm cho người người kinh hãi run sợ thời khắc này tư giả hàn đã không còn sót lại chút lý trí nào để đàm phán khẩu khí thật là lớn bỗng nhiên trong lúc đó nhiếp gia chủ và nhiếp phu nhân dẫn đầu chậm rãi đi ra bên ngoài nhiếp gia nhiếp vô danh và phong huyền diệt nhất chi hoa băng sơn tử quỷ tiểu điềm điềm năm người đứng ở sau lưng hai người ai dám trêu chọc nhiếp ra. Trong lúc nói chuyện, nhóm lớn thành viên không sợ Minh đã tìm đến. Lấy mấy vị trưởng lão không sợ Minh cầm đầu, vô số đường chủ và các cao tầng toàn bộ đều đến đủ. Nói đùa sao, chủ của không sợ Minh bọn họ là tiểu thư nhiếp ra. Cái đám Atula này chiến với nhiếp ra, đây có khác nào khiêu chiến với không sợ Minh bọn họ chứ? Lại nói, bắp đùi nhiếp ra quá lớn, bọn họ cũng không sợ đắc tội với Atula chương 2072, làm cho người ta phát bực. Tu La chủ mặc một thân đồ tây màu đen, lạnh lùng đảo qua mọi người, phảng phất như bạo chúa khí thế ngút trời, làm cho người ta không dám đến gần. Bên cạnh Tư giả Hàn là tứ đại Tu La cực kỳ thần bí của Atula. Ở sau lưng tứ đại Tu La chính là Lâm Khuyết và Khương Viêm, cùng với đông đảo cao thủ Atula. Mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ, hai đại thế lực hạch tâm khác của tội ngục, thiên hận và đồ môn cũng ở phụ cận. Một vị cao tầng của kỳ gia thấp giọng phân phó. Lập tức, sắc mặt của nhiếp gia chủ và phu nhân đều trở nên cực kỳ khó coi, khắp nơi tràn đầy mùi thuốc súng nồng nặc, cứ như thể một lời không hợp liền muốn huyết tẩy tại chỗ. Chính là một cuộc đại chiến tiềm tàng, đụng vào một cái sẽ nổ tung. Nhiếp gia chủ liên tục cười lạnh, ô, tu la chủ thật đúng là tài giỏi, nhân lực thật đông, lại dám dở đến trên đầu của nhiếp gia ta so với nhiếp gia chủ nhiếp phu nhân có vẻ hơi tỉnh táo hơn một chút không hiểu tại sao bà nhìn cái vị tu la chủ này luôn cảm thấy có chỗ nào đó quen mắt nhiếp phu nhân mở miệng nói tu la chủ rầm rầm rộ rộ như vậy xông vào nhiếp gia ta đòi người không biết rốt cuộc có chuyện gì muốn làm nếu như hôm nay không đưa ra được một lý do hợp lý coi như là a à, tu la cũng chưa chắc có thể hoàn hảo không hao tổn đi ra ngoài mang người giao cho ta trong mắt Tư Dạ Hàn tràn đầy tia máu, thanh âm khàn khàn trầm thấp như như một cơn ác mộng. người đang nói đùa sao? đến Nhiếp gia ta đòi người. Nhiếp gia chủ nghiêm nghị quát lên. cái gã Tu La chủ này hung thần ác sát tìm tới cửa, mở miệng ra một cái liền muốn đòi người, thật sự là quá kiêu ngạo. Nhiếp gia chủ mẫu thì lại nhìn về phía Tư Dạ Hàn, thoáng nghi hoặc một chút, giao người. là ai? Nhiếp phu nhân vừa nói, vừa hướng về con trai nhà mình ở sau lưng nhìn một cái sẽ không phải là tên tiểu tử này lại gây họa gì ở bên ngoài. Nhiếp Vô Danh vừa nhìn thấy ánh mắt mẹ ruột liền biết ngay bà đang suy nghĩ gì, nhất thời mặt đầy mộng bức mở miệng nói, không có liên quan đến con, có được hay không? Nhìn con làm gì chứ? Gần đây con không hề ra ngoài làm ăn gì, cả ngày đều ở nhà, thậm chí còn chưa hề bước ra khỏi cửa chính. Chuyện này cũng có thể đẩy lên người con sao? Chuyện tốt hoàn toàn không có phần của con, chuyện xấu toàn bộ đều bắt con đội bô là sao? quá đáng lắm lắm luôn. Nhiếp gia chủ hạ thấp giọng, tức giận quát: nếu như có liên quan tới ngươi, lần này lão tử liền một cước đạp bay ngươi ra khỏi nhà. Đáy mắt Tư dạ Hàn không có lấy một tí nhiệt độ, sự cáo kỉnh che giấu bên trong giường như bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho anh mất khống chế. Anh đối mặt với Nhiếp gia chủ và phu nhân, thanh âm lạnh như băng. Nhiếp vô ưu. Trong nháy mắt khi Tư giả Hàn dứt tiếng, Nhiếp gia chủ và Nhiếp phu nhân hai người đều ngẩn ra nhiếp phu nhân, vô yêu. Nhiếp vô danh nhất thời nhảy cỡn lên nói, xem đi, xem đi. Con đã nói không phải là con rồi mà, con gái ngoan của hai người làm chuyện tốt. Sắc mặt nhiếp gia chủ âm trầm như nước, tu la chủ, nhiếp gia chúng ta và a tu la ngươi luôn luôn nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay ngươi đến cửa khiêu khích, còn khẩu suất cuồng ngôn, đòi động vào con gái ta, hơi bị quá mức cuồng vọng. Nhiếp phu nhân cũng lập tức cùng chung mối thủ nói, ngươi cho rằng nhiếp gia chúng ta là nơi nào? Người của nhiếp gia ta, người tùy tiện thích mang đi là mang đi sao? Nhiếp vô yêu, giao cho ta, các ngươi sống. Không giao, chết, tư giả hàn ánh mắt lạnh giá thấu xương, quét qua toàn trường, khiến cho người ta không rét mà run, cứ như là một con rắn độc đang ngủ đông vậy. Nghe đến đây, bắt đầu tiến tới bên cạnh thất tinh và tam trưởng lão, ghé vào tai nói, xong. Xong rồi đã sớm khuyên phong tỷ không nên trêu chọc vào tu la chủ rồi mà. Lần này thì hay rồi, cuối cùng cũng làm cho người ta phát bực rồi. Tam trưởng lão thoáng yêu tư trong lòng, cũng còn may. Còn may là có nhiếp ra làm chỗ dựa, bằng không thì nhất định là chết chắc rồi. Sắc mặt thất tinh ngưng trọng, Atula và tội ngục có quan hệ mật thiết. Nếu như là tội ngục cũng ra tay. chương 2073, giao người ngưng chiến, không giao huyết tẩy người đàn ông đứng ở đằng xa thật giống như một khối hàn băng vạn năm không tan tạo nên một áp lực vô hình khiến người khác có chút sợ hết hồn hết vía a tu la thanh danh vang dội là một trong những thế lực hạch tâm của tội ngục tu la chủ tại độc lập châu lại là người mà không ai không biết nhưng mà ngày hôm nay hắn lại giống như ác ma từ tu la địa ngục bỏ ra thực sự khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu ngày thường mặc dù a tu la danh tiếng cực lớn là thế lực có tính chất tương tự như không sợ minh, nhưng Atula lại khác biệt, rất ít đi gây rắc rối. Ta lặp lại lần nữa. Lúc này, thanh âm lạnh giá thấu xương, không pha lẫn chút tình cảm con người nào, từ trong miệng của người đàn ông nọ phát ra. Nhiếp gia chủ lạnh lùng nhìn tư dạ hàn, lạnh giọng cười nói, tu la chủ, không thể không nói, người tại độc lập châu, đích xác có thực lực rất mạnh mẽ. Nhưng, sợ rằng ngươi đã hiểu lầm một ít chuyện. Ồ, nghe tiếng, Ánh mắt tư giả hàn lạnh nhạt rơi vào trên người nhiếp gia chủ, ví như. Ví như, nơi này là nhiếp gia, không phải là chỗ Atula người muốn làm gì thì làm. Nhiếp gia chủ cười lạnh. Còn chưa bao giờ có bất kỳ thế lực nào, dám can đảm dùng tư thái như này, thái độ như này, chạy đến nhiếp gia đòi người. Huống chi, lại còn là con gái rượu của ông. Đừng nói chỉ là một cái Atula, coi như là hôm nay tam đại thế lực hạch tâm của tội ngục tới đông đủ bọn họ cũng đừng hòng mong mang đi được bất cứ người nào từ nhiếp ra. Không giao phải không? Tư giả hàn càng nói càng lạnh lùng, thật giống như người đàn ông trước mắt này, cũng không phải là nhân loại, mà là một con dã thú làm việc chỉ theo sở thích và bản năng nguyên thủy của mình, nhìn mà phát sợ. Ha ha, tu la chủ, hôm nay, đừng nói người muốn mang đi con gái của ta, dù chỉ là một con mèo, một con chó của nhiếp gia ta, sợ rằng ngươi cũng không mang đi được. Nhiếp chủ mẫu nhìn về phía tư dạ hàn, Gương mặt dần dần lạnh xuống. Nhiếp chủ mẫu vốn cho rằng, cái gã Tu La chủ này có phải là có hiểu lầm gì đó với Nhiếp ra bọn họ hay không. Nhưng bây giờ xem ra, dường như cũng không phải là như thế. Nếu như là một số người không quan trọng, quả thật trêu chọc đến A Tu La, bí mật thương lượng, cấp đủ thể diện cho song phương, giao người này ra là được. Nhưng A Tu La lại khua chiêng gióng trống bao vây Nhiếp ra bọn họ, ở ngay trước mặt toàn bộ Độc Lập Châu. Chuyện đến nước này đừng nói chi là người không quan trọng coi như là một con chó con mèo của nhiếp ra, a à, tu la cũng đừng hòng mang đi khích huyên náo lớn như vậy làm gì chứ gọi vô ưu trở về nhìn một chút xem thử có phải là có hiểu lầm gì đó hay không không được sao lúc này nhiếp vô danh mở miệng cười nói nghe câu này nhiếp chủ mẫu và gia chủ đồng thời hung ác trợn mắt lườm nhiếp vô danh một cái nhìn con làm gì vạn nhất có hiểu lầm thì sao nhiếp vô danh lẩm bẩm trong miệng vậy không có hiểu lầm thì nên như thế nào đây một bên thần hư đạo nhân nhìn về phía nhiếp vô danh mặt đầy hiếu kỳ chuyện đó không có hiểu lầm vậy chỉ có thể tính là a tu la xui xẻo nhiếp vô danh mặt đầy nghiêm túc đáp nói vớ va vớ vẩn người đàn ông trung niên đứng ở bên cạnh tư dạ hàn quát lạnh một tiếng giao người ngưng chiến không giao huyết tẩy còn không đợi nhiếp gia chủ mở miệng nói gì đường đường lại từ trong nhà chậm rãi bước ra ngoài tiểu tổ tông con lại chạy ra ngoài làm gì nhìn thấy đường đường nhiếp vô danh vội vàng đi tới bên cạnh cậu bé trở về trở về đừng làm loạn cho cậu không thấy cậu chuẩn bị đánh nhau sao cậu tránh ra đường đường nhìn nhiếp vô danh một cái cơ hồ theo bản năng nhiếp vô danh thụt lùi sang một bên bất quá rất nhanh liền phản ứng lại mình là cậu của cái vị tiểu tổ tông này tại sao phải nghe lời hắn có phải là nên ngược lại hay không? Chương 2074, ta không phải là cha ngươi. Ngươi muốn bắt mẹ ta. Vào giờ phút này, thân hình nho nhỏ của Đường Đường đứng ở ngay phía trước Nhiếp ra. Một đôi mắt băng hàn lạnh giá thấu xương giống Tư Giả Hàn Như đúc, nhìn về phía anh ta. Nhiều nhất chỉ trong thời gian mấy hơi thở, ánh mắt của Đường Đường và Tư Giả Hàn va chạm cùng một chỗ, bốn mắt nhìn nhau. Coi như ngươi là cha ta, dám khi dễ mẹ ta? cũng không có bất kỳ chỗ nào để thương lượng. Đường đường nhìn chằm chằm tư dạ hàn, trong giọng nói không hề mang theo một chút tình cảm nào. Đường đường, không được kêu loạn, ai là cha của con? Nhiếp gia chủ nhìn về phía đường đường, chân mày hơi hơi nhíu lại. Tư dạ hàn nhìn đường đường cách đó không xa, trong mắt hiện ra một chút tâm tình phức tạp pha lẫn quấn quyết, nhưng cuối cùng, hai cỗ tâm tình này liền hóa thành hung ác ta, không phải là cha ngươi. Quả thực, đây đúng là con trai ruột của nhiếp vô ưu nhưng lại là con của kỳ tu nhiễm không phải là của anh nhiếp vô ưu ở đâu lúc này tư dạ hàn đã hoàn toàn chạm tới biên giới bùng nổ con dã thú khát máu bị chấn áp trong lòng thật giống như cũng không còn cách nào để khắc chế từ lúc đường đường xuất hiện con dã thú kia phát ra tiếng gào thét làm cho người người sợ hãi như muốn nghiền nát tất cả thành cát bụi con bà nó tu la chủ người không lầm chứ nhiếp gia là thế gia đứng đầu tứ đại thế gia độc lập châu, người tới bao vây nhiếp gia không nói, còn muốn nhiếp gia giao ra nhiếp vô ưu Nhiếp vô ưu chính là vị hôn thê của kỳ tu nhiễm, A à tu là người muốn cùng một lúc đắc tội bao nhiêu thế lực đây. Bỗng nhiên, thẩm gia đại công tử đang đứng ở xa xa hóng hớt, há miệng kêu vang. Chỉ bất quá, một tiếng kêu vang này của thẩm gia đại công tử lại khiến cho tư giả hàn hoàn toàn đánh mất lý trí. Vị hôn thê, người đàn ông nọ ngẩng đầu lên một đôi mắt phản vện tiêm máu đã là lệ khí ngút trời giết thời khắc này tư dạ hàn nghiêm nghị quát lên một tiếng mà tư dạ hàn vừa dứt tiếng tất cả mọi người a à tu la theo sau tứ đại tu la đồng thời lao lên phóng thẳng về phía nhiếp gia hư không biết điều thấy vậy nhiếp gia chủ cũng hừ lạnh một tiếng tay phải phất lên truyền đạt chỉ thị khai chiến gần như trong nháy mắt khu vực đông nghìn nghịt người này hóa thành chiến trường Tu La. Nhiếp gia và thế lực Atula đánh nhau cùng một chỗ. Xa xa, kỳ ra mắt thấy hai phe rốt cuộc chiến đấu, lập tức dẫn người hướng về phía trước phóng tới. Chỉ bất quá, lại bị người của thiên hận và đồ môn cản lại. Diệp Oản Oản hỏa tốc tẩy trang, mới vừa lái xe chạy tới nhiếp ra, đã thấy tình cảnh này. Cơ hồ không do dự, Diệp Oản Oản lái xe lao thẳng vào trong đám người nhìn thấy có xe húc thẳng vào, nhân mã hai phe theo bản năng hướng về bốn phía né tránh. Đang vô duyên vô cớ bị xe đụng vào, cũng không phải là trải nghiệm thú vị gì. Vào giờ phút này, ánh mắt của mọi người ở đây, bị chiếc xe con bỗng nhiên vọt vào hấp dẫn, cơ hồ toàn bộ đều quay mặt về phía xe con nhìn lại. Ai vậy, muốn chết à? Con bà nó, Atula và nhiếp ra đều ở đây, lái xe đi vào trong. Mới vừa rồi thật giống như tông phải hai người rồi đi rất nhanh cửa buồng lái mở ra diệp oản oản chậm rãi từ trong xe đi ra sau khi thấy rõ khuôn mặt của cô gái mọi người tại đây đều thoáng sửng sốt phong tỷ bắt đầu hướng về diệp oản oản quan sát khẽ hô một tiếng lại là bạch phong không đúng là diệp oản oản cũng không đúng rốt cuộc nên gọi thế nào đây không sợ minh chủ bạch phong cũng là nhiếp vội yêu của nhiếp gia thân phận này quá nhiều không biết nên xưng hô như thế nào. Sau khi đi xuống xe, nhiếp vô ưu hướng về bốn phía quan sát. Cách đó không xa, một vị thành viên nhiếp ra và một vị thành viên Atula đang lăn lộn trên mặt đất, trên người tràn đầy bụi bặm. Dường như mới vừa rồi chính mình không cẩn thận, đã dùng đuôi xe hất văng bọn họ ra. Chỉ bất quá, chính mình cũng không phải là cố ý. chương 2075, anh bị mù sao? Vô ưu tiểu thư, Cô tông người của Atula thì thôi, nhưng tôi là người của Nhiếp gia. Cô, cô, tại sao ngay cả tôi cô cũng tông vậy? Rất nhanh, thành viên Nhiếp gia bị đuôi xe Diệp Oản Oản quét bay, khập khỉnh đứng dậy, nhìn về phía Diệp Oản Oản, mặt đầy ủy khuất. Sạc, thân sắc Diệp Oản Oản hơi có chút lúng túng, bất kỳ người nào nàng cũng không muốn đụng phải có được hay không? Xe đến còn không né, bị đụng sao lại trách nàng rồi?" Vào giờ phút này, nhìn thấy Diệp Oản Oản hiện thân, mọi người tại đây thần sắc quái dị. Đám người Atula này thanh thế lớn như vậy, hôm nay chính là tới bắt nàng. Không một ai ngờ được, nhiếp vô yêu lại sẽ có thể ở trong lúc nhiếp ra và Atula khai chiến, chợt hiện thân. Mẹ! Nhìn thấy Diệp Oản Oản xuất hiện, con người đen nhánh của đường đường hiện ra một tia sáng lấp lánh. Trong nháy mắt, cậu bé chạy tới bên người Diệp Oản Oản, ôm lấy bắp chân của nàng. Đường đường ngoan ngoãn, mẹ tới rồi. Diệp Oản Oản nhìn ngắm tiểu bảo bối của mình, chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đều đã nhanh hòa tan. Vô yêu, mau tới đây. Giờ phút này, nhiếp gia chủ lập tức hướng về Diệp Oản Hoàn gọi. Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Oản Oản nhìn về phía nhiếp gia chủ, mặt đầy mộng bức. Xảy ra chuyện gì? Bị Diệp Oản Oản hỏi một câu như vậy, vẻ mộng bức nhiếp gia chủ lộ ra, so với Diệp Oản Oản còn nhiều hơn làm sao ông biết được chuyện gì đang xảy ra chứ cái gã tu la chủ này chính là vì con gái ông mà tới trước đó nhiếp gia chủ cho rằng chắc là con gái bảo bối của mình ở bên ngoài trêu chọc Atula. nhưng bây giờ nhiếp vô ưu lại hỏi ông đã xảy ra chuyện gì còn không đợi nhiếp gia chủ mở miệng diệp oản oản xoay người nhìn về phía tư giả hàn anh bị điên rồi nhiếp gia là nhà của nàng nhiếp gia chủ và chủ mẫu là cha mẹ nàng đường đường lại còn là con trai ruột của chính nàng và tư dạ hàn. Tư dạ hàn muốn làm cái gì, thật sự tấn công nhiếp ra. Não của anh ta có phải là bị úng giấm rồi hay không? Nghĩ gì vậy hả? Tư giả hàn đầu tiên là nhìn Diệp Oản Oản một cái, chợt lại hướng về đường đường trong ngực Diệp Oản Oản quan sát. Chỉ một cái nhìn, đã khiến cho lệ khí trên người tư giả hàn càng đáng sợ hơn, thật giống như muốn đem toàn bộ Diệp Oản Oản ăn tươi nuốt sống. Diệp Oản Oản cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại ánh mắt này của Tư Dạ Hàn, quả thực sợ hết hồn. Anh chàng này rốt cuộc đang nổi cơn thần kinh gì vậy? Dẫn nàng mang đi. Tư Dạ Hàn mở miệng nói. Anh đã cho nàng cơ hội, vô số lần. Anh từng nói, bọn họ không thích hợp, trong nội tâm nàng vẫn có người đàn ông kia. Nhưng nàng lại lên tiếng phủ nhận, nhưng mà kết quả. Nếu đã muốn xuống địa ngục, vậy thì tất cả mọi người cùng nhau, toàn bộ đều xuống địa ngục. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn Tư Dạ Hàn, hơi có chút cạn lời. Muốn dẫn mình đi, gọi điện thoại là được rồi. Lại còn phải phất cờ gióng chống như thế, chạy tới nhiếp ra cướp người. Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Dạ Hàn, chân mày hơi hơi nhíu lại. Rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ bởi vì chính mình là nhiếp vô yêu, là vị hôn thê của kỳ tu nhiễm, hay là vì cho rằng đường đường là con trai của kỳ tu nhiễm? Quả thật là buồn cười đường đường có chỗ nào giống như kỳ tu nhiễm rồi hả? Mắt anh bị mù sao, không nhìn ra đường đường là con của mình. Lúc này, một vị tu la cầm đầu, đang định tiến lên bắt lấy Diệp Oản Oản và đường đường. Tiểu bối, càn rỡ. Thấy vậy, một vị nội các trưởng lão nhiếp ra, trong nháy mắt lướt lên. Chỉ bất quá, nội các trưởng lão nhiếp ra lại chậm một bước, nhiếp gia chủ đã tới bên cạnh Diệp Oản Oản, một trưởng đánh ra, bước lui gã tu la nọ cha, đừng đánh. Diệp Oản Oản nhìn về phía nhiếp gia chủ ở bên cạnh đang che chở cho mình, lên tiếng nói. Vô yêu, không cần phải lo lắng. Hôm nay chớ nói chi là Atula, coi như là thiên hoàng lão tử tới, cũng không mang được con đi. Nhiếp gia chủ quay đầu nhìn Diệp Oản Oản một cái, lên tiếng trấn an. Diệp Oản Oản chương 2076, người đàn ông não ôm giấm. Nàng thật sự không sợ tư giả hàn mang nàng đi chẳng qua là trạng thái bây giờ của tư dạ hàn có chút vấn đề. Em gái, làm sao em lại trêu chọc Atula rồi vậy hả? Em xem người ta bị chọc tức thế này cơ mà, bất quá, coi như trêu chọc Atula cũng không thành vấn đề. Hôm nay, cha mẹ và anh sẽ làm chủ cho em. Nếu như em cảm thấy không đủ khí thế, quả thực không ổn, anh sẽ gọi nhóm lính đánh thuê thủ hạ của anh qua. Tiền của anh có thể miễn phí, nhưng, những lính đánh thuê kia phải trả tiền nhiếp vô danh đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, thấp giọng nói, rất sợ nhiếp chủ mẫu và gia chủ nghe thấy. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lườm nhiếp vô danh một cái. Thật đúng là anh ruột, giờ phút này đã là lúc sống còn rồi, vậy mà lại còn có thể tới đây có kẻ đòi tiền mình. Mẹ, đừng sợ, con sẽ không để cho người đàn ông này mang mẹ đi. Đường đường lạnh lùng nhìn tư giả hàn một cái. Ánh mắt tư giả hàn nhìn đường đường, và ánh mắt đường đường nhìn tư giả hàn có chút đáng sợ như nhau. Nhìn thấy hai cha con ruột này đối chọi gay gắt, Diệp Oản Oản hoàn toàn không biết nói gì. Chẳng lẽ Tư Dạ Hàn thật sự xem đường đường như là con trai của kỳ tu nhiễm rồi hả? Rốt cuộc giống chỗ nào chứ? Diệp Oản Oản, con trai, đây chính là cha ruột con. Tư Dạ Hàn, rốt cuộc anh quậy đủ chưa vậy? Nghe tiếng, ánh mắt giá rét thấu xương của Tư Dạ Hàn, chậm rãi rơi vào trên người Diệp Oản Oản, chủ động đi theo anh, hoặc tất cả mọi người đều sẽ bởi vì em mà chết, chọn. Tư giả hàn ánh mắt kinh người, Diệp Oản Oản chưa từng bao giờ thấy anh như vậy. Hiện tại, tư giả hàn đúng là khiến cho nàng cảm thấy có chút xa lạ. Nhưng dù cho là như thế, Diệp Oản Oản vẫn đúng là bị tư giả hàn chọc cho phì cười rồi. Một người đàn ông não bị úng giấm, không thể nói lý. Rõ ràng là thông minh như vậy, làm sao đến lúc này nha, thậm chí ngay cả một chuyện rõ ràng như vậy đều suy đoán không ra. Chết cái đầu anh chứ chết, lập tức nói xin lỗi cha mẹ em ngay." Diệp Oản Oản cau mày nói. Giờ phút này, mọi người tại đây có chút quỷ dị nhìn về phía Diệp Oản Oản. Cái vị vô ưu tiểu thư của Nhiếp gia này, não không có vấn đề chứ? A Tu La tới vây quét Nhiếp gia, hiện tại Nhiếp vô ưu lại ra lệnh cho Tu La chủ nói xin lỗi Nhiếp gia. Tạm thời khoan bàn đến tột cùng là có hiểu lầm gì hay không, dù cho là có, A Tu La cũng không có khả năng sẽ nhận sai chỉ có thể tiếp tục đánh tới cùng. Giờ phút này, toàn thể mọi người Atula à cười to không dứt Nhất là bốn vị tứ đại tu la, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Lâm Khuyết nhìn Diệp Oản Oản một cái, bất đắc dĩ thở dài. Cái cô nàng Diệp Oản Oản này, đến bây giờ còn không hiểu rõ tình hình lúc này. Cửu ca nhà mình, Lâm Khuyết cũng có thể lý giải được phần nào. Anh ta thậm chí có thể chịu đựng được việc, Diệp Oản Oản là vị hôn thê của kỳ tu nhiễm. Nhưng chỉ có một điểm, không cách nào nhịn được việc Diệp Oản Oản và Kỳ Tu Nhiễm có một đứa con. Đứa bé này đối với Tư Giả Hàn mà nói, đã không thuộc về đường danh giới cuối cùng, là nguồn gốc của tội lỗi. Đứa bé này coi như là đã bác bỏ hết thảy mọi thứ giữa anh và nàng. Nói xin lỗi sao? Tư Giả Hàn lạnh lùng nhìn về phía Diệp Oản Oản, có khả năng em có hiểu lầm gì đó. Diệp Oản Oản, hiểu lầm cái đầu anh, cái tên đại ngốc này. Mẹ Người đàn ông này, đáng chết. Đường đường nhìn Diệp Oản Oản, lên tiếng sỏ tiền mẹ. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản cau mày nói, đường đường, chớ nói nhảm. Con không nói nhảm mà. Người đàn ông này, muốn tấn công nhiếp ra, cướp mẹ đi. Đường đường lắc đầu một cái. Ông ấy là cha con. Diệp Oản Oản thở dài, bất đắc dĩ nói. Trước kia là vậy, bây giờ thì không phải. Đường đường lường tư dạ hàn một cái. Hư. Anh không phải là cha của nó. Bỗng nhiên, tư dạ hàn góp lời. Vào giờ phút này, tất cả mọi người mặt đầy mộng bức. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm cha ta, người xứng sao? Đường đường nhìn tư dạ hàn nói. Đường đường, chớ nói nhảm, ông ấy là cha của con. Diệp oản oản mặt đầy yêu sầu. Kiểu lầm kia, tựa hồ có chút quá lớn. Lặp lại lần nữa, anh không phải là cha của nó trên trán tư dạ hàn hiện ra một đường gân xanh, trong mắt bị tia máu phủ đầy. chương 2077, nhiếp đường tiêu là con trai ruột của ngài. Chê cười, Diệp Oản Oản nhất thời tức giận, đường đường chính là con trai anh, nó không phải là con của anh, chẳng lẽ là con trai em sao? Lời này của Diệp Oản Oản vừa nói ra, mọi người tại đây ngơ ngơ ngác ngác. Gì chứ, chẳng lẽ cái cậu nhóc đường đường này cũng không phải là con trai của nhiếp vô ưu mẹ đường đường kinh ngạc nhìn về phía diệp oản oản diệp oản oản vỗ chán một cái lập tức nói nói sai rồi bị cha của con chọc cho líu lưỡi rồi nhiếp vô yêu anh nói một lần chót nó không phải là con trai anh đừng có thách thức anh tư giả hàn còn chưa kịp nói xong diệp oản oản lại nhanh chóng tiến lên đem báo cáo giám định thân nhân từ trong túi sách lấy ra ở ngay dưới con mắt mọi người quẳng thẳng một vào người tư giả hàn tự nhìn báo cáo giám định thân nhân chậm rãi rơi trên mặt đất, mà tư giả hàn cũng không hề có ý tứ đi nhặt lên, ngược lại là để cho Khương Viêm ở bên cạnh cúi xuống nhặt. Đừng có hỏng dùng bất kỳ biện pháp nào đầu độc tu la chủ. Khương Viêm nhìn về phía Diệp Oản Oản, lạnh giọng quát lên. Xem ra, là em không muốn đi cùng anh rồi. Tiếng nói của tư giả hàn như băng xuyên, tay phải khẽ quơ, động thủ. Nhưng mà, mệnh lệnh này mới vừa phát ra, một bên Khương Viêm, nhìn chăm chú tờ báo cáo giám định thân nhân trong tay, mặt đầy mộng bức. Cơ hồ theo bản năng, Khương Viêm lập tức kéo tư giả hàn lại, chủ thượng. Đừng đừng đừng, trước xin hãy khoan động thủ đã. Chuyện này, chấm con miệng nó. Trên trán Khương Viêm dỉ ra một giọt mồ hôi lạnh. Xong rồi, lần này toàn bộ đều xong rồi, chủ thượng cũng xong rồi. Hiểu lầm to. Khương Viêm tuyệt đối không thể ngờ rằng, chủ thượng của mình lại có thể cùng cái cô nàng nhiếp vô ưu này có một đứa con. Chính là cái cậu nhóc đường đường thiếu gia của nhiếp gia này. Hơn nữa, tờ báo cáo kết quả giám định thân nhân này không thể nào là giả. Là do cơ quan IMN uy tín chứng nhận đấy. Một giây kế tiếp, ánh mắt lạnh lẽo của tư Dạ hàn rơi vào trên người Khương Viêm. Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của tư Dạ hàn, Khương Viêm dùng mình một cái, nhưng cũng không dám buông tay, vội vàng nói, chủ thượng, ngài trước tiên đừng có gấp. Tôi cảm thấy ngài trước tiên hãy xem cái này đã vẫn là hơn. Nhưng mà, tư giả hàn cũng không hề nhận lấy tờ báo cáo từ trong tay của Khương Viêm, từ trong miệng phun ra đúng một chữ, đọc. Chuyện này, thật giống như có chút không tiện, hay là, Khương Viêm nhìn chung quanh. Đừng để cho ta nói lần thứ hai, tư giả hàn nói. Bất đắc dĩ, Khương Viêm thở dài, qua quá trình giám định, ADN của nhiếp đường tiêu và ngài, có độ tương đồng đạt đến 99,3% từ mặt sinh học mà nói, nhiếp đường tiêu là, là con trai ruột của ngài. Khương Viêm vừa dứt tiếng, mọi người tại đây nhất thời toàn bộ mắt hoa mày choáng. Bốn vị tứ đại tu la mặt đầy mộng bức, bọn họ không ngốc, tự nhiên biết điều Khương Viêm nói là có ý gì. Mà mọi người nhiếp ra càng là vạn phần kinh ngạc, đường đường là con trai của tu la chủ. Tu la chủ, chính là gã dã nam nhân đó. Nhiếp chủ mẫu và nhiếp gia chủ hai mắt nhìn nhau một cái, từ trong mắt của nhau nhìn thấy vẻ khó tin pha lẫn khiếp sợ. Sắc mặt tư giả hàn nhất thời biến đổi, trong nháy mắt đoạt lấy tờ báo cáo giám định thân nhân. Chỉ chốc lát sau, tư giả hàn đem tờ giám định thu vào trong ngực, cả người đứng được ra tại chỗ. Đầu tiên là hướng về nhiếp vô danh nhìn mấy lần, chợt hướng về nhiếp gia chủ mẫu và gia chủ nhìn mấy lần. Cuối cùng, ánh mắt anh rơi vào trên người diệp oản oản và đường đường. Trên khuôn mặt của tư giả hàn không hề có chút biến hóa nào, thế nhưng trong đôi mắt, lại sớm đã tràn đầy chấn động. Em, làm sao lại có tế bào của anh? Tư giả hàn hướng về Diệp Oản Oản hỏi. Cho nên, anh cho rằng em cần tóc anh, còn đòi hai sợi, vậy một sợi khác để làm cái gì? Diệp Oản Oản nhìn Tư giả hàn chầm chầm, lạnh giọng mở miệng hỏi ngược lại. Tư giả hàn. chương 2078, gây ra đại họa rồi. Tư giả hàn quan sát Diệp Oản Oản mấy lần, chợt lâm vào trong trầm tư. Khó trách trước đó nàng tìm anh đòi tóc, nhưng anh vẫn cho là, nàng muốn tóc anh là vì nhiệm vụ học viện xích diễm căn bản chưa từng suy nghĩ nhiều. Ánh mắt tư giả hàn, chậm rãi rơi vào trên người đường đường, thần sắc càng thêm phức tạp. Đường đường, lại là con trai ruột của anh. Tư giả hàn không hề có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào, vì vậy không ở trong tư thế sẵn sàng. Chẳng qua là trong một thoáng bất chợt, mình bỗng trở thành một người cha, hơn nữa, con trai ruột của mình cũng không phải là đang bi bô tập nói, mà là đã có chút trưởng thành. Tư giả dạ hàn càng quan sát, lại càng cảm thấy, đường đường lớn lên quá giống mình. Thật giống như ngay cả tính cách, đều giống như đúc với anh thừa còn thơ bé. Không sai, trên mặt của đường đường, thậm chí còn cả tính cách, căn bản không có một chỗ nào tương tự với kỳ tu nhiễm. Nhưng mà, tại sao, thời điểm anh nghe được Diệp Oản Oản là nhiếp vô ưu vẫn cho rằng đường đường sẽ lại là con trai ruột của kỳ tu nhiễm. Vào giờ phút này, tư giả hàn càng lúc càng nhận ra, ý nghĩ của mình, quá mức hoang đường. Giờ phút này, trong mắt tư giả hàn hiện ra vẻ lúng túng khó tả, hướng về mọi người nhiếp ra quan sát. Cửu ca, làm sao đây, chúng ta, có phải là chơi hơi lố rồi hay không? Lúc này, sau lưng tư giả hàn, lâm khuyết hướng về tư giả hàn thấp giọng hỏi. Nghe tiếng, tư giả hàn liếc lâm khuyết một cái cậu nói gì vậy giờ làm sao bây giờ thật giống như có chút quá xấu hổ lâm khuyết cười khổ tư giả hàn cửu ca anh nhìn anh xem tôi đều đã bảo anh đừng có xúc động như vậy tôi cũng đã sớm nói cậu nhóc đường đường kia đâu có chỗ nào giống kỳ tu nhiễm đâu rõ ràng là cùng một bộ dáng với anh nhưng chính anh lại không nghe giờ thì hay rồi chúng ta gây ra đại họa rồi Lâm Khuyết hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Mặc dù mình không phải là tư dạ hàn, nhưng vẫn rất lúng túng à nha. Trung quanh, tất cả thế lực lớn nhỏ độc lập châu đều xứng sở tại chỗ. Người nào có thể nghĩ đến, Bạch Phong lại sẽ là nhiếp vô ưu mà lại còn có con trai với Tu La Chủ. Mà điều kỳ quái nhất là, Tu La Chủ không hề biết có đứa con trai này, còn dẫn người tấn công nhiếp ra. Chuyện này quả là nghiệp chướng mà. Không dê dê, tại sao u, đại thiếu gia thẩm ra mặt đầy tuyệt vọng, trái tim của ta, bể nát. Nữ thần của ta, thiên sứ của ta, tóc húi cua ca của ta, tại sao lại sẽ như vậy? Một bên, mấy vị cao tầng thẩm ra nhìn về phía thẩm đại thiếu gia, bất đắc dĩ nói, coi như xong, chuyện này dùng tiền không dễ giải quyết lắm. Biện pháp đơn giản nhất là thay đổi một người tình trong mộng khác. Các người biết cái gì, ta trước sau như một, đến chết cũng không đổi. Thẩm đại thiếu gia nói bằng một vẻ mặt như đưa đám mẹ người đàn ông này là cha ruột của con đường đường khó tin nhìn về phía diệp oản oản đúng bất quá đó đã là chuyện lúc trước rồi hiện tại người đàn ông này không phải là cha của con nữa hắn dẫn người tới cướp mẹ còn muốn đánh nhiếp ra con không có một người cha như vậy diệp oản oản hướng về đường đường nói nghe diệp oản oản nói vậy tư giả hàn đứng đờ tại chỗ thân sắc không có bất kỳ biến hóa nào chẳng qua là trong mắt lại hiện ra một vẻ thất thần hiểu lầm, đây là một sự hiểu lầm. Bỗng nhiên, thiên tu la đứng ở bên cạnh tư giả hàn, lập tức tiến lên một bước, vội vàng nói, hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải là tới tấn công nhiếp ra. Ai nói chúng tôi là tới đánh nhiếp ra chứ, chuyện này làm sao có thể. Bớt chém gió đi, mới vừa rồi còn nói muốn nhiếp ra gia giao người đấy. Không phải là tới đánh nhiếp ra, vậy thì các ngươi là tới làm gì? Đại thiếu gia thẩm ra vội vàng chen vào thật ra thì, chúng tôi đây là, là diễn tập. chương 2079, là hiểu lầm. Thiên tu la suy nghĩ một chút, nhìn về phía tư giả hàn, đúng không? Tư giả hàn đứng lặng tại chỗ, sau một hồi yên lặng, đúng là gật đầu một cái, mở miệng nói, ừm. Diễn tập, ta thấy là các người diễn quá tốt rồi đi, các người gạt quỷ hả, ta đều không tin, người cho là người khác sẽ tin sao. Châu bò nha, đánh nhiếp ra nha đứng đó làm gì động thủ đi huyết tẩy chúng ta bảo đảm không ra tay quả thực không ổn thẩm ra chúng ta và kỳ ra lại cho các ngươi mượn một chút nhân thủ bảo đảm giúp các ngươi nhìn nát nhiếp ra thẩm đại công tử nói thiên tu la tư giả hàn lâm khuyết liên quan gì tới ngươi ngươi bớt nói nhảm đi chúng ta chính là đang diễn tập ngươi căn bản không biết vô ưu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giờ phút này nhiếp gia chủ nhìn về phía diệp oản oản hỏi diệp oản oản mặt đầy mộng bức nàng cũng rất muốn biết rõ có chuyện gì xảy ra hiện tại lại đổi lời nói là diễn tập ngay cả nàng đều không gạt được còn muốn lừa gạt cha mẹ nàng oản oản đường đường thật sự là thật sự là con của con và hắn nhiếp chủ mẫu đi tới bên cạnh diệp oản oản chân mày nhân lại mẹ đây là một câu chuyện dài diệp oản oản cười khổ nói vậy thì nói tóm tắt cho mẹ nghe, nhiếp chủ mẫu không cho Diệp Oản Oản cơ hội vòng vèo. Sạc, mẹ, thật ra thì, từ góc độ sinh học mà nói, là đúng. Nhưng, hôm nay hắn lại đối xử với chúng ta như vậy, bất kính đối với cha mẹ, con nhất định sẽ bắt hắn cho cha và mẹ một câu trả lời rõ ràng đấy. Diệp Oản Oản vội vàng nói. Hừ, anh không đồng ý, nhất định phải cho anh một câu trả lời nữa. Nhiếp vô danh tiến lên một bước, lạnh giọng quát lên. Diệp Oản Oản, làm sao mâm nào cũng đều có anh vậy, anh muốn trả lời cái cọng lông à. Lúc này, dưới con mắt mọi người, nhiếp vô danh đi tới bên cạnh Tư Giả Hàn, dùng ngón tay trọt trọt vào bụng của Tư Giả Hàn, được à nha, tiểu tử nhà cậu, cái tên dã nam nhân này, cậu và em gái tôi sinh ra một đứa con, à, sau đó chuồn mất. Mấy năm nay, các người đối với đường đường bảo bối của tôi chẳng quan tâm. Cậu biết không, đều là tôi tay phân tay nước tiểu đút cho đường đường ăn lớn, vừa làm cha lại vừa làm mẹ tư giả hàn tay phân tay nước tiểu đút cho đường đường thiếu chủ thiên tu la mới vừa muốn nói gì nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt tư giả hàn lập tức ngừng miệng thật giống như bây giờ toàn bộ a tu la bọn hắn không có quyền phát ngôn gì chỉ có thể có lỗi liền nhận đứng yên chịu đòn tôi cũng không muốn chèn ép cậu làm gì bất kể như thế nào từ góc độ sinh học mà nói cậu cũng là cha của đường đường chuyện này không sai chứ nhiếp vô danh nhìn tư giả hàn chằm chằm. Ừ, tư giả hàn đáp. Được, cậu thừa nhận là được. Nhiều năm như vậy, tôi tay phân tay nước tiểu đút cho đường đường lớn thế này. Vì đường đường, tôi hy sinh nhiều như vậy, ngay cả bạn gái cũng đều không tìm được, trễ nãi cả đời. Cậu nói đi, định bồi thường cho tôi thế nào đây? Nhiếp vô danh lạnh lùng, ăn vạ. Tư giả hàn. Này, nói gì đi chứ? Nhiếp vô danh tiếp tục dùng ngón tay trọt trọt tư dạ hàn mấy cái. Được. Một lát sau, tư giả hàn mở miệng đồng ý. Cậu nói rồi đấy nhé. Tiểu tử, nếu như cậu dám đùa bớn, hứa lèo với tôi, đời này cậu cũng đừng mong nhìn thấy đường đường. Nhiếp vô danh dứt lời, xoay người nhìn về phía nhiếp gia chủ và chủ mẫu, cha mẹ, thật ra thì đây chính là diễn tập, con đều đã sớm thông đồng cùng bọn họ. Vậy, nói xong rồi, chờ con có thời gian liền sẽ từ từ giải thích với mọi người. Người quay trở lại cho ta nhiếp gia chủ tức tới sắc mặt phồng đỏ. Ơ, ờ, nhiếp vô danh cúi đầu đi trở về, không dám lại tiếp tục nói nhiều. chương 2080, nói xin lỗi cha mẹ. Vô yêu, con hồ đồ sao, làm sao con lại có thể ở cùng thứ người như vậy? Nhiếp gia chủ sắc mặt khó coi, hắn lại còn dẫn người tới tấn công nhiếp gia. Sắp tới, toàn bộ độc lập châu đều biết, hắn lại còn là cha ruột của đường đường. Con để cho mặt mũi của nhiếp gia, quảng đi nơi nào. Gia chủ đại nhân, là hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Một vị tu la nói. Cút, nhiếp gia chủ quát lên. Được, không thành vấn đề, ngài muốn tôi cút theo hướng nào. Nhiếp gia chủ lười tiếp tục nói nhảm, nhìn về phía Diệp Oản Oản, vô ưu cha sẽ không công nhận hắn đâu. Vô ưu hắn quá không ra gì rồi. Nhiếp gia chủ mẫu cũng nói. Cha, mẹ, Diệp Oản Oản nhìn về phía nhiếp chủ mẫu và gia chủ, Hai người yên tâm, cha mẹ không đồng ý hắn, con liền sẽ không công nhận hắn, Đường Đường cũng sẽ không công nhận hắn đâu." Nghe Diệp Oản oản nói vậy, sắc mặt Nhiếp gia chủ và chủ mẫu lúc này mới hơi hơi đẹp mắt một chút. "Đều vẫn còn ở nơi này làm cái gì, còn không cút cho ta." Nhiếp gia chủ hướng về các thế lực lớn bốn phía quát lên. "Đi nhanh một chút, đi mau." Thiên Tu la vội vàng xua xua tay, dẫn theo đám người Lâm Khuyết bước nhanh rời khỏi nơi này ở dưới sự trách mắng của nhiếp gia chủ, các thế lực hóng tin cũng đều rất thức thời rời đi. Không bao lâu, trước cửa nhiếp gia chỉ còn lại mình tư giả hàn còn chưa rời đi. Chúng ta đi. Nhiếp gia chủ phẩy phẩy tay, dẫn theo đám người diệp oản oản trở lại nhiếp gia Cha, mẹ, hắn giàu gì cũng là tu la chủ, vẫn đứng tại cửa nhiếp gia trung quy sẽ bị người ta chỉ trỏ. Đến lúc đó, ảnh hưởng cũng không tốt lắm, không bằng, để cho hắn trước tiên đi vào trong, coi như có lời gì, cũng đều nói rõ ràng. Dù sao, hắn vẫn là cha của đường đường. Diệp Oản Oản nhẹ nhàng mở miệng nói. Không được, nhiếp gia ta không cho phép hắn bước vào nửa bước. Nhiếp gia chủ nói. Lúc này, nhiếp gia chủ mẫu lức nhiếp gia chủ một cái, vội yêu nói có đạo lý, trước hết để cho hắn vào đi. Coi như vội yêu muốn đoạn tuyệt quan hệ cùng hắn, cũng phải nói cho rõ ràng. Nếu không thì chuyện này biết tính sao. Nhưng mà, nhiếp gia chủ khẽ nhíu mày nhưng cái gì mà nhưng, em nói để cho hắn đi vào liền đi vào. Nhiếp chủ mẫu nói xong, hướng về tư giả hàn nói cậu vào đi. Vâng, tư giả hàn gật đầu một cái, đi theo sau lưng Diệp Oản Oản, vô cùng tự giác giữ vững một đoạn khoảng cách ngắn cùng nàng. Thời khắc này, tư giả hàn cực kỳ giống một đứa bé làm chuyện gì sai, trong mắt lại lộ ra một vẻ nôn nao hiếm thấy. Bên trong đại sảnh nhiếp ra. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, anh đứng ở chỗ này làm cái gì, còn không đi châm trả nhận sai với cha mẹ em. Tư Dạ Hàn, không cần đâu, chúng ta không nhận nổi, nếu không, ngày nào đó hắn mất hứng, lại tới bao vây nhiếp ra chúng ta. Nhiếp gia chủ hừ lạnh. Tư Dạ Hàn, trước tiên nói lời xin lỗi với cha mẹ em, nhận sai. Diệp Oản Oản cau mày nói. Tư Dạ Hàn nhìn về phía nhiếp chủ mẫu và gia chủ, là hiểu lầm. Nghe câu này, Diệp Oản Oản suýt chút nữa phun thẳng một hớp nước ở trên mặt tư dạ hàn. Chỉ số nhạy cảm IQ của anh ta thực sự thấp hay là giả bộ vậy? Chính mình con nguyện nó bảo anh ta nói xin lỗi, anh lại thảy lại một câu là hiểu lầm. Em bảo anh nói xin lỗi, lại nói hiểu lầm cái gì? Diệp Oản Oản vội la lên. Không thấy cha mẹ đều đã tức đến dạng gì sao, vuốt lông đi. Này, con nguyện nó có thể vuốt lông hay không? Nhiếp gia chủ, chủ mẫu, thật có lỗi, là tôi không biết rõ. Cuối cùng, tư giả hàn cũng chịu nhún nhường, hướng về nhiếp gia chủ và phu nhân bái một cái. Đường đường nhìn chằm chằm tư giả hàn đứng ở chính giữa đại sảnh, kéo vặt áo diệp oản oản một cái, mẹ. Ông ấy thật sự là cha ruột của con. Ừm, diệp oản oản gật đầu một cái. Bất quá, bây giờ không phải là lúc xoắn xít về vấn đề cha ruột, mà là làm thế nào để cho người cha ruột này vãn hồi lại tình cảnh audio điện tử võ tấn bền hết chương 2080